dân chúng bình dân phải chịu đựng quản lý đô thị ức hiếp, công an khi dễ cùng với vô số loại thuế, có giá nhà đắt nhất trên thế giới, ăn duy nhất một loại gạo, đi duy nhất một loại ô tô, sử dụng loại xăng thấp kém nhất, lại nhận được tiền lương thấp nhất. Muốn thay đổi hiện trạng, muốn nâng cao chất lượng cuộc sống, muốn thay đổi tư tưởng của kẻ làm quan, không phải chỉ cần nói một vài lời hoa mỹ là có khả năng giải quyết được vấn đề, chỉ có cải cách thể chế chính trị mới là con đường duy nhất có thể đi. Nhưng cải cách mở cửa cho tới hôm nay, đều gặp phải những lực cản và khó khăn càng ngày càng tăng. Kiến thiết kinh tế đạt được thành tích nổi trội xuất sắc, trong tình huống như vậy, một số ít người đã cảm thấy là không cần phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách, làm giảm bớt áp lực cũng như động lực cải cách. Điểm xuất phát của không ít người trong phe bảo thủ chính là củng cố quyền lực trong tay, bảo vệ thành quả thắng lợi trong tay. Mà Trần Hạo Thiên thân là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Lĩnh Nam, lại thẳng thắn chỉ ra căn nguyên hiện trạng trong nước là phải tiến hành cải cách thể chế chính trị, phải nói là phải có dũng khí lớn vô cùng, bởi vì đối với phe bảo thủ, người dám đề ra cải cách chính trị, đều là người thuộc tư bản chủ nghĩa, là phản đồ của Đảng. Có lẽ là Thủ tướng làm như vậy cũng không khiến cho Hạ Tưởng tán thưởng, nhưng cũng giống như Trần Hạo Thiên. Thủ tướng dám đề xuất cải cách thể chế chính trị, dám tiếp tục thúc đẩy thực hiện cải cách ở khu vực nước sâu, thì hôm nay, vẫn bất di bất dịch kiên định như cũ thúc đẩy đi sâu vào cải cách, khiến cho Hạ Tưởng vô cùng khâm phục dũng khí và quyết tâm vì thiên hạ của Thủ tướng. Cải cách ở Trung ương chẳng những bị phe cánh tả bảo thủ kiềm chế, ở dân gian cũng bị dân chúng hiểu lầm. Hiện tại mỗi một bước đi, đều phải trả giá vô cùng gian nan. Có lẽ một ngày, khi dân chúng cả nước chân chính thức tỉnh rồi, thấy rõ tình thế, mới có thể tỉnh táo mà nhận thức được, ai mới là chính trị gia chân chính suy nghĩ cho dân chúng. Tuy nhiên, Hạ Tưởng bỗng nhiên nghĩ tới một điểm mấu chốt, Trần Hạo Thiên lúc này đề cập đến cải cách thể chế chính trị là có huyền cơ lớn, dường như cùng với Thủ tướng vừa phát biểu ở hội nghị thường vụ của nội các chính phủ ở Bắc Kinh là cùng nhau hô ứng, hay là nói Trần Hạo Thiên chính là phất cờ hò reo thay Thủ tướng. Là người của Tổng Bí Thư, Trần Hạo Thiên như thế nào lại cùng hô ứng với Thủ tướng? Trong đầu Hạ Tưởng đột nhiên hiện ra một ý nghi mãnh liệt. Nhiều năm trước, cải cách mở cửa đầu tiên diễn ra ở Lĩnh Nam, khiến kinh tế quốc gia thăng tiến, làm tấm gương, kéo kinh tế khu vực phát triển. Như vậy cho tới hôm nay, Lĩnh Nam cũng không cùng với các tỉnh thành phố đối lập khác đạt được ít nhiều ý nghĩa kinh tế, và theo Trần Hạo Thiên phát biểu thì có thể thấy được, Lĩnh Nam có lẽ sẽ trở thành tỉnh đầu tiên thí điểm thực hiện cải cách thể chế chính trị. Thí điểm thực hiện cải cách thể chế chính trị, nếu không thành công, liền hy sinh. Trước mắt Hạ Tưởng, lại có khả năng xuất hiện những bụi gai lớn trên đường đi. Giống như Vệ Tân, Tống Nhất Phàm gần đây tuy rất vui vẻ nhưng vẫn có một chút tâm phiền ý loạn. Không phải bởi vì bên cạnh có quá nhiều người theo đuổi, mà là bởi vì trong đám người theo đuổi đó có một người không bình thường, khiến cô nhức đầu vô cùng. Là nhức đầu mà không phải đau đầu, điều đó chứng minh cô không phải là có cảm giác với anh ta, mà là anh ta khiến cô bị cảm. Nói thật, tên Lôi Tiểu Minh đó xứng đáng là một tên cao to, đẹp trai, nhà giàu, cao lớn, phong độ, hơn nữa còn có chút tán thưởng. Không BMW thì không ra đường, muốn gì được nấy. Hiện tại Land Rover đã một công ty Ấn Độ thu mua, nghĩ đến còn không may mắn bằng Cherry và Geely của Trung Quốc, tuy nhiên tốt xấu gì cũng là xuất thân từ quý tộc Anh Quốc, ít nhiều xem như có hương vị thân sĩ. Nhưng mặc kệ Lôi Tiểu Minh có bao nhiêu hương vị, có cao to, đẹp trai, nhà giàu như thế nào, Tống Nhất Phàm đối với anh ta cũng không rung động, nhưng Lôi Tiểu Minh lại vô cùng thích Tống Nhất Phàm. Chẳng những mỗi ngày đều gió mặc gió, mưa mặc mưa mà chăm chỉ tặng hoa tươi. Mỗi thứ hai hàng tuần đều tỉ mỉ thiết kế cảnh tượng cầu hôn, còn trân trọng thề thốt hứa hẹn với Tống Nhất Phàm, không theo đuổi được cô, anh ta nguyện cả đời không cưới vợ. Khiến Tống Nhất Phàm không cảm thấy phiền mà cảm thấy không còn cách nào. Lấy tính tình trước kia của Tống Nhất Phàm, nếu như tức giận, sẽ nói mấy câu mà đuổi Lôi Tiểu Minh đi. Nhưng sau khi nhận được điện thoại của Tống Chiêu Độ, Tống Nhất Phàm rất bất đắc dĩ và đồng thời rất có kiên nhẫn mà làm quen với Lôi Tiểu Minh. Vừa không cho Lôi Tiểu Minh biết tay, lại không đáp trả lại nhiệt tình của Lôi Tiểu Minh, dù sao chỉ là giao du qua lại một cách không mặn không nhạt. Chỉ vì Tống Chiêu Độ cho nên Tống Nhất Phàm mới phải ở chung với Lôi Tiểu Minh một thời gian, không thể lập tức đá người ta ra xa ngàn dặm. Nếu chỉ có Tống Chiêu Độ mở miệng, thì có lẽ Tống Nhất Phàm sẽ làm bộ ứng phó, nhưng mẹ của cô cũng nhìn chúng Lôi Tiểu Minh, lệnh cho cô phải làm bạn với Lôi Tiểu Minh trong vòng 3 tháng, rồi sau đó thành hay không thì để đến lúc đó nói sau. Tống Nhất Phàm lớn như vậy,
vẫn là lần đầu tiên bị quản thúc gắt gao. Đầu cô phình lớn như một cái thùng, đã sớm nghĩ đến chuyện đem hết buồn phiền nói cho Hạ Tưởng, nhưng lại bị Vệ Tân ngăn cản. Vệ Tân lấy lý do là Hạ Tưởng hiện tại đang phải bận rộn rất nhiều việc, bảo Tống Nhất Phàm phải tự mình xử lý. Hơn nữa, Vệ Tân còn lấy kinh nghiệm cá nhân an ủi Tống Nhất Phàm, nói cô sẽ cùng Tống Nhất Phàm dũng cảm đối mặt với khung bậc cuộc đời. Tống Nhất Phàm dưới sự khuyên bảo của Vệ Tân, cũng cho rằng Lôi Tiểu Minh cùng chuyện của Giang An chỉ là một khúc nhạc nho nhỏ của cuộc đời. An Giang chính là cái tên nhà giàu đẹp trai cao to mà cứ quấn lấy Vệ Tân, không phải là vai chính, không nghĩ tới việc này nói nhỏ không nhỏ, cuối cùng kinh động đến Hạ Tưởng, còn suýt nữa gây thành chuyện lớn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trở lại tỉnh ủy, từ sảnh lớn tỉnh ủy về đến phòng làm việc, chỉ có hơn 100 mét mà Hạ Tưởng lại gần như là nửa bước cũng khó đi, được đối xử như anh hùng. Những nhân viên tỉnh ủy bình thường chỉ dám gật đầu chào hỏi hắn, nay mặc kệ là chức vụ cao hay thấp, có quen biết với hắn hay không, vừa thấy hắn xuất hiện, đã thân thiết đi đến nhiệt tình vây quanh hỏi thăm. Chào Phó Bí Thư Hạ. Chào, Phó Bí Thư Hạ. Không ít người còn giơ tay, bắt tay với Hạ Tưởng. Ngô Hiểu Dương nhiều năm qua đều bị tỉnh ủy Lĩnh Nam coi như là nước lũ và thú dữ, cán bộ tỉnh ủy ít nhiều đều bị binh lính hoặc quan quân ở quân khu Dương Thành ức hiếp qua một lần. Sau khi Hạ Tưởng trực tiếp đánh một trận chiến chấn động lòng người với lãnh đạo quân ủy, uy danh của Hạ Tưởng liền như gió đông mạnh mẽ cuồn cuộn thổi, nháy mắt đã truyền khắp mọi ngõ ngách tỉnh ủy Lĩnh Nam. Hạ Tưởng chính là anh hùng trong cảm nhận của vô số người ở tỉnh ủy Lĩnh Nam. Trước đây gần như chưa có tiền lệ là quan chức ở địa phương cùng quân đội so chiêu mà giành được thắng lợi. Thắng lợi của Hạ Tưởng có tác dụng làm phấn chấn lòng người và là tấm gương cho người ta noi theo. Cung kính và mỉm cười tràn ngập trong ánh mắt của mỗi người, trong mắt bọn họ, Hạ Tưởng thật không thẹn với danh hiệu anh hùng tỉnh ủy. Mặc dù có cá biệt một số người bạn cũ của Trương Lực vì chuyện Trương Lực qua đời mà đau buồn, nhưng tin tức tập hợp khắp nơi cho thấy, Ngô Hiểu Dương nhất định thất bại thảm hại. Phó Bí Thư Hạ hứa hẹn sẽ có dũng khí truy quét tàn tặc, tiếp tục trừng trị đến cùng, tất cả mọi người đều nóng đợi mong chờ Phó Bí Thư Hạ tiếp tục ra tay. Kỳ thật Hạ Tưởng đã đem chuyện của Ngô Hiểu Dương ném ra sau đầu. Chuyện giải quyết hậu quả của Ngô Hiểu Dương là sự vụ bên trong của quân đội, hắn hiện tại không tiện nhúng tay. Hơn nữa đây là thời cơ tốt để Hứa Quan Hoa và Mộc Phong mượn cơ hội quật khởi, hắn làm sao có thể một tay chặn ngang. Chính yếu chính là... Việc Trần Hạo Thiên phát biểu trước sau vẫn canh cánh trong lòng hắn, hắn phải khẩn cấp nói chuyện với Trần Hạo Thiên, muốn nghe Trần Hạo Thiên nói ra ý đồ chân chính. Trực giác nói cho Hạ Tưởng, hành động này của Trần Hạo Thiên mặc kệ có phải hay không là phụng lệnh làm việc, vẫn là mạo hiểm chính trị rất lớn, trừ phi. Vừa lên lầu, Hạ Tưởng đã gặp Lâm Song Bồng. Thái độ của Lâm Song Bồng so với trước kia khác nhau rất lớn, vừa thấy Hạ Tưởng, đã vô cùng tha thiết nói. Phó Bí Thư Hạ cuối cùng đã trở lại. Hạ Tưởng bắt tay với Lâm Song Bồng, xúc động nói. Đúng vậy, đã trở lại. Sau đó chuyển đề tài, hỏi. Như Lan thế nào? Như Lan đã xuất viện, quay về Mai Hòa tĩnh dưỡng rồi. Trước khi đi, cô ấy nhờ tôi chuyển tới Phó Bí Thư Hạ một câu. Vẻ mặt của Lâm Song Bồng hơi không được tự nhiên. Hạ Tưởng ngược lại vẫn thản nhiên. Như Lan nói cái gì? Lâm Song Bồng thấy Hạ Tưởng thản nhiên đối mặt, cũng bình thường trở lại, cười nói. Cũng không có gì, cô ấy chỉ hy vọng anh có thể bớt thời gian tới Hoa Mai hỏi thăm cô ấy một lần, cô ấy có mấy câu gặp mặt trực tiếp mới nói rõ được. Được, hai ngày sau sắp xếp một chút. Đến văn phòng của Trần Hạo Thiên, Hạ Tưởng còn chưa kịp gõ cửa, của đã mở ta, là Trần Hạo Thiên mở cửa đón chào. Hoan nghênh đồng chí Hạ Tưởng trở về. Bên trong nhiệt tình của Trần Hạo Thiên hàm chứa cả cảm tình chân thành tha thiết. Sau khi trải qua chuyện Ngô Hiểu Dương, quan hệ giữa Hạ Tưởng và Trần Hạo Thiên lại tiến thêm được một bước. Bí thư Trần, tôi vừa xuống máy bay đã nghe được một số tin đồn. Hạ Tưởng đi vào giữa phòng, nhẹ nhàng đóng lại cửa, liền đi thẳng vào vấn đề. Dường như hơi có chút đường đột. Trần Hạo Thiên hàm xúc mà mỉm cười. Đường đột, tôi tuyệt không cảm thấy đường đột. Hiện tại đã đến lúc phải cải cách chính trị, nếu không cải cách, đường đi phía trước sẽ không còn tốt nữa. Hạ Tưởng gật đầu. Tuy là nói như thế, nhưng phải vô cùng kiên định duy trì nhất trí với Đảng và Trung ương mới được. Mặc dù hiện giờ Thủ tướng vẫn kiên định hô hào thúc đẩy cải cách nhưng Tổng Bí Thư đối với chuyện cải cách vẫn chưa bày tỏ thái độ rõ ràng.
hắn lo lắng đề nghị của Trần Hạo Thiên hơi quá mức cấp tiến. Cậu lo lắng rất có lý, tôi cũng đã suy xét qua vấn đề này. Trần Hạo Thiên vừa nói, vừa ra hiệu cho Hạ Tưởng ngồi xuống. Lĩnh Nam cải cách sẽ là mở đầu trận tuyến, sau khi kinh tế phát triển nhanh chóng sau 20 năm, bước đầu đã biểu hiện ra trạng thái vô lực nối tiếp, không phải nói kinh tế Lĩnh Nam đã không cần phát triển nữa mà là hiện tại kết cấu kinh tế đã quá lạc hậu so với quy mô kinh tế, phải có sự điều chỉnh thích hợp thì mới có thể khiến cho kinh tế tiếp tục phát triển hơn nữa. Phải điều chỉnh như thế nào? Chỉ có duy nhất một con đường cải cách là có thể đi. Dân giàu nước mạnh, quốc thái dân an, nhưng vấn đề hiện tại là, nước làm cho dân chúng nghèo đi, không phải giàu lên. Dân chúng không có sức mua, thì không kéo lại được lạm phát, làm sao có thể thúc đẩy được kinh tế tiếp tục phát triển. Muốn tiến hành điều chỉnh kết cấu kinh tế, nhất định phải trao quyền sở hữu ruộng đất cho cấp dưới, khiến chính phủ ít nhúng tay vào vấn đề kinh tế. Chính phủ không thể tiếp tục làm người quản lý, tham dự vào kinh doanh, càng nhúng tay nhiều vào vấn đề kinh tế, thì kìm hãm kinh tế phát triển càng dễ dàng nảy sinh. Trần Hạo Thiên chậm rãi nói, bày tỏ ý nghĩ thật trong lòng với Hạ Tưởng. Đương nhiên, khẳng định chỉ có một phần là ý nghĩ thật, không phải toàn bộ, nhưng lấy thân phận là ủy viên Bộ Chính trị, Trần Hạo Thiên, có thể kiên nhẫn ngồi giải thích với Hạ Tưởng, có thể chứng minh ông ta rất coi trọng Hạ Tưởng. Hạ Tưởng trầm mặc một lát. Bí thư Trần, trên đường có khả năng xuất hiện rất nhiều bụi gai, hơn nữa, mạo hiểm cũng thật lớn. Mọi hậu quả tôi đều đã từng suy xét, năm đó cải cách mở cửa, Lĩnh Nam đã ăn con cua. Hiện tại cải cách thể chế chính trị, Lĩnh Nam càng có dũng khí lẫn năng lực gánh vác trọng trách mở đường. Nếu có gì mạo hiểm, thì cứ để một mình tôi gánh vác. Trần Hạo Thiên vỗ vai Hạ Tưởng, nói một cách thân thiết. Tôi chỉ hỏi cậu một câu. Cậu có ủng hộ ý nghĩ của tôi hay không? Chỉ hỏi là có ủng hộ ý tưởng hay không chứ không phải hỏi là ủng hộ công tác này hay không. Trần Hạo Thiên vẫn để lại một đường sống, dù sao Hạ Tưởng vẫn còn trẻ, con đường phía trước còn rất rộng lớn, không cần phải cùng ông ta đánh bạc một phen. Hạ Tưởng hoàn toàn có thể ẩn giật, thậm chí chỉ cần trông vào kinh nghiệm lý lịch, cũng đã có thể vững bước bay lên. Hạ Tưởng suy nghĩ một lát, nặng nề gật đầu. Tôi hoàn toàn ủng hộ ý tưởng của Bí thư Trần. Trần Hạo Thiên vừa lòng gật đầu. Cậu còn trẻ, con đường phía trước còn rất dài, cậu chỉ cần tiếp tục làm tốt công tác của mình ở Lĩnh Nam là được rồi, sự việc bên ngoài thì không cần thiết phải quan tâm quá nhiều. Tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng Hạ Tưởng vẫn mơ hồ lo lắng quyết định của Trần Hạo Thiên sẽ khiến Lĩnh Nam một lần nữa đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Dù sao, Lĩnh Nam cũng là nơi hấp dẫn ánh mắt ở trong nước. Nhất cử nhất động đều trở thành tin tức trọng đại mà các đài truyền thông tranh nhau đăng tải. Mấu chốt còn có một điểm là trước khi Hạ Tưởng chưa thăm dò được thái độ của Tổng Bí Thư, cũng không dám mạo muội nhận định hành động này của Trần Hạo Thiên là do Tổng Bí Thư bày mưu đặt kế. Không biết sao, Hạ Tưởng đối với lập trường chính trị của Trần Hạo Thiên xuất hiện sai lệch tinh tế. Buổi tối, Hạ Tưởng gặp mặt Hứa Quan Hoa và Mộc Phong. Qua kiếp nạn, ba anh em gặp lại, tình hình xáo trộn. Hứa Quan Hoa rạng rỡ, Mộc Phong nhẹ nhàng thanh thản, hai người sau khi trải qua biến đổi lớn, đã chín chắn hơn trước rất nhiều, quan hệ của hai người cũng càng thêm tâm đầu ý hợp. Lão cổ cố ý chuyển lời. Vừa gặp mặt, Hứa Quan Hoa đã đưa cho Hạ Tưởng một lễ vật rất lớn. Về sau có chuyện gì, tôi và Mộc Phong đều phải thảo luận trước với anh, được anh đồng ý rồi mới đi làm. Hành động này của lão cổ, chính là chính thức bắt đầu chuyển giao lực ảnh hưởng trong quân đội cho hắn. Tuy nhiên, nhớ đến chuyện Hạ Tưởng trước mắt chỉ là phó bí thư tỉnh ủy, dường như là trọng trách hơi quá nặng. Hạ Tưởng như muốn nói cái gì, Hứa Quan Hoa lại xua tay nói. Phải tin tưởng ánh mắt của lão cổ, ông ấy an bài như thế tất có đạo lý. Tôi và Mộc Phong thì không cần phải nói, khẳng định sẽ coi anh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lão cổ chủ yếu vẫn là tạo tấm gương cho quân khu khắp nơi, để tôi và Mộc Phong đi đầu, tin tưởng thế lực của lão cổ ở trong quân. Sẽ chậm rãi chuyển giao xuống dưới sự quản lý của anh. Trong lòng Hạ Tưởng nóng lên, chuyện của Ngô Hiểu Dương, xuất phát từ phản kháng áp bức, vì dân trừ hại, là cố ý giúp Tổng Bí Thư một tay, cũng là muốn mượn cơ hội mở rộng phạm vi thế lực của lão cổ, không ngờ cuối cùng giúp người lại thành giúp mình. Đồng nghĩa với thành quả thắng lợi từ chuyện Ngô Hiểu Dương, hắn cũng chiếm được hơn phân nửa. Điều càng khiến cho Hạ Tưởng bất ngờ chính là, thứ lão cổ cho hắn, so với thứ hắn muốn, lại càng nhiều hơn. Đêm gió mùa xuân mê say ở Dương Thành,
Hạ Tưởng và Hứa Quan Hoa, Mộc Phong cùng nâng ly uống rượu chung vui. Cũng là từ lúc Hạ Tưởng đến Dương Thành tới nay, đây là thời khắc nhẹ nhõm và thoải mái nhất, hắn xưa nay uống rượu vô cùng dè dặt, rốt cục cũng đã thoải mái chè chén một phen, uống đến nổi có chút men say. Bên cạnh việc chút rượu vui say, cũng chính là lúc chút bầu tâm sự. Đối với bước đi tiếp theo của quân khu Dương Thành, Hứa Quan Hoa đã nói rất nhiều, Hạ Tưởng chỉ im lặng lắng nghe, cũng không bày tỏ thái độ gì. Nói thật, hắn vẫn chưa quen nghe tình báo từ phía Hứa Quan Hoa, mặc dù Hứa Quan Hoa đã sớm chuẩn bị tư thế, muốn nghiêm chỉnh báo cáo tình hình với hắn. Thế lực của lão cổ trong quân đội, phân bổ cực kỳ rộng lớn, liên can đến 7 quân khu to lớn trong nước, bao gồm các quân khu tỉnh trong nước, gần như không có nơi nào là không có lực lượng của lão cổ. Chỉ là có một số khu vực thì có lực lượng mạnh một chút, một số khu vực khác thì yếu một chút mà thôi. Trên căn bản có thể nói là, thế lực của lão cổ đa phần là phái trai trẻ, đứng trên lập trường đối chọi gay gắt với phái chủ hòa, là phái đang nắm giữ cục diện lớn trước mắt ở trong quân ủy. Trung tướng có vài người, thiếu tướng có mười mấy người, đại tá, trung tá thì nhiều không đếm xuể, số lượng người tuy rằng không ít, nhưng phần lớn đều không ở cương vị nắm quyền. Mặc dù có vài người nắm giữ quyền hành lớn, nhưng đa phần đều là ở chức phó. Thế lực của lão cổ trong quân đội tuy rằng phân bổ rộng lớn, số lượng cũng không phải ít, nhưng lại có hai khuyết điểm lớn. Một là lực lượng trong quân ủy quá yếu ớt, gần như không có người quen giữ chức cao trong tầng trên của quân ủy. Hai là thế lực rải rác tại các quân khu lớn ở trong nước, người nắm giữ chức vị chính quá ít. Mặc dù là vậy, bởi vì lão cổ đứng vững, với sức ảnh hưởng và danh vọng của ông ta trong quân đội, nếu như ông ta sống thêm 20 năm nữa, bồi dưỡng vài người vào đến được tầng cao của quân ủy cũng không phải là vấn đề. Hứa Quan Hoa hiển nhiên là người mà lão cổ thưởng thức nhất, lão cổ vẫn luôn không ngừng tận lực thúc đẩy địa vị cho Hứa Quan Hoa. Tuy rằng quân đội đoàn kết với nhau, nhưng đến chức vị từ thiếu tướng trở lên, nếu muốn tiếp tục thăng tiến, ngoài trừ quân ủy có quyền hạn đề cử ra thì phó chủ tịch quân ủy và cả chủ tịch quân ủy cũng đều có quyền quyết định vô cùng có giá trị. Hay nói cách khác, chủ tịch quân ủy và người đứng thứ hai là phó chủ tịch quân ủy, với một mức độ nhất định họ sẽ trực tiếp quyết định vận mệnh thăng tiến của một người có chức vị quan quân từ thiếu tướng trở lên. Nhưng phàm mọi việc đều không thể nói một cách chung chung được, cứ nói về quy trình cụ thể để thăng chức của quân đội trong nước, mặc dù Hạ Tưởng không phải vô cùng rành mạch, nhưng đại thể thì cũng có hiểu biết một ít. Trên căn bản thì Tổng Bí Thư chỉ chú trọng nắm bắt việc thăng tiến từ trung tướng trở lên, còn quyền quyết định từ trung tướng trở xuống, vẫn là để quân ủy tự mình quyết định. Quan Viễn Khúc đóng vai trò là người kế nhiệm được tuyển chọn, đã đảm nhận chức phó chủ tịch quân ủy, nhưng do sự cần thiết cân bằng về mặt chính trị, hiện giờ tạm thời y sẽ không nhúng tay quá nhiều vào sự vụ của quân đội. Mà Cổ Thu Thật càng tránh xa sự vụ bên phía quân đội, đừng nói đến chuyện tham gia vào việc lớn của quân đội. Ngay cả thêm bớt một câu liên can đến sự vụ quân đội cũng sẽ không nói nhiều lời. Đối với sự việc lần này của Ngô Hiểu Dương, trên căn bản thì Cổ Thu Thật tỏ thái độ là người ngoài cuộc. Hạ Tưởng hoàn toàn có thể hiểu được tại sao Cổ Thu Thật lại khiêm tốn như vậy. Cho nên hắn mới thắc mắc không hiểu tại sao lão cổ từ rất nhiều năm trước đã giao cho hắn tiếp nhận các thế lực trong quân đội, còn Cổ Thu Thật thì lại tránh xa, huống chi hiện giờ hắn chỉ là một cấp phó tỉnh nhỏ nhoi. Càng không nên qua lại thân thiết với phía quân đội quá sớm, để tránh người khác lấy cớ gièm pha, nói không chừng còn dẫn đến sự lộn xộn hơn nữa. Nhưng lời giải thích thêm của Hứa Quan Hoa, khiến hắn rốt cuộc cũng hiểu được dụng ý khổ tâm của lão cổ. Lão cổ sắp tới chuẩn bị mở ra một cuộc họp mặt, triệu tập thế lực các nơi, tụ hợp lại một chỗ, cùng thương lượng kế hoạch lớn. Đồng thời sẽ long trọng đề cử phó bí thư hạ ngay tại cuộc họp. Hứa Quan Hoa có chút xúc động nói. Lão cổ vốn không phải muốn buông tay, cũng không phải muốn anh gánh trọng trách lớn ngay bây giờ, mà là một hành động phòng trước vô hại. Đề phòng chẳng may xảy ra sự cố nữa thì anh cũng có thể trực tiếp chỉ huy, ra lệnh điều khiển, cũng vừa hay chiếm được địa hình có lợi hơn trong cải cách của quân đội. Hạ Tưởng hiểu rồi, tính theo lâu dài, lão cổ muốn để nhiều người của phái trẻ bộc lộ tài năng hơn nữa, có thể dùng lực lượng trong lòng và trong tay bảo vệ nước nhà tốt hơn. Tính theo trước mắt. Là mượn sức của ông ta để nhiều người của phái trẻ lọt được vào mắt của Tổng Bí Thư hơn. Nếu như có thể thì trong lần dao động sắp tới của quân đội, ông ta sẽ tranh thủ đề cử càng nhiều người ra mắt Tổng Bí Thư hơn nữa. Hạ Tưởng cam chịu sự sắp đặt của lão cổ. Tôi chỉ có một yêu cầu, hy vọng cuộc họp mặt có thể mở ra một cách càng khiêm tốn càng tốt. Hứa Quan Hoa cười.
Yên tâm, tôi cũng đã nghĩ qua rồi, mở cuộc họp ở thành phố Yến, khẳng định là khiêm tốn đến không ngờ được. Mộc Phong cũng cười. Phó Bí Thư Hạ muốn khiêm tốn, phần lớn người ta đều không làm được, vẫn là xin Phó Bí Thư Hạ ra chỉ thị cụ thể, mới có thể khiến chúng tôi có phương hướng chính xác mà sắp xếp được. Hạ Tưởng cũng thiệt tình thuận miệng nói ra vài yêu cầu của hắn, dù sao thì sự việc trọng đại, cần phải thận trọng hành sự. Tiếp sau đó, hắn lại hỏi. Đợt sóng dao động thứ hai của quân khu Dương Thành sẽ có sự lay động lớn như thế nào? Hứa Quan Hoa thần bí cười một cái. Xin Phó Bí Thư Hạ hãy chùi mắt mà trông, chắc chắn sẽ không để người có tội ác chồng chất thoát nạn. Hạ Tưởng gật đầu biểu thị sự tán đồng. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, có lũ bại hoại trong quân đội, chỉ có tai họa thôi. Lúc tạm biệt Hứa Quan Hoa và Mộc Phong, đã hơn 10 giờ tối rồi, gió đêm thoang thoảng, Hạ Tưởng tinh thần thoải mái. Tuy rằng có chút say, nhưng bước đi nhẹ nhàng linh hoạt, tâm trạng rất tốt. Cuộc họp mặt ngày hôm nay, sẽ ấn định nền tảng và hướng đi mười mấy năm sau này của hắn trong việc hợp tác với phía quân đội. Có thể nói, xoay quanh việc của Ngô Hiểu Dương, các bên đều đang tiếp tục đẩy mạnh để cục thế phát triển theo hướng có lợi cho mình. Hạ Tưởng rất vui mừng, không những Tổng Bí Thư và Quan Viễn Khúc xem xét thời thế, ra tay đúng lúc, gỡ bỏ lợi ích của phái chủ hòa. Ngay cả lão cổ cũng liên tiếp ra tay một cách hiếm thấy, bắt tay vào bố trí một cục diện lớn đầu tiên kể từ khi Hạ Tưởng quen biết với lão cổ đến nay. Cục thế, càng phức tạp và càng sáng tỏ hơn. Hạ Tưởng dạo bước trong làn gió xuân thoang thoảng hương say của Dương Thành, vừa đi vừa suy tư vấn đề, thì nhận được một cuộc gọi không ngờ đến. Đoán xem em là ai? Hạ Tưởng cười, Cổ Ngọc để hắn đoán xem cô là ai, cũng không giả giọng nói, cần chi phải đoán. Còn chưa mở miệng nói, Cổ Ngọc lại nói rồi. Đoán xem em đang ở đâu? Em ở. Hạ Tưởng chớp mắt một cái. Em ở Dương Thành. À, sao anh biết được vậy? Em không nói với ai cả. Giọng điệu ngạc nhiên Cổ Ngọc lộ ra vẻ đáng yêu và tinh nghịch. Lại đoán xem em có phải đang ở sau lưng anh không? Hạ Tưởng quay đầu nhìn lại, nơi không xa, Cổ Ngọc đang nghe điện thoại, vung tay múa may với hắn. Niềm vui sướng như gió đêm mùa xuân ùa vào mặt, khiến cho Hạ Tưởng tâm trí dao động một phen. Cổ Ngọc là người mang lại cảm giác thoải mái và tốt đẹp cho hắn nhiều nhất, trong màn đêm tuyệt vời này, có thể được Cổ Ngọc bầu bạn ngoài ý muốn như vậy, cũng có thể xem là một chuyện tốt đẹp trong đời người. Hạ Tưởng sải bước nhanh đến trước mặt Cổ Ngọc, một tay ôm lấy eo của cô. Còn dám đến một cách bất ngờ đột kích như vậy, xem anh thu thập em đây. Cổ Ngọc cười khanh khách. Em nhớ anh mà, ở Bắc Kinh, em mãi chẳng dám xuất hiện, anh có Tả phu nhân và Hữu phu nhân đi cùng, chỉ có thể len lén mà lo lắng cho anh, nghe nói anh trở về Dương Thành rồi, em liền vội vã theo đến đây, phải giành trước tất cả chiếm lấy anh. Hạ Tưởng cười hi hi. Giành trước tất cả sao? Ngoài em ra, còn có thể có ai chiếm lấy anh chứ? Nhiều lắm, hừ, đừng nghĩ rằng em ngốc nghếch cái gì cũng không biết, em cái gì cũng biết hết. Cổ Ngọc xòe tay đếm đếm. Nghiêm Tiểu thì nè, Vệ Tân nè, Phó Tiên Tiên nè, đúng rồi, còn có Tống Nhất Phàm nè, tóm lại là những cô gái của anh nhiều lắm, quên nữa, còn có một Quý Như Lan chưa xuất giá nữa. Hạ Tưởng nín khe, Cổ Ngọc có đơn thuần có đáng yêu đi nữa, nói cho cùng thì cũng là một người con gái, là con gái thì sẽ ghen. Cuộc sống giao hợp, nhiều vô số kể, đêm đầu tiên Hạ Tưởng vừa đến Dương Thành, bởi Cổ Ngọc đã đến đây. Cũng coi như không uổng kiếp sống này. Cổ Ngọc muốn du ngoạn ở Dương Thành vài ngày, Hạ Tưởng không quản cô, mặc cho cô tùy ý đi lại, tự do du ngoạn, hắn còn rất nhiều việc phải làm. Xử lý xong số công vụ tồn ứ trong mấy ngày, tham gia lễ truy điệu của Khang Hiếu, lại mở cuộc họp với Trần Hạo Thiên và Mễ Kỳ Hỏa, chính là giao lưu quan điểm đối với bước thay đổi nhân sự tiếp theo của tỉnh ủy. Tỉnh ủy Lĩnh Nam sắp đón một lần điều chỉnh bộ máy không lớn không nhỏ. Trước tiên, phải nhường lại vị trí chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh của Hạ Tưởng, vừa hay các mục sự vụ của Lĩnh Nam cũng đi vào nề nếp, hành động đặc biệt tiến triển rất tốt. Cho dù hiện giờ có nhường lại chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, cũng không ảnh hưởng đối với Hạ Tưởng, huống chi chức phó bí thư tỉnh ủy kiêm chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, quá ư chướng mắt, nhưng tốt hơn là không nhường. Tiếp theo, sự qua đời của Khang Hiếu làm cho vị trí phó chủ tịch thường trực tỉnh bị thiếu hụt. Vị trí phó chủ tịch thường trực tỉnh là một vị trí quan trọng, quyền cao chức trọng, thế lực khắp nơi đều muốn nỗ lực tranh giành.
Ý của Trần Hạo Thiên chính là muốn thân gia hậu thuận thế tiếp nhận chức phó chủ tịch thường vụ này, để Lưu Kim Nam đảm nhận chức phó chủ tịch tỉnh. Hạ Tưởng cũng không có kiến nghị gì khác, sự sắp xếp của Trần Hạo Thiên và trọng trách do thủ tướng phó thác cho hắn, không có xung đột, hắn cũng không phát biểu cách nhìn của mình đối với việc tuyển chọn người cho chức phó chủ tịch tỉnh, nhưng lại đề ra ý kiến để Diệp Thiên Nam đảm nhận chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh. Trần Hạo Thiên trầm ngâm một lúc, mới nói. Đồng chí Diệp Thiên Nam mới nhậm chức chủ tịch mặt trận Tổ quốc, lại chuyển sang nhận chức bí thư kỷ luật tỉnh, có chút không hợp quy củ. Cứ coi như ban tổ chức trung ương đã thông qua rồi, khi bộ chính trị thảo luận, xem chừng sức cản cũng rất lớn. Lúc nói chuyện, ánh mắt của Trần Hạo Thiên lại rớt lên người của Mễ Kỳ Hòa. Nếu xét về mức độ mối quan hệ mật thiết với Tổng Bí Thư, thì Trần Hạo Thiên vẫn không bì được với Mễ Kỳ Hòa. Mễ Kỳ Hòa khẽ gật đầu. Tổng Bí Thư không phản đối. Nếu đã như vậy, thì báo lên trên trước đi. Trần Hạo Thiên gật đầu. Quyết định như vậy trước đi, tôi sẽ đề xuất ý kiến với ban tổ chức trung ương. Ngoài ra, Hạ Tưởng cậu hãy tranh thủ đi Mai Hoa một chuyến, nhà họ Quý có chuyện muốn bàn bạc với cậu. Hạ Tưởng ngẩn người, tưởng rằng chuyện Trần Hạo Thiên nói chính là chuyện Quý Như Lan muốn gặp mặt hắn, giữa hắn và Quý Như Lan, quả thật cần có một sự dứt điểm, chợt lại ngẫm nghĩ. Lập tức hiểu ra điều gì đó, gật đầu nói. Giờ tôi xin bí thư Trần cho nghỉ phép, trưa nay sẽ đi Mai Hoa một chuyến. Lần này đi Mai Hoa, một là để thăm Quý Như Lan, hai là trao đổi với Lão Lý, ra để đưa ra quyết định cuối cùng đối với sự việc của Tào Vĩnh Quốc, còn ba chính là ủy thác của Thủ tướng, tìm hiểu trước khi hành động. Nếu như nói hai việc sau Hạ Tưởng còn có lòng tin, ngược lại là chuyện thứ nhất. Là chuyện khiến hắn âm ỉ lo lắng nhất không biết phải làm sao để đối mặt với tình cảm dịu dàng của Quý Như Lan đây. Giữa hắn và Quý Như Lan, cũng nên có một sự chấm dứt rồi. Cái nên dứt không dứt, tất gánh phiền toái, trên chính trị cũng vậy, quan hệ nam nữ, cũng như vậy thôi. Vốn dĩ định ngày mai mới đến Mai Hoa, nhưng Lão Lý đích thân gọi điện thoại đến, thịnh tình mời hắn mau chóng sang đó, Hạ Tưởng liền dẫn theo Đường Thiên Vân và tài xế lái xe lên đường. Một đường đi về hướng đông, hứng ánh nắng mặt trời ban trưa, Hạ Tưởng nhắm tịt mắt lại nghĩ, cục thế của lĩnh Nam và quốc nội, bề mặt thì đã tạm thời dừng lại, nhưng trên thực tế thì càng nảy sinh ra nhiều mâu thuẫn hơn. Chuyến đi đến Mai Hoa, chỉ mong thu được kết quả như mong muốn. Cùng lúc Hạ Tưởng trên đường đến thành phố Mai Hoa, Tào Vĩnh Quốc cũng bay từ tỉnh Hắc Liêu sang Bắc Kinh. Thời khắc cuối cùng quyết định vận mệnh của Tào Vĩnh Quốc đến rồi. Ngồi trên máy bay. Tào Vĩnh Quốc cũng không nhắm mắt nghỉ ngơi, mà còn tập trung quên mình vào công việc, hết sức chuyên chú mà lật xem một sấp văn kiện dày cộm. Đối với chuyến đi đến Bắc Kinh lần này, trong lòng Tào Vĩnh Quốc hiểu rất rõ, chuyến đi này sẽ quyết định xem ông ta là lui hẳn về hay là lui về ở tuyến thứ hai, đồng thời cũng giải quyết sự đãi ngộ của cấp phó quốc. Thật ra đối với tình trạng hiện nay của Hạ Tưởng cùng các công việc và cuộc sống của Tào Thù Lê, Tào Thù Quân, ông ta rất hài lòng. Cũng cho rằng mình hoàn toàn có thể yên tâm mà lui về rồi. Hạ Tưởng hiện giờ đã trở thành cây đại thụ lớn ngất trời, hoàn toàn có thể giúp nhà họ Tào che gió tránh bão, ông ta có giữ chức hay không, cũng không có khác biệt gì. Hạ Tưởng không những không cần ông ta đỡ đần, Tào Thù Lê và Tào Thù Quân cũng không quan tâm đến con đường làm quan, hơn nữa cảm thấy an phận yên vui, ông ta cũng yên tâm rồi. Lại nói, dường như sau khi Hạ Tưởng đi vào con đường làm quan, ông ta cũng chưa từng ra sức giúp đỡ Hạ Tưởng trong những lần thăng tiến lên chức, không phải là không muốn, mà là năng lực có giới hạn, càng là do mạng lưới quan hệ của bản thân Hạ Tưởng cũng rộng lớn hơn nhiều so với ông ta. Tào Vĩnh Quốc cũng không có luyến tiếc mấy đối với chức bí thư tỉnh ủy, huống chi ông ta lui xuống cũng là để nhường đường cho Hạ Tưởng, nghĩ đến việc Hạ Tưởng có hy vọng trở thành quan lớn cấp bộ trưởng trẻ tuổi nhất nước, trong lòng ông ta khó kìm được sự xúc động. Cả đời của Tào Vĩnh Quốc hài lòng mãn nguyện nhất có hai việc, một là sinh được một đứa con gái có cặp mắt nhìn xa trông rộng lại còn dịu dàng hiền lành, hai là đứa con trai tuy không xuất sắc, nhưng cũng không có nhân phẩm bất lương như những con nhà quan lại tầm thường, cả đời ông ta cũng không thẹn với đảng và nước nhà, không thẹn với dân chúng. Giáo dục con cái là chuyện lớn đầu tiên mà người làm quan phải làm, nếu như một vị quan mà ngay cả con cái của mình cũng giáo dục không xong. Vậy thì làm sao có thể ngồi trên khán đài mà công khai bàn luận đến việc giáo dục và kế hoạch lớn của quốc dân được chứ? Người ngay cả người bên cạnh cũng không trói buộc được, vậy thì làm sao có thể trói buộc phẩm hạnh của bản thân mình? Thử nghĩ xem, con trai của một vị phó chủ tịch chủ quản giáo dục lại đi ẩu đả đánh nhau, giành giật ghen tuông,
người như vậy có thể quản lý tốt chuyện giáo dục sao? Tào Vĩnh Quốc đối với rất nhiều sự việc đều chỉ có thể tỏ ra căm thù đến xương tủy, cũng không có cách giải quyết được. Nếu như là vậy, chỉ bằng nhắm mắt làm ngơ, về nhà nô đùa với con cháu, an hưởng tuổi già. Có thể giải quyết đãi ngộ của cấp phó quốc là tốt nhất, giải quyết không được, ông ta cũng không miễn cưỡng, về nhà trồng hoa trồng cỏ, lại về đan thành chơi cờ tâm sự với lão hạ, cũng là chuyện vui lớn nhất đối với người già. Người lớn tuổi rồi thì phải nhường chỗ nhường cho người tài, không thể cứ ngồi lì trên khán đài mà không chịu xuống, dùng cái đầu cứng ngắt của người thuộc thời đại bảo thủ truyền thống mà đi khua tay múa may chỉ huy cục diện chính trị của thời đại mới trong nước. Không những là người ngoài chỉ huy người trong nghề khiến nước nhà dân chúng chê cười, làm trò cười cho người trong nghề. Tào Vĩnh Quốc suy nghĩ rất nhiều, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cũng nên nghỉ ngơi một chút rồi. Nếu như chấm điểm cho mấy mươi năm làm chính trị của mình, ông ta sẽ cho 66 điểm, tuy rằng không có bao nhiêu công lao, nhưng ít nhất cũng không hổ thẹn với sự bồi dưỡng đào tạo của đảng và nước nhà, không hổ thẹn với chức trách trên người của mình. Điều khiến ông ta tự hào nhất là, ông ta có thể đứng dưới ánh sáng mặt trời, lớn tiếng công khai xưng là người làm quan mấy mươi năm, ông không tham không lấy không cần không bắt thứ gì, mọi việc đều dưới sự kiểm soát của kỷ cương đảng và luật pháp nước nhà, hơn nữa, mọi việc đều không hổ thẹn với lương tâm của mình. Không có cống hiến to lớn hơn cho nước cho dân, chỉ là vấn đề năng lực. Nhưng có tấm lòng vì nước vì dân hay không, là vấn đề tố chất căn bản của một người làm quan. Tào Vĩnh Quốc không cầu sử sách lưu danh. Chỉ cầu ngẩng đầu cúi đầu không thẹn với trời đất, công lao tự để người đời sau phán xét. Dưới sự phối hợp của Lý Thấm, kế hoạch thâu tóm của Liên Nhược Hãm tiến triển vô cùng thuận lợi, tuy rằng cũng có chủ nghĩa bảo vệ địa phương của ở xí nghiệp thực phẩm địa phương quậy phá trong đó, nhưng dưới sự ảnh hưởng bởi bối cảnh sức mạnh chính trị lớn mạnh của Liên Nhược Hãm, trong sự tham gia của lực lượng đầu tư hùng hậu, ý chí phản đối của đối phương nhanh chóng sụp đổ. Không sụp đổ không xong, bởi vì Liên Nhược Hãm cũng được, Lý Thấm cũng được, trong cuộc chiến thương trường đều không có trái tim thương hại, ra tay còn ác hơn cả Hạ Tưởng, nếu đối phương còn kiên trì, thì sẽ bất chấp mọi giá đàn áp đến khi đối phương phá sản đóng cửa mới thôi. Đứng trước nguy cơ phá sản đóng cửa, đứng trước sự lựa chọn giữa sống và chết, không ai sẽ hành động theo cảm tính, muốn lấy cái chết để nói lên ý chí của mình, huống hồ nếu như chấp nhận cổ phần bị khống chế, còn có thể đảm bảo có xe đẹp có biệt thự mà ở, nếu như không đồng ý, xin lỗi. Xe hơi và biệt thự đều bị niêm phong. Kết quả là sau một loạt các màn đàm phán, dưới những thủ đoạn thúc đẩy vừa dứt khoát vừa quyết đoán của Lý Thấm, dưới ưu thế là Liên Nhược Hàm bỏ ra số tiền đầu tư lớn với 200 triệu đô la Mỹ mặc cho Lý Thấm điều phối, số tiền dự phòng của đối phương hoàn toàn vụn vỡ, thái độ cứng rắn của chính phủ địa phương cũng buông xuôi đầu hàng, chủ động hạ thấp thân phận, đưa ra rất nhiều điều kiện ưu đãi. Trên căn bản có thể nói là, bố cục toàn diện của Hạ Tưởng dưới sự vận hành của hai nữ tướng tài ba, đã bước đầu đi đến thành công. Nhưng cũng chỉ là bước đầu tiên trên con đường xa ngàn dặm, so với nước Mỹ vì để khống chế thị trường biến đổi gen trong nước mà đặt nền tảng cho tương lai lâu dài sau này, thì con đường mà Hạ Tưởng phải đi vẫn còn xa lắm. Nước Mỹ từ thế kỷ niên đại 80 đã bắt đầu bắt tay vào bồi dưỡng những nhân tài kỹ thuật của Trung Quốc có liên quan đến chuyên ngành này, đợi khi những nhân tài này được đào tạo thành công, lại thả hổ về rừng. Những kẻ da vàng do nước Mỹ đào tạo lại như một quả chuối vàng, bên ngoài là da vàng của người Trung Quốc, nhưng bên trong lại là người Mỹ, đưa những người này vào Trung Quốc, nhanh chóng chiếm lĩnh nền khoa học nghiên cứu của nước nhà, đồng thời có thể thành công mà đánh vào bộ nông nghiệp. Chính là do những người chuối này ẩn mình dưới lớp da vàng như vậy nhưng lại có trái tim rỗng sẽ không dễ dàng bị người khác phát hiện, mới có thể phổ biến kỹ thuật biến đổi gen một cách suôn sẻ trong nước. Nước Mỹ vì thúc đẩy mạnh một kỹ thuật hoặc thúc đẩy một kế hoạch, sẽ lên kế hoạch mười mấy năm thậm chí là mấy mươi năm, đồng thời còn sử dụng một khoản tiền đầu tư lớn, đợi khi một nước thật sự phát giác ra ý đồ của nước Mỹ, thì đã giống như người bệnh bị ung thư thời kỳ cuối, có lòng giết giặc mà bất lực xoay chuyển càn khôn. Vừa đúng lúc trong trận chiến tài chính năm đó Liên Nhược Hãm đã kiếm được khối lượng lớn của cải của người dân nước Mỹ, thế là dùng gậy ông đập lưng ông thôi. Hạ Tưởng có lòng tin dùng ưu thế của hắn trên phương diện chính trị và kinh tế, có thể từng bước lấy lại thị trường bị nước ngoài chiếm đoạt và xâm chiếm. Thị trường bị xâm chiếm thì có thể từ từ lấy lại được, nhưng nếu như để các thế lực của nước ngoài khống chế được tài nguyên lương thực chủ chốt, tài nguyên đất hiếm và tài nguyên chiến lược dầu mỏ, cũng đồng nghĩa với việc mạch máu của mình bị đối phương nắm giữ, đóng vai trò là một đất nước độc lập, vậy thì còn tính độc lập gì để mà nói nữa.
cũng như một vị cao thủ võ lâm bị kẻ địch khống chế yếu điểm chí mạng, nhúc nhích cục cựa liền có thể bị mất mạng vậy. Người dân một nước đã tự đứng lên làm chủ trong mấy mươi năm nay, chẳng lẽ lại phải quay trở về thời đại bị áp bức bóc lột hay sao? Hạ Tưởng sẽ không để bi kịch đó tái diễn lần nữa. Đến thành phố Mai Hoa rồi, trời đã sập tối. Chuyến đi này Hạ Tưởng chỉ lái một chiếc xe, không phải chiếc Volvo S60 của Hạ Tưởng mà là xe chuyên dụng của tỉnh ủy, cũng là có ý nói lên chuyến đi lần là vì việc công là chính, mặc dù nói ra kỳ thật cũng là có cả việc tư bên trong. Hạ Tưởng dẫn theo tài xế lái xe và Đường Thiên Vân, cũng nói lên sự tin tưởng của hắn đối với tài xế và Đường Thiên Vân. Tài xế thì không cần phải nói, Hạ Tưởng tuy rằng tin tưởng, nhưng mức độ có giới hạn, mà sau khi trải qua một loạt các sự việc biến động, Đường Thiên Vân đã chính thức trở thành tâm phúc của hắn. Trước cửa nhà họ Quý, đứng đầy đám người ra nghênh đón, người đứng đầu chính là Lão Lý, sau lưng là toàn bộ trên dưới của nhà họ Quý gần như đều có mặt đông đủ, tính tổng cộng có hơn mười mấy người. Nghi thức nghênh tiếp long trọng như vậy, cho dù là Trần Hạo Thiên đích thân đến đây, cũng sẽ chưa chắc được toàn bộ trên dưới của nhà họ Quý đối đãi tiếp đón như vậy đâu. Hạ Tưởng là người duy nhất. Hạ Tưởng vội vàng xuống xe, bước nhanh về phía trước. Lão Quý, tôi đến chỉ để thăm Như Lan, bày ra trận thế lớn như vậy, thật là ngại quá. Lão Lý vội nắm chặt hai tay của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng, nhà họ Quý nợ cậu một ân tình to lớn. Cậu phải được nhận tấm lòng tôn kính của toàn bộ trên dưới lớn nhỏ của nhà họ Quý. Trong đám đông lại không thấy bóng dáng của Như Lan. Lão Quý cũng chưa giải thích, lần lượt giới thiệu vài thành viên chính trong nhà họ Quý, liền mời Hạ Tưởng vào trong. Nhà họ Quý ở trong ngôi nhà kiểu cũ ở Mai Hoa, to hơn nhiều so với biệt thự bên hồ ở Dương Thành, diện tích đất rộng hơn nhưng lại không có phong thái như biệt thự bên hồ, có lẽ là do nguyên nhân cố tình khiêm tốn, lấy màu xám làm màu chủ đạo. Lộ rõ một và màu sắc văn hóa nặng nề dày đặc được kế thừa lại. Nhà làm quan thật sự không lộ rõ thân phận mình với nhà cao xe đẹp, đem so sánh thì, tâm trạng muốn phất lên của Ngô Hiểu Dương ở Nam Quốc Chi Xuân đã bộc lộ mồn một với cây quý trị giá trăm mấy ngàn nhân dân tệ ở Nam Quốc Chi Xuân. Vào đến phòng khách, đám đông tản đi, chỉ còn lại Quý Trường Hạnh và Quý Như Trúc đi cùng, Hạ Tưởng đương nhiên không dám mong mỏi người chủ của nhà họ Quý xuất hiện, có Lão Lý ở đây, cũng đã đủ hình thức rồi. Ngôn luận cải cách thể chế chính trị mà Trần Hạo Thiên đề ra, tôi cũng có nghe nói, không ngờ tới, không ngờ tới. Lão Quý mở màn không đề cập đến chuyến đi Bắc Kinh, không đề cập đến Quý Như Lan, lại trực tiếp nói đến lời nói của Trần Hạo Thiên, nằm ngoài dự tính của Hạ Tưởng T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M. Tôi rất khâm phục dũng khí của Trần Hạo Thiên. Hạ Tưởng gật đầu nói. Với thân phận và địa vị của Bí Thư Trần hiện nay, đề ra việc cải cách thể chế chính trị, không hề dễ dàng. Nói ra thì đã không dễ dàng, thực hiện càng khó hơn. Lão Quý vẻ mặt nghiêm trọng. Tôi ủng hộ cải cách của Trần Hạo Thiên, nếu như cần có lĩnh nam để đảm nhận thành phần thí điểm cải cách lần nữa, tôi tình nguyện thuyết phục Khoát Đệ và Thủy Đầu, và cả nhà họ Quý, cùng nhau cải cách thể chế chính trị của lĩnh nam, ra sức hiến kế. Lão Quý có lòng rồi. Hạ Tưởng thành khẩn nói, lĩnh nam xưa nay có gan làm chuyện mà thiên hạ không dám làm, ăn cua không sợ tay bị thương. Giọng điệu của Quý Trường Hạnh vô cùng kiên định. Hạ Tưởng luôn cho rằng Quý Trường Hạnh thuộc phía thế lực bảo thủ trong chính trị, quan điểm chính trị theo xu hướng truyền thống bảo thủ, không ngờ ông ta không những có hứng thú với việc cải cách thể chế chính trị, mà còn tỏ thái độ kiên quyết cứng rắn, khiến hắn vừa mừng vừa ngạc nhiên. Ít nhất thì lão Quý tỏ thái độ như vậy. Cũng đồng nghĩa với việc Trần Hạo Thiên đã thắng được sự ủng hộ hết mình của ba hệ lĩnh nam, coi như chướng ngại vật bước đầu đã hoàn toàn được dọn sạch. Thế thì lực cản lớn nhất mà Trần Hạo Thiên phải đối mặt, chính là thái độ của Trung ương. Hơn nữa Hạ Tưởng cũng hiểu rõ, Lão Quý vừa gặp mặt đã tặng hắn một món quà lớn, chính là có ý mượn lời của hắn để nói cho Trần Hạo Thiên biết thái độ của nhà họ Quý, ý nghĩa là hắn cuối cùng cũng đã mở ra cục diện ở lĩnh nam, được sự tán đồng của ba hệ lĩnh nam. Khác với nút thắt mà tỉnh Tề và thế lực địa phương tỉnh Tề đã tạo ra, hắn tuy rằng từng có mâu thuẫn giữa lĩnh nam và ba hệ lĩnh nam, nhưng suy cho cùng đã được tháo gỡ, điều khiến hắn vô cùng vui mừng, chính là có thể giải quyết tranh chấp một cách nhẹ nhàng hòa bình, đây mới là điểm cao siêu nhất trong chính trị. Thấy đã đến lúc dùng cơm, Lão Quý lên tiếng. Hôm nay mời cậu nếm thử món ăn chính tông của người Hẹ, tuy nhiên trước khi dùng cơm, vẫn là xin phiền Phó Bí Thư Hạ lên lầu một chuyến.
Như Lan có chuyện muốn nói. Trong lòng Hạ Tưởng đã sớm không còn sự khó hiểu đối với Quý Như Lan nữa, nghe lão Quý nói vậy, cũng không chần chừ, khẽ gật đầu rồi đi lên lầu. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy cầu thang dưới chân mình dài đằng đằng. Bắc Kinh, nhà của lão cổ. Lão cổ ngồi dưới ánh nắng trời chiều, ngồi hứng ánh nắng ban chiều, khẽ nhắm mắt lại, lộ ra thần thái hiền hòa nhã nhặn, nói với mấy vị quan quân đứng trước sau mình. Đừng cho rằng Hạ Tưởng còn trẻ, cấp bậc thấp thì coi thường hắn, mạng lưới quan hệ của hắn hiện giờ rộng lớn, còn lớn hơn nhiều so với trí tưởng tượng của anh. Quan hệ rộng lớn là một mặt, mặt khác, thế thăng tiến của hắn rất mạnh, hiện giờ đã vượt qua 90% trong số các anh, phỏng chừng trong năm nay sẽ vượt qua toàn bộ các anh. Hạ Tưởng hiện giờ là phó bộ, nếu như vượt qua hết số trung tướng và thiếu tướng đứng trước sau xung quanh lão cổ, ít nhất cũng phải là cấp bộ trưởng mới được. Lại có người thắc mắc hỏi. Lão cổ, phó bí thư Hạ năm nay bao nhiêu tuổi? Ý của câu hỏi đương nhiên là không tin rằng Hạ Tưởng có thể thăng tiến đến chức bộ trưởng ở tuổi 36 rồi. Lão cổ không trả lời thẳng, mà nói một cách đầy ngụ ý rằng. Hiện giờ từ trung ương đến quân ủy. Những người nắm quyền thật sự đều nằm ngoài 60 tuổi, nghĩ xem vương triều nhà Hán, nghĩ xem thanh thế đại đường, các bậc đế vương thời phong kiến đều là chấp chính khi còn trẻ, đã lập nên những công tích vĩ đại phi thường. Vào thời xưa thì đều là tướng quân 3-40 tuổi, bây giờ thì đều là tướng quân 6-70 tuổi. Nói thật, người già rồi, khí huyết không đủ, phàm chuyện gì phải làm thì chi bằng ngồi yên, vừa không có nhiệt huyết, lại không có sĩ khí, nhớ năm đó ta cầm kiếm cưỡi ngựa giết giặc. Giờ thì chỉ muốn ngồi trên ghế mà ngủ gục. Người không nhận mình già cũng không được, con người ta già đi là quy luật tự nhiên. Một nước có những người già làm chính trị thì thiếu nhiệt huyết, thiếu sức sống. Những lời này đều là thật, nếu như đem quan viên cấp phó quốc gia điều tra trung quân tuổi tác, thì chắc chắn là chính trị người già, cách nói rằng chỉ có những người lớn tuổi có kinh nghiệm phong phú mới làm tốt xử lý tốt chính trị một nước, cách nói này chẳng qua là tự lừa gạt mình. Thời kỳ cường thịnh của Trung Quốc, đều là dưới sự thống trị của các bậc đế vương trẻ tuổi. Ở nước ngoài có người chỉ 48 tuổi đã lên làm Tổng thống, ở Trung Quốc tại sao lại không có người lên được vị trí cao nhất ở tuổi 50 nhỉ? Lão cổ đứng lên một cái. Đất nước bước sang một xã hội tuổi tác bị lão hóa, chính trị thì không thể bị lão hóa được. Bây giờ mỗi lần mở hội nghị, anh thấy toàn là những lão già trên 60 tuổi, ôm lấy những quan niệm cứng nhắc, không biết hiện đại hóa chiến tranh. Không biết máy vi tính, không biết tình hình quốc tế, chỉ biết kiếm lợi cho con cháu đời sau, theo ta thì tất cả đều nên về nhà mà bồng cháu đi. Mùa xuân ấm áp hoa nở rộ, thành phố Yến cách Bắc Kinh vừa xa lại không bắt mắt, ta muốn đến thành phố Yến dạo một vòng, nhìn một chút. Quay đầu lại nói với người phía sau. Minh Khắc, anh sắp xếp một thời gian rảnh rỗi, lấy lý do là đến tham quan học hỏi ở Viện Lục Quân thành phố Yến, tổ chức một cuộc họp mặt. Triệu Minh Khắc là một trong số những người mà lão cổ xem trọng nhất ngoài Hứa Quan Hoa ra, năm nay 45 tuổi, cũng là quân hàm thiếu tướng, hiện tại nhậm chức tổng bộ tham mưu. Cần phải vận động tay chân thôi. Lão cổ làm một tư thế chống nạnh, dường như trở lại những ngày tháng cầm đao cưỡi ngựa sông pha, quân vụ cấp bách vậy. Nắng chiều tốt vô cùng, chỉ là gần hoàng hôn, nhưng ánh hoàng hôn vẫn chiếu rọi tia nắng khắp nơi, phải bùng cháy sức sống cuối cùng của ánh hào quang. Nếu như đem tất cả những ánh hào quang đó hội tụ lại một chỗ, thì chắc chắn rằng nó sẽ rơi lên người của một người. Dương Thành, tỉnh ủy Lĩnh Nam. Trần Hạo Thiên và Mễ Kỳ Hỏa đang ngồi đối diện nhau, bàn luận bước tiếp theo của thế cục Lĩnh Nam. Hạ Tưởng nhường lại vị trí chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, là tình hình chung, cũng không có gì, chỉ là Lưu Kim Nam chuyển sang nhậm chức phó chủ tịch tỉnh, ai thích hợp tiếp nhận chức trưởng ban thư ký tỉnh ủy hơn đây. Mễ Kỳ Hỏa nói, bề ngoài. Anh ta gắng hết sức bảo vệ uy quyền cho Trần Hạo Thiên, không phát ngôn, nhưng trong sự vụ bên trong, nhất là việc điều chỉnh bộ máy tỉnh ủy Lĩnh Nam, anh ta vẫn có một quyền phát ngôn nhất định. Càng huống chi quan hệ giữa anh ta và Tổng Bí Thư, muốn im lặng cũng không xong. Trưởng ban thư ký tỉnh ủy là đại quản gia tỉnh ủy, tất phải là người mà Bí Thư tỉnh ủy tin tưởng được mới được. Lúc trước sự đề bạt của Lưu Kim Nam, chính là do Trần Hạo Thiên một tay thúc đẩy, trực tiếp nhảy từ chức giám đốc sở lên chức phó bộ. Tôi cho rằng Đường Kỳ Danh được đấy. Trong nụ cười của Trần Hạo Thiên có ý dò xét. Đường Kỳ Danh ư, Mễ Kỳ Hỏa liền ngẩn người ra, bí thư thành ủy thành phố Hồng Hoa Đường Kỳ Danh ư. Chẳng nghe nói quan hệ giữa Đường Kỳ Danh và Trần Hạo Thiên tốt đẹp gì,
sao Trần Hạo Thiên lại đột nhiên muốn đề bạt Đường Kỳ danh nhỉ? Tuy rằng Mễ Kỳ Hỏa thắc mắc nhưng cũng không phản đối. Kinh nghiệm và lý lịch của Đường Kỳ danh cũng đã đủ rồi. Trần Hạo Thiên cười ha hả. Kỳ Hỏa, chắc hẳn cậu muốn biết tại sao tôi lại đề bạt Đường Kỳ danh phải không? Rất đơn giản, thứ nhất, trưởng ban thư ký tỉnh ủy nào thì phải tìm người thuộc tỉnh đó, có lợi cho việc triển khai công tác. Thứ hai, đồng chí Khang Hiếu vừa mới qua đời, hệ khoát đệ cần có người tiến dần lên. Thứ ba, kinh nghiệm lý lịch của đồng chí Đường Kỳ danh đầy đủ rồi, hơn nữa sau chuyện của Khang Hiếu, lập trường rất kiên định. Mễ Kỳ Hỏa hiểu rồi, chính trị là một nghệ thuật cân bằng, bèn gật đầu nói. Cứ theo chỉ thị tinh thần của bí thư Trần mà làm. Cứ tưởng chuyện đến đây là chấm dứt, không ngờ Trần Hạo Thiên lại đề cập đến một chuyện, khiến y bàng hoàng hiểu ra, càng hiểu được sự phối hợp ăn ý giữa Trần Hạo Thiên và Hạ Tường. Đường Kỳ danh không đảm nhận chức bí thư thành ủy thành phố Hồng Hoa nữa, thì sẽ do thị trưởng Thôi An Kỳ tiếp nhận chức phụ bí thư, vị trí thị trưởng, Kỳ Hỏa, cậu có người nào thích hợp không? Trần Hạo Thiên lại hỏi một cách đầy ngụ ý. Nói chung, phó bí thư thành ủy xếp thứ ba nếu như không phải là lần nhậm chức cuối cùng, trên căn bản đều có thể vô cùng thuận lợi mà tiếp nhận chức thị trưởng. Phó bí thư thành ủy thành phố Hồng Hoa là Lý Dật Phong. Mễ Kỳ Hỏa đột nhiên nhớ ra, Lý Dật Phong chẳng phải là người mà Hạ Tưởng vừa đề bạt từ chức chủ tịch quận Dương Thành cấp phó giám đốc sở lên làm phó bí thư thành ủy Hồng Hoa sao, thuộc loại điều động cùng cấp, thế thì tiến lên chức thêm một bước, thuận thế lên chức giám đốc sở, cũng không phải là chuyện bất ngờ. Hay cho một Hạ Tưởng đa mưu túc trí, hay cho một Trần Hạo Thiên ban ơn người khác, Mễ Kỳ Hỏa thầm cười, dù sao cũng không có xung đột gì tới lợi ích của y hà tất không làm động tác thuận nước dong thuyền, huống chi quan hệ giữa y và Hạ Tưởng cũng rất tốt. Tôi đề bạt đồng chí Lý Dật Phong. Mễ Kỳ Hỏa liền không khách khí mà chính thức đề bạt cho Lý Dật Phong. Tốt, tôi tán thành đề cử của cậu. Trần Hạo Thiên cười cười. Quay đầu nói với Hạ Tưởng một tiếng. Rồi quyết định luôn. Chỉ cần việc bổ nhiệm trưởng ban thư ký tỉnh ủy Đường Kỳ danh đạt được sự phê chuẩn của ban tổ chức trung ương, với mạch người của Trần Hạo Thiên ở trung ương, anh ta nghĩ chuyện đề bạt một trưởng ban thư ký tỉnh ủy, trên cơ bản thì trung ương sẽ đồng ý với người mà anh ta tuyển chọn. Việc Lý Dật Phong đảm nhận chức thị trưởng, gần như đã là một sự thật. Bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh và phó bí thư tỉnh ủy cả ba người đều gật đầu, hiện giờ tỉnh ủy Lĩnh Nam lại thống nhất dưới uy quyền của Trần Hạo Thiên. Âm thanh phản đối phỏng chừng sẽ chẳng thể có. Sau khi Lý Dật Phong dựa vào Hạ Tưởng, trong khoảng thời gian ngắn đã tiến được hai bước, có thể nói là thần tốc rồi. Tổng cộng mười mấy bậc thang, khoảng cách cũng không quá mười mấy bước, nhưng Hạ Tưởng lại cảm thấy dài lê thê như mấy tiếng đồng hồ vậy. Chuyện cũ rành rành trước mắt, từng sự việc nhấp nháy trong mắt, ẩn hiện trong tim đều là vẻ mặt tươi cười của Quý Như Lan, nói thật, bao nhiêu năm rồi. Hắn không có cảm giác hoảng loạn khi đối mặt với phụ nữ, nhưng hôm nay, hắn thật sự rất bối rối. Tuy rằng không đến mức rối như tơ vò, cũng không phải tim đập như trống, không biết Quý Như Lan sẽ xử lý ân oán giữa cô và hắn như thế nào đây. Vừa nãy trong khoảnh khắc lão Quý bảo hắn lên lầu, Hạ Tưởng đã chú ý thấy trong ánh mắt của lão xẹt qua một ánh mắt bất đắc dĩ, cũng không biết là ám thị điều gì. Hạ Tưởng cũng biết hắn nợ tình quá nhiều. Không muốn vướng vào tình cảm với Quý Như Lan nữa, nhưng trong thời khắc cô liều mình ùa tới, thân làm một người đàn ông, lại làm sao có thể từ chối tình yêu sinh mệnh của một cô gái chứ? Bước chân của Hạ Tưởng không khỏi nặng trĩu. Vừa lên lầu 2, căn phòng bên phải quá rõ ràng là phòng của Quý Như Lan, cửa phòng còn cố tình tô thêm màu tím. Hạ Tưởng hơi do dự, nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Mời vào. Giọng nói của Quý Như Lan vọng ra từ bên trong, nhạt mà mềm mại. Mỏng manh không có sức. Hạ Tưởng đẩy cửa đi vào, trong phòng không có đèn, ánh trăng xuyên qua cửa sổ, chỉ mơ hồ chiếu rọi cho căn phòng, nhưng lại không thấy rõ bóng người. Hạ Tưởng đứng ở ngoài cửa chưa động đậy, trong mũi truyền đến mùi thơm hoa lan thoang thoảng, quanh người tràn ngập một mùi thơm tươi mát thanh nhã, trong nhất thời cả người bị đắm chìm. Cửa sau lưng, khép lại một cách im lặng, một cơ thể mềm mại, nóng bỏng lại có chút run rẩy áp sát tới, hai tay ôm chặt eo của Hạ Tưởng từ phía sau. Cảm nhận được sự mềm mại dịu dàng từ cơ thể phía sau, và cả mùi hương hoa lan đặc biệt thanh nhã, Hạ Tưởng biết ngay, chính là Quý Như Lan. Vóc dáng của Quý Như Lan không thấp, cô ôm lấy Hạ Tưởng từ phía sau, cơ thể áp sát vào lưng của Hạ Tưởng, cằm kề dưới bờ vai của Hạ Tưởng. Em xin lỗi, người yêu của em.
Giọng nói của Quý Như Lan run rẩy không thôi. Em không dám mở đèn nhìn anh, sợ bản thân mình không kìm được lại đi yêu anh nữa, nhưng em lại không thể không yêu anh. Anh là người đàn ông đầu tiên mà em thật lòng thương yêu trong kiếp này, cũng sẽ là người cuối cùng. Hạ Tưởng tinh thần dao động, đang muốn nói chuyện, lại bị một bàn tay nhỏ bé ấm áp che miệng lại. Không được nói, chỉ được phép nghe em nói. Nếu như không có cái chết của Trương Lực, em nói thế nào cũng sẽ đi theo anh, nào sợ anh không cần em, nào sợ gia tộc không chấp nhận em đều không sợ. Nhưng cái chết của Trương Lực, anh ấy vì em mà chết, là vì em mà chết. Em vừa nhắm mắt lại liền thấy cảnh tượng thê thảm lúc anh ấy chết, vừa nghĩ đến anh, liền nghĩ đến cảnh tượng bi thảm lúc anh ta nhảy lầu. Nghe Quý Như Lan thì thào bên tai, lời nhẹ như mơ, âm thanh mềm mại như cảnh ảo, trong lòng Hạ Tưởng lại lay động, không biết thế nào. Quý Như Lan là một cô gái bướng bỉnh, cũng là một cô gái kỳ lạ, cô có tầm nhìn, có học vấn, cũng có một mặt cố chấp và thùy mị. Em rất muốn yêu anh, nếu như Trương Lực không chết. Nhưng Trương Lực chết rồi. Em muốn yêu lại không được yêu nữa, ở bên cạnh anh, lúc nào cũng nhắc em nhớ đến cái sự thật Trương Lực đã vì em mà chết, em đau khổ, em mệt mỏi, em hối hận, Hạ Tưởng, anh có thể hiểu cho em không? Hạ Tưởng liền gật đầu trong bóng tối, hắn còn có thể nói gì nữa? Trong lòng Quý Như Lan dằn vặt và đau khổ, hắn đều hiểu, nhưng lại không nói nên lời an ủi nào. Con người em và trái tim em, chỉ rộng mở với anh, nhưng em lại không thể ở bên anh được, người yêu của em. Xin anh hãy mãi ghi nhớ tình yêu của em, có lẽ có một ngày, em sẽ chiến thắng ải tâm lý, nhưng hôm nay, em chỉ hy vọng dùng một nụ hôn, để tạm biệt anh. Quý Như Lan quay người đứng trước mặt Hạ Tưởng, ôm chặt Hạ Tưởng từ phía trước, trong bóng tối, bờ môi Như Lan của cô đột nhiên đè lên môi của Hạ Tưởng, nụ hôn nồng cháy, biến thành giọt lệ tương tư. Có lẽ, đối với cuộc gặp gỡ không đánh không quen biết giữa Quý Như Lan và Hạ Tưởng, từ việc biết nhau rồi yêu nhau. Lại đến một cảnh tượng bi thảm của một tình yêu sinh mạng oanh oanh liệt liệt, nhưng chưa hẳn yêu nhau tha thiết thì sẽ ở bên nhau, nụ hôn tạm biệt là một kết cục tốt đẹp nhất rồi. Đợi sau khi Hạ Tưởng xuống lầu, trong phòng khách đã bày đầy thức ăn, lão Quý trịnh trọng nâng ly với Hạ Tưởng. Phó Bí Thư Hạ, có một chuyện, tôi muốn phó tác cho cậu. Hạ Tưởng lại đối mặt với một sự lựa chọn quan trọng. Có lẽ đối với nhiều người mà nói, đêm khuya là thời khắc đẹp và đa tình. Dưới sự che chở của bóng đêm, dưới ánh đèn chiếu rọi, rất nhiều điều ban ngày không dám nói sẽ có dũng khí nói ra, có nhiều việc ban ngày không dám làm cũng có dũng khí làm ra. Nhưng đối với một số nghề nghiệp đặc thù, đêm là thời khắc giải quyết thù hận và cao thấp. Đêm nay không phải là đêm trăng bị mây đen che kín để giết người. Chỉ có điều, trong mắt Hứa Quán Hoa và Mộc Phong, ánh trăng đêm nay tuy sáng tỏ nhưng dưới sự sáng tỏ đó, vẫn như có thể quang minh chính đại giải quyết rất nhiều vấn đề còn tồn lại. Sự thanh toán lần thứ hai, đúng hẹn lại lên. Hứa Quán Hoa hiện tại vô cùng lo lắng. Không chỉ bởi vì ông ta vốn có thế lực từ xưa, có lão Quý trợ sức, có lão Trịnh ủng hộ, có quân ủy bày mưu đặt kế, thậm chí còn có Quan Viễn Khúc gợi ý cho. Không sai, trước khi Hứa Quán Hoa trở về Dương Thành, ông ta, dưới sự sắp xếp của Hạ Tưởng, đã được Quan Viễn Khúc tiếp kiến. Mặc dù nói cuộc gặp mặt với Quan Viễn Khúc không đàm luận nhiều chủ đề. Chỉ là một cuộc gặp gỡ thoải mái tự nhiên, ngay cả việc chính cũng không đề cập, nhưng ý nghĩa rất quan trọng, bởi Quan Viễn Khúc không những là phó chủ tịch quân ủy, lại liên tưởng đến thân phận của ông ta trước đây, trong lòng Hứa Quán Hoa liền đầy hy vọng, hiểu được dụng tâm sâu xa của Hạ Tưởng giật dây từ giữa để ông ta gặp Quan Viễn Khúc. Mạng lưới quan hệ đang đan bện đâu vào đấy. Nếu quân ủy có người không công bố thông tin cái chết của Ngô Hiểu Dương, có lẽ là Ngô Hiểu Dương không thể thấy được rằng hậu quả sau khi được giải quyết vẫn chưa thanh trừ sạch sẽ. Cho nên, Hứa Quán Hoa cũng phải hết sức lợi dụng việc Ngô Hiểu Dương còn, khỏe mạnh, để tra rõ vụ án tham ô hủ bại của Ngô Hiểu Dương. Tập trung sức lực triển khai hành động thanh toán lần thứ hai ở Dương Thành. Lần thứ nhất máu chảy thành sông, là kết quả thỏa hiệp của lực lượng các bên trong quân ủy. Xem như là quân ủy vì Ngô Hiểu Dương chủ mưu sát hại quan lớn địa phương mà cúi đầu nhận sai một lần tới tỉnh ủy Lĩnh Nam. Người ký lệnh xử lý chính là hậu phương lớn nhất của Ngô Hiểu Dương ở quân ủy. Ngô Hiểu Dương dưới suối vàng có biết mình bị bộ hạ cũ Hứa Quán Hoa thi hành lệnh xử bắn, cũng không biết là sẽ có cảm tưởng thế nào. Nên oán giận Hứa Quán Hoa lòng dạ lang sói hay chỉ trích hậu phương trở mặt vô tình. Cũng không còn cách nào, ai cũng phải lo cho bản thân. Nếu không cho tỉnh ủy Lĩnh Nam một lời giải thích,
không để Hạ Tưởng hả giận, không trả sự trong sạch cho Hạ Tưởng, thì các lãnh đạo quân ủy tiền nhiệm do lão Cổ đứng đầu sẽ liên hợp đề nghị lên Trung ương, khiển trách lớp quân ủy hiện tại. Mượn gió bẻ măng, Ngô Hiểu Dương ứng với lực lượng còn sót lại của quân khu Dương Thành, sau khi biết được mười mấy sĩ quan tấn công gây rối bệnh viện bị bí mật thi hành án trong quân đội, việc bí mật thi hành đều có quy trình, không nhất thiết phải lên tòa án quân sự. Chỉ cần bị gán dấu hiệu phản quốc, về cơ bản là có chết không có sống, ngay cả chỗ nói lý lẽ cũng không có, cũng là tính đặc thù của quân đội, có người thấp thỏm lo âu, có người lòng đầy căm phẫn, có người sẵn sàng đối mặt với cái chết. Nhưng cho dù là loại biểu hiện nào vẫn đều không kịp phản ứng đã bị khống chế toàn bộ rồi. Mộc Phong đích thân chỉ huy thuộc hạ một mẻ tóm gọn các thế lực tàn dư của Ngô Hiểu Dương. Tránh không khỏi bỏ sót, chỉ ít sĩ quan cấp thiếu tá trở lên, bắt toàn bộ. Dưới thiếu tá thì tạm thời không cần để ý tới. Mà lúc tấn công bệnh viện, mấy chục binh sĩ ngoài phiên trực, mấy người cầm đầu bị trực tiếp bắt giữ, chuẩn bị đưa lên tòa án quân sự. Còn những người ủng hộ đều phải chuyển ngành hoặc bị điều đến nơi xa xôi. Có thể nói cùng lúc với các sĩ quan bị xử bắn, các binh sĩ phía dưới đã định trước bị bi kịch. Ngô Hiểu Dương làm ăn ở Dương Thành đã nhiều năm, thế lực tàn dư tự nhiên sẽ không chỉ có các binh sĩ và sĩ quan tấn công bệnh viện, còn có không dưới mới mấy người thân tín bao gồm có Thi Khải Thuận. Mặc dù trong toàn bộ sự việc, Thi Khải Thuận che giấu rất kỹ, cũng không có chứng cứ trực tiếp cho thấy ông ta đích thân tham dự sự kiện này. Nhưng sau sự việc, Thi Khải Thuận vẫn ngay lập tức bị cách ly để thẩm tra. Mệnh lệnh được đưa ra từ hậu phương của Ngô Hiểu Dương, dụng ý đã rất rõ ràng. Bề ngoài là cách ly kỳ thực là để phòng Thi Khải Thuận mở miệng nói lung tung, cũng là để cảnh cáo Thi Khải Thuận. Nếu Thi Khải Thuận không kiên định lập trường mà nói ra thì cẩn thận bị diệt khẩu. Tuy rằng vẫn chưa xác định được Thi Khải Thuận rốt cuộc có vấn đề hay không, nhưng thân là tư lệnh quân khu lĩnh Nam bị cách ly thẩm tra, cứ coi như không công bố ra bên ngoài cũng là gây ra động tĩnh không nhỏ. Hơn nữa tin đồn truyền ra, Thi Khải Thuận có thể sẽ bị mất chức. Hứa Quán Hoa tiếp nhận chức tư lệnh viên quân khu lĩnh Nam, vận mệnh của Thi Khải Thuận thế nào tạm thời không đề cập. Hứa Quán Hoa quả thực có đảm nhận chức tư lệnh quân khu lĩnh Nam hay không thì cũng không thích thú lắm. Ông ta hiện tại chủ yếu tinh lực đều dùng vào việc quét sạch thế lực tàn dư của Ngô Hiểu Dương ở Dương Thành. Phương án của Hứa Quán Hoa là xử quyết hơn 10 người còn lại, triệt để quét sạch thế lực của Ngô Hiểu Dương trong quân khu. Sau khi đánh tan bộ phận thân cận, tuyên truyền đến quân khu các vùng, khiến cho thế lực trong quân khu mà Ngô Hiểu Dương khổ tâm thiết lập mười mấy năm, phó mặc hoàn toàn trong tay của ông ta. Cũng xem như xả giận cho Hạ Tưởng. Kỳ thực, nếu như theo cách nghĩ của Mộc Phong, thế lực tàn dư của Ngô Hiểu Dương, cấp thiếu tá trở lên toàn bộ xử bắn mặc dù cách nghĩ có chút điên cuồng. Nhưng dưới sự toàn quyền chủ trì của Hứa Quán Hoa, muốn chụp mũ bức chết đối phương cũng không phải là chuyện khó. Nhưng Hứa Quán Hoa cuối cùng không hạ độc thủ. Không phải mềm lòng mà là Hạ Tưởng có lời, để lại một đường cho dù không phải là để sau này gặp lại thì cũng để một số người nhận ra mình lạc lối mà biết đường quay lại. Bất luận thế nào, Hứa Quán Hoa sau sự kiện của Ngô Hiểu Dương nhanh chóng trở thành ngôi sao chính trị mới của quân khu Dương Thành. Có người dự đoán, không tới 3 năm, Hứa Quán Hoa sẽ có thể lên đến chức trung tướng và đảm nhận vị trí đại tư lệnh quân khu. Còn có lời đồn là Hứa Quán Hoa đã ngồi chắc vị trí phó tư lệnh quân khu Dương Thành. Mà Mộc Phong cũng từng bước vào hàng ngũ thiếu tướng và có thể tuyên chuyển công tác đảm nhận vị trí phó tư lệnh hoặc phó chính ủy. Tâm tư của Hạ Tưởng còn chưa bừng tỉnh từ trong chân dung của Quý Như Lan, trong lòng vẫn than thở không nguôi. Mới xuống lầu liền nghe thấy ông cụ nhà họ Quý trịnh trọng phó thác một việc, không khỏi sửng sốt. Ông Quý nói quá lời rồi, có việc gì xin chỉ bảo. Hạ Tưởng thái độ rất khiêm tốn, tỏ ra cung kính. Ông cụ nhà họ Quý đưa tay mời Hạ Tưởng ngồi. Ngồi xuống hãy nói. Hạ Tưởng ngồi xuống, trong lòng còn nhiều điều chưa hiểu. Với uy vọng của ông cụ Quý ở lĩnh Nam còn có việc gì quan trọng đến mức ông ta phải trịnh trọng như vậy? Bí thư Hạ, cậu là người trẻ tuổi hiếm thấy, vừa chín chắn lại có nhiệt huyết, hơn nữa việc gì cũng điềm đạm, lòng không dao động. Nói thật lòng, tôi gặp vô số người, cậu là người lý trí nhất, điềm tĩnh nhất trong số những người trẻ tôi từng gặp. Ông cụ Quý tán dương Hạ Tưởng trước, lại nói. Thị phi ân oán giữa Như Lan và cậu thì không đề cập nữa. Việc đã qua rồi. Tôi cũng không cần phải nhắc lại ân tình nhà họ Quý nợ cậu nữa. Có một chuyện muốn nhờ, hy vọng Phó Bí Thư Hạ sẽ không từ chối. Nếu ông cụ nhà họ Quý đã nói như vậy,
Hạ Tưởng cũng rõ chắc không phải là việc khó khăn gì, nếu không ông cụ nhà họ Quý sẽ không nhắc tới món nợ ân tình liền nói. Sự giúp đỡ của ông Quý với tôi rất lớn, tôi cũng muốn cảm tạ ông Quý. Lão Quý khoát tay. Từ nay về sau, cánh cửa nhà họ Quý vĩnh viễn rộng mở với cậu. Lại đột nhiên dừng lại, ngước mắt lên lầu. Nói là một việc, kỳ thực là hai việc. Việc thứ nhất có liên quan đến Như Lan. Nhắc tới Quý Như Lan, thần sắc ông cụ Quý ảm đạm hẳn. Như Lan muốn rời khỏi Lĩnh Nam, nói phải đến Bắc Kinh. Nó không có nhiều quan hệ ở Bắc Kinh, tôi sợ nó không quen. Tôi không ở Bắc Kinh nhiều năm rồi, có một số quan hệ cũ cũng không tiện nói ra. Nếu Phó Bí Thư Hạ tiện thì giới thiệu vài người bạn cho nó, cũng là để nó nhanh chóng thích ứng. Được, không thành vấn đề. Hạ Tưởng đồng ý giới thiệu vài người bạn ở Bắc Kinh cho Quý Như Lan. Nhưng việc nhỏ nhặt đó hà tất ông cụ Quý phải đích thân mở lời. Nhớ tới chân dung ở giữa phòng tối trên lầu vừa nãy, trong lòng Hạ Tưởng không khỏi thương cảm. Quý Như Lan nói không ít nhưng chưa nói việc muốn đi Bắc Kinh. Trong lòng cô ấy vẫn có nút thắt không thể tháo gỡ được. Tuy nhiên một việc khác ông cụ Quý nhắc đến sau mới đặc biệt quan trọng, khiến Hạ Tưởng hiểu ra. Song Bồng luôn lởn vởn ở Lĩnh Nam, chưa bao giờ ra quá Lĩnh Nam. Trước kia luôn cảm thấy ngồi ở Lĩnh Nam hướng về Bắc Kinh thì đủ rồi. Bây giờ lo ngại sóng gió ở Lĩnh Nam, lại thêm chuyến đi Bắc Kinh lần này của tôi, nói với lão cổ rất nhiều đề tài có liên quan đến nhà họ Ngô mới biết không ra Lĩnh Nam, luôn an phận ở một góc cuối cùng tầm mắt vẫn rất thấp. Ông cụ Quý nói có lý, nhà họ Quý tuy là thế lực gia tộc truyền thống, thế lực trải khắp Lĩnh Nam. Nhưng so với thế lực to lớn của nhà họ Ngô ở trong nước thì còn có chênh lệch không nhỏ. Cho dù so với thực lực yếu nhất trong bốn nhà, nhà họ Quý cũng có phần không bằng. Tôi quyết định, lúc chờ cơ hội thích hợp để Song Bồng vào Bắc Kinh. Nhưng Song Bồng là người phương Nam, không hiểu lắm về khí hậu, phong thổ con người phương Bắc. Tôi hy vọng từ giờ trở đi, để anh ta ở bên cạnh Phó Bí Thư Hạ học hỏi. Không biết Phó Bí Thư Hạ có tiện không? Ông cụ nhà họ Quý từ đề xuất cánh cửa lớn nhà họ Quý vĩnh viễn mở rộng với hắn, lại đến đề cập để Lâm Song Bồng ở bên cạnh hắn học hỏi. Trong lòng Hạ Tưởng đột nhiên thông suốt, từ khi ông cụ Quý nhắc đến Quý Như Lan đến Bắc Kinh, lại có ý sắp xếp Lâm Song Bồng vào Bắc Kinh nhậm chức. Tất cả suy nghĩ trong lòng biểu đạt chính là nhà họ Quý muốn mượn Quý Như Lan và Lâm Song Bồng để ràng buộc, thiết lập quan hệ hợp tác chặt chẽ với hắn. Nếu nói lúc trước quan hệ mật thiết giữa hắn với bốn nhà họ Ngô, Mai, Khâu, Phó là các thế lực gia tộc mới nổi. Như vậy việc bắt tay chặt chẽ với nhà họ Quý là lần đầu tiên hắn mở cánh cửa lớn của thế lực gia tộc truyền thống. Do đó, hiện tại trước mắt hắn lại sẽ là một thế giới càng thêm rộng lớn. Mặc dù thế lực gia tộc truyền thống khá phân tán, xa không bằng sự hợp tác chặt chẽ giữa thế lực gia tộc mới nổi mà tiến triển từng bước. Nhưng thế lực gia tộc truyền thống đều là khai quốc công thần, tại giới thượng lưu trong nước không thể xem nhẹ sức ảnh hưởng của lịch sử. Chính là nói, nếu được sự giúp đỡ của thế lực gia tộc truyền thống, trên chính đàn trong nước hắn sẽ càng có thêm sức mạnh. Hạ Tưởng sửng sốt, ông cụ Quý thật sự ấn tượng tốt với hắn, hay là vì chuyện của Quý Như Lan? Cho dù là nguyên nhân nào, tóm lại ông ta tỏ ra vô cùng rộng lượng và hào hiệp, lần nữa tung ra điều kiện. Nhà họ Quý không chỉ giúp đỡ Tào Vĩnh Quốc vào mặt trận Tổ quốc cũng sẽ thúc đẩy Trần Phong vào Hội đồng Nhân dân. Hạ Tưởng hơi sốc, ông cụ Quý thật sự toàn lực ủng hộ cho hắn sao? Theo cấp bậc, Lâm Song Bồng và Hạ Tưởng cùng cấp. Ông cụ nhà họ Quý nói để Lâm Song Bồng ở bên cạnh Hạ Tưởng học hỏi là lời nói khiêm tốn, ủy viên tỉnh ủy, bí thư thành ủy Dương Thành không thể vây quanh phó bí thư tỉnh ủy. Dù sao phía trên còn có chủ tịch tỉnh và bí thư tỉnh ủy. Nhưng theo thứ tự mà nói thì Lâm Song Bồng so với Hạ Tưởng thực tế còn kém xa. Với lý lịch của Lâm Song Bồng hiện giờ muốn ngồi đến vị trí phó bí thư tỉnh ủy nhanh thì 3 năm, chậm thì 6-7 năm. Nhưng dù thế nào Lâm Song Bồng cũng là bí thư thành ủy Dương Thành. Như ông cụ nhà họ Quý nói, giống như là giáng chức anh ta để đi theo Hạ Tưởng, cũng không đúng quy củ, tin tưởng Lâm Song Bồng cũng sẽ không tự hạ thân phận. Hạ Tưởng liền cho rằng, ông cụ nhà họ Quý chẳng qua là mượn cớ để nói chuyện của mình. Lấy Lâm Song Bồng làm lý do để nói chuyện. Chẳng qua là để Lâm Song Bồng trở thành cầu nối bất cứ lúc nào giữa nhà họ Quý và hắn. Không ngờ, ông cụ nhà họ Quý hôm nay mời hắn đích thân đến trước Hoa Mai. Tất cả tiền vốn bỏ ra không chỉ là hỗ trợ Tào Vĩnh Quốc vào mặt trận Tổ quốc mà còn chủ động đề xuất muốn thúc đẩy Trần Phong vào Hội đồng Nhân dân,
ngụ ý chính là cũng muốn giúp Trần Phong giải quyết công tác đãi ngộ sau này. Nhà họ Quý và Trần Phong không xuất hiện cùng lúc, thậm chí có thể nói nếu không phải là vì hắn thì ngay cả Trần Phong là ai nhà họ Quý cũng sẽ không để ý. Hạ Tường không thể không cảm kích thịnh tình của ông cụ nhà họ Quý rồi. Ông cụ nhà họ Quý quả thật không tầm thường, không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì chính là thiên đại hậu lễ. Hạ Tường vẫn là đã đánh giá thấp khả năng của ông cụ nhà họ Quý. Ông cụ nhà họ Quý hôm nay đưa ra thành ý, so với những gì hắn tưởng tượng còn nặng gấp bội lần. Có lẽ phó bí thư Hạ cảm thấy để Song Bồng ở bên cạnh mình là hạ thấp thân phận của Song Bồng, kỳ thực không phải, là phó bí thư Hạ đã đánh giá thấp thân phận của mình. Tôi và lão cổ lúc ở Bắc Kinh đã đi đến nhất trí, nhân lúc mấy lão già chúng tôi còn sống, còn nói được, thừa cơ Tào Vĩnh Quốc thoái vị, muốn đưa cậu lên cấp bộ trưởng để cậu trở thành bộ trưởng trẻ tuổi nhất từ trước đến nay. Nếu nói ông cụ nhà họ Quý giúp đỡ Tào Vĩnh Quốc vào mặt trận Tổ quốc, xem như trả lại Hạ Tưởng một ân tình. Lại ra sức ủng hộ Trần Phong vào Hội đồng Nhân dân như vậy chính là làm thêm một phần ân tình. Nhưng ông cụ nhà họ Quý dùng thế lực nhà họ Quý, toàn lực tiến cử hắn vào chức bộ trưởng hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Hạ Tưởng. Không chỉ là một món quà giá trị còn là ân tình gần như không thể trả được. Hạ Tưởng liền nói. Việc này. Quý Trường Hạnh giơ tay ngăn Hạ Tưởng lại. Bí thư Hạ không cần nói nhiều, tôi đã quyết định rồi. Tào Vĩnh Quốc nói trước nói sau là người có đạo đức tốt nên chiếu cố cậu từng bước vào chức bộ trưởng. Nhưng vì vấn đề tuổi tác của cậu, ý kiến phản đối nhất định không ít, tôi và lão cổ thêm lão Trịnh thay cậu làm công tác đả thông những người lớn tuổi, khó khăn còn lại tin tưởng là nhà họ Ngô ra mặt thì có thể giải quyết công bằng. Nhưng bản thân cậu cũng phải nói vài lời với Tổng Bí thư, Thủ tướng, các bên cùng bỏ sức, việc lớn có thể thành. Lúc Hạ Tưởng sắp chạm đến cánh cửa của bộ trưởng không có bao nhiêu ý kích động. Trong lòng ngược lại có chút nặng nề, không phải vì Nhạc Phụ thoái vị trước cũng không phải là vì lực lượng các bên tích cực thúc đẩy mà là vì sự thẳng thắn thành khẩn của ông cụ nhà họ Quý. Tính cách của ông cụ nhà họ Quý và lão cổ có chỗ tương tự. Nói chuyện thẳng thắn dường như không có sự kín đáo của nhân vật chính trị phải có. Nhưng hoàn toàn bởi vậy mới khiến Hạ Tưởng cảm nhận được thành ý trong lời nói của ông cụ nhà họ Quý. Với tuổi tác và tiếng tăm của ông cụ nhà họ Quý có thể thẳng thắn thành khẩn đối đãi với hắn như thế quả là không dễ. Đương nhiên, Hạ Tưởng cũng biết rõ dụng tâm sâu xa phía sau hành động này của ông cụ nhà họ Quý. Nhà họ Quý cũng đặt cược ở trên người hắn, hy vọng một ngày kia sự nổi lên của hắn mà được ân huệ. Mặc dù nói nhà họ Quý hay nhà họ Hứa vẫn có địch ý với bốn họ Ngô, Mai, Khâu, Phó nhưng nhà họ Quý quan hệ tâm đầu hợp ý với lão cổ. Cũng là nguyên nhân đầu tiên khiến nhà họ Quý xem trọng hắn. Nhưng cuối cùng thúc đẩy nhà họ Quý gia tăng lợi thế với hắn. Chỉ sợ sau lưng còn có Quý Như Lan thúc đẩy. Không thể không nói, Quý Như Lan đối với ông cụ nhà họ Quý có sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Đồ ăn thịnh soạn nhưng thời gian ăn không dài. Trên bàn tiệc ông cụ nhà họ Quý chỉ thuận miệng nhắc đến phong thổ của Lĩnh Nam, nói tới khí hậu và du lịch Mai Hoa, dường như đề tài quan trọng vừa nãy đề cập đã hoàn toàn gạt sang một bên. Ông cụ nhà họ Quý đã không nhắc đến thì Hạ Tưởng sẽ không chủ động đề cập. Nói một cách công bằng, thiết lập mối quan hệ hợp tác mật thiết với nhà họ Quý cũng thích hợp với kế sách lâu dài của hắn. Nhưng ở sau lưng cũng có tai họa ngầm lão cổ nhất định không có ý kiến, còn ông cụ nhà họ Ngô sẽ có bất mãn hay không? Quý Như Lan không xuống lầu ăn cơm, cô nói không muốn gặp hắn. Với tính khí của cô, nói được thì làm được, trong thời gian ngắn. Hắn và cô có lẽ chỉ có thể duy trì một loại trạng thái như gần như xa. Ông cụ nhà họ Quý bảo người pha trà, nói. Phó bí thư Hạ nếu không chê, đêm nay xin mời ở lại. Trên lầu có phòng dành cho khách. Hạ Tưởng im lặng, hắn còn có điều muốn nói với ông cụ nhà họ Quý, nhận sự ủy thác của Thủ tướng, nhất thiết phải nghe được lời hứa của ông cụ nhà họ Quý. Ông Quý, trước khi rời Bắc Kinh, tôi và đồng chí Diệp Thiên Nam cùng tiếp một vị thủ trưởng. Vị thủ trưởng này ủy thác cho tôi gửi lời hỏi thăm ông Quý, còn bảo tôi thỉnh giáo ông Quý một vấn đề. Hạ Tưởng nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, trong phòng khách sáng rộng nhà họ Quý, nói chuyện với Quý Trường Hạnh. Dù Quý Như Lan không có ở đó, dường như thiếu một chút sắc xuân, nhưng trong phòng khách vẫn phảng phất mùi hương hoa giống như Quý Như Lan đang ở khắp nơi vậy. Cố ý nhắc tới Diệp Thiên Nam, quan hệ của Diệp Thiên Nam với vị thủ trưởng đó rất mật thiết. Tin rằng với trí tuệ của ông cụ nhà họ Quý sẽ hiểu ngay. Quý Trường Hạnh khẽ gật đầu. Thỉnh giáo tôi một vấn đề. Ha ha,
hiện giờ tôi không để ý chuyện bên ngoài, quốc gia đại sự cũng được, lĩnh nam đại sự cũng được đều không quan tâm nữa. Ông cụ nhà họ Quý phê bình kín đáo thủ tướng, hạ tưởng cũng có thể hiểu được, với tư cách là nhân vật đại diện của thế lực gia tộc truyền thống, quyết định lập trường của ông cụ nhà họ Quý, ông có thành kiến với chủ trương cải cách của thủ tướng, tin rằng trong Bắc Kinh lấy lão Trịnh làm đại biểu cho thế lực gia tộc truyền thống thì cũng có phần bất mãn với thủ tướng. Thậm chí bốn đại gia tộc cũng nhiều lần dương mũi nhọn đối lập với thủ tướng. Suy cho cùng chủ trương cải cách của thủ tướng đánh vào lợi ích của các thế lực gia tộc. Nhưng nói đi nói lại, tình hình trong nước hiện tại mà nói, phải tiến hành cải cách. Không cải cách thì lợi ích của các thế lực gia tộc cũng không chắc là có thể được đảm bảo. Vấn đề không phải ở chỗ thay đổi hay không, mà là ở chỗ cách thức thay đổi và cường độ thay đổi hoặc nói, thực hiện cải cách dưới tiền để đạt được sự hài lòng của các bên thì giới hạn lớn nhất thế nào. Quả thực Quý Trường Hạnh sở dĩ đặt cược trên người Hạ Tưởng cũng là vì ông ta nhìn thấy được Hạ Tưởng không những được thủ tướng coi trọng, không những có quan hệ tốt với Quan Viễn Khúc, cơ bản người vẫn là nhân vật trung tâm của thế lực gia tộc. Duy nhất điều này, trong nước không một ai có thể làm được, chính là kỳ tích. Lại thêm gần đây quan hệ giữa Hạ Tưởng và thủ tướng dần dần được hâm nóng. Có thể nói trước mắt trong lực lượng hậu bị mà thế lực gia tộc bồi dưỡng không có ai có thể sánh với Hạ Tưởng, có thể đồng thời đạt được sự tán thành của ba thế lực lớn trong nước. Hạ Tưởng nói lời từ chối với ông cụ nhà họ Quý, cười ha ha. Ông cụ nhà họ Quý, thủ tướng cũng là thật lòng, hơn nữa việc thỉnh giáo không phải là việc quốc gia đại sự cũng không phải là đại sự lĩnh nam mà là vấn đề đường lối. Câu nói lập tức làm cho ông cụ nhà họ Quý hứng thú. Ông ta ô một tiếng. Cậu đã đích thân đề xuất ra, dù thế nào tôi cũng phải nghe xem sao. Ngụ ý là nói để thể diện cho Hạ Tưởng. Hạ Tưởng liền nói. Nếu có người muốn nhắc lại Văn Bình, loại bỏ cách làm việc cũ, muốn giang sơn cả nước phát triển, ông thấy vấn đề này thế nào? Nhà họ Quý và nhà họ Trịnh với tư cách là gia tộc mới nổi lên sau Văn Bình. Trong Văn Cách bị hãm hại, đối với những thói cũ còn sót lại của Văn Cách tự nhiên căm thù đến tận xương tủy. Hạ Tưởng vừa nhắc tới, ông cụ nhà họ Quý lập tức nhíu mày nói. Kiên quyết đả kích. Không thể nương tay. Vấn đề thủ trưởng muốn thỉnh giáo ông Quý là, nếu như Trung ương kiên trì đả kích những thói cũ còn sót lại của Văn Cách, ông Quý, ông Trịnh còn có hậu nhân của thế hệ trước, có bằng lòng bỏ sức vì Trung ương hiến kế không? Bỏ sức hiến kế là nói hàm xúc, cái mà Trung ương cần là thái độ và sự ủng hộ. Ông cụ nhà họ Quý đã hiểu rồi, Hạ Tưởng nhất định là đã nhận ủy thác của thủ tướng. Trước khi Trung ương ra tay, muốn có được sự đồng tình của các thế lực gia tộc truyền thống. Nếu như ông ta gật đầu, tin rằng ông cụ nhà họ Trịnh cũng sẽ gật đầu, tiếp sau đó, các thế lực gia tộc truyền thống của Bắc Kinh càng dễ dàng ủng hộ quyết định của Trung ương. Chuyện quan trọng nếu trưng cầu sự đồng tình của các thế lực gia tộc truyền thống trước, như vậy đã nói rõ người Trung ương muốn là cách mạng đời thứ hai. Ông cụ nhà họ Quý nhìn đầy thâm ý, liếc nhìn Hạ Tưởng. Bí thư Hạ. Lập trường của cậu luôn khiến người ta khó suy xét. Hạ Tưởng cũng cười đầy thâm ý. Ông Quý nói đùa rồi. Tôi từ đầu đến cuối vẫn là tôi, một mình tôi nói không được. Nếu phải nói tôi có lập trường chính trị gì, thì lập trường của tôi chính là phàm là quyết định có lợi cho nước, cho dân tôi đều ủng hộ. Phàm là quyết định chỉ vì lợi ích bản thân và danh tiếng, tôi đều phản đối. Ông cụ nhà họ Quý nghiêm mặt nhìn Hạ Tưởng một lúc lâu, đột nhiên lắc đầu mỉm cười. Cậu đồng ý để Lâm Song Bồng ở bên cạnh cậu thì tôi sẽ ủng hộ quyết định của Trung ương. Hạ Tưởng vốn cho rằng ông cụ nhà họ Quý sẽ lại đề ra điều kiện khác hoặc là sẽ vì tâm trạng buồn phiền mà từ chối hắn. Không ngờ lại do một câu nói đùa mà đồng ý, nằm ngoài dự liệu của hắn, khiến hắn vô cùng vui mừng. Trong lòng lại càng thêm khâm phục tài trí của Thủ tướng. Thủ tướng bất luận để ai truyền lời đều không bằng để hắn ra mặt càng có thể thắng ngay trong trận đầu. Quả nhiên. Thủ tướng hiểu rõ hắn. Không, phải nói là thủ tướng đối với mối quan hệ giữa hắn và nhà họ Quý và mạng lưới quan hệ rộng lớn phía sau hắn, có cái nhìn vô cùng thấu đáo. Ngày hôm sau, khi ánh mặt trời đi qua đường chân trời, Hạ Tưởng đã bước trên hành trình trở về Dương Thành. Từ đầu đến cuối, Hạ Tưởng vẫn thật sự không chính diện gặp được Quý Như Lan. Chỉ có điều Hạ Tưởng không biết là sau khi xe của hắn khởi động, trong phòng tầng 2, Quý Như Lan đứng ở cửa sổ, mặt đẫm nước mắt. Người con gái cao quý, tự do phóng khoáng một khi đã yêu một người thì sẽ yêu cuồng nhiệt. Hạ Tưởng càng đi càng nhanh,
không biết Bắc Kinh lúc này đã xảy ra điều bất ngờ không lớn không nhỏ. Không lớn bởi vì không phải sự kiện chính trị, không nhỏ là bởi vì diễn biến cuối cùng của sự việc vẫn liên quan đến chính trị và dẫn tới không ít phong ba. Có phong ba không sợ, nhưng nếu phong ba ảnh hưởng đến việc lên chức của Hạ Tưởng thì cũng thành đại sự rồi. Sự việc do Vệ Tân và Tống Nhất Phàm gây ra. Vệ Tân thích yên tĩnh và ở một mình, gần gũi một chút với Tống Nhất Phàm, với Liên Nhược Hạm cũng có cảm giác xa cách. Kỳ thực Liên Nhược Hạm lần đó sau khi về nước, rất hy vọng Vệ Tân có thể giúp đỡ cô, bên cạnh cô thiếu một trợ thủ. Người giống như Vệ Tân cẩn thận trong mọi việc khiến cô rất tín nhiệm, thật không dễ tìm được. Lý Thấm không tính, Lý Thấm là độc chắn một mặt, là người thực thi cụ thể toàn bộ kế hoạch. Liên Nhược Phàm đứng sau thao túng, Lý Thấm bận rộn ở phía trước, nếu có thêm một Vệ Tân tương trợ chí ít có thể khiến Liên Nhược Hạm thoải mái không ít. Nhưng Vệ Tân lại không, cũng không biết rốt cuộc do suy nghĩ gì, cho dù cô một lòng dốc sức vào sự nghiệp. Mặc dù Liên Nhược Hạm đưa ra điều kiện, lợi nhuận nhiều hơn cả 10 năm lợi nhuận từ công ty nhỏ của Vệ Tân. Vệ Tân cố chấp là bởi vì sự ám ảnh của Hạ Tưởng với cô. Tào Thù Lê không thể giúp được Liên Nhược Hạm bao nhiêu. Tào Thù Lê tính tình nhạt nhẽo, công việc yêu thích nhất là giúp chồng dạy dỗ con cái, không muốn vật lộn trốn thương trường. Tính tình Vệ Tân và Tào Thù Lê có điểm giống nhau, chỉ có điều cô không có chồng để phụ giúp, không có con để dạy dỗ, chỉ có một lòng trông nom. Cô chỉ muốn dùng cả đời để chăm sóc Hạ Tưởng. Vệ Tân ngay cả Liên Nhược Hạm dùng tình bạn và số tiền lớn mời cũng bất động. Giang An dựa vào vài tỷ đã muốn có được trái tim của cô, hơn nữa còn lái xe BMW, Vệ Tân gọi trọng anh ta mới là lạ. Anh ta cao to đẹp trai nhà giàu vẫn là con nhà giàu mới nổi, chỉ cần đi xe BMW, trong lòng Vệ Tân thì trực tiếp bị phê phán rồi, không phải anh ta. Chỉ vì Hạ Tưởng không thích BMW. Quả thực cũng không phải tại BMW mà là BMW ở trong nước bị đám con nhà giàu mới nổi hủy hoại thanh danh. Vệ Tân cũng giống Tống Nhất Phàm, cho rằng sự theo đuổi của Giang An với cô và sự theo đuổi của Lôi Tiểu Minh với Nhất Phàm chẳng qua là nhất thời cảm xúc dâng trào. Thời gian dài, hai kẻ cao to đẹp trai, nhà giàu hết hứng thú sẽ quay sang theo đuổi cô gái khác. Sự nhiệt tình của cao to đẹp trai, nhà giàu chỉ có 3 phút. Nhưng Vệ Tân không ngờ được rằng, không những tình cảm của Lôi Tiểu Minh đối với Tống Nhất Phàm sâu nặng đến mức dường như thật sự tìm được mối tình có thể bên nhau trọn đời. Sự theo đuổi của Giang An với cô cũng là gió, mưa mặc mưa cũng không gián đoạn. Vệ Tân từ nhức đầu ngày trước thành ra đau đầu hiện tại. Mặc dù cô đã nói rõ ràng với Giang An, không được đến làm phiền cô nữa. Cô vĩnh viễn sẽ không nhận lời tỏ tình của anh ta. Giang An vĩnh viễn một bộ mặt cợt nhả, ngoài miệng đồng ý, quay người lại, rồi lại như làm ảo thuật xuất hiện trước mặt cô, tặng hoa, tặng đồng hồ, tặng xe, tặng nhà, tóm lại là tất cả những gì đời người cần mà anh ta có thể nghĩ ra, anh ta đều có thể tặng. Mà cùng lúc đó, Tống Nhất Phàm đối với Lôi Tiểu Minh cũng là bền bỉ, gần như sắp phát điên. Vệ Tân cũng gặp qua Lôi Tiểu Minh, để so sánh, nếu muốn Vệ Tân nhận xét, cô vẫn khá hâm mộ Tống Nhất Phàm. So sánh Lôi Tiểu Minh và Giang An thì hai người cùng cao to đẹp trai nhà giàu, nhưng cũng có chênh lệch rõ ràng. Mặc dù, kỳ thực Giang An và Lôi Tiểu Minh đều có quan hệ với tỉnh Tây, hoặc là nói chuẩn xác hơn, Giang An là người tỉnh Tây còn Lôi Tiểu Minh không phải. Nhưng hai người đều có lợi ích kinh tế ở tỉnh Tây. Lôi Tiểu Minh mày kiếm mắt hổ, nói chuyện hàm xúc. Còn từng học qua, giả vờ cũng giỏi, điệu bộ cũng tốt. Chí ít bề ngoài có chút thân sĩ. Còn Giang An mặt cười cợt nhả, che giấu bộ mặt con nhà giàu mới nổi, thường thốt ra một cậu cực nội hàm. Nhà tôi có 5 mỏ. Gần như khiến Vệ Tân buồn nôn. Vệ Tân đã không bối cảnh, lại không quyền thế, lại không muốn một chút chuyện nhỏ cũng quấy rầy Hạ Tưởng, cũng không cho Liên Nhược Hạm biết. Nhưng thái độ cự tuyệt ôn hòa và nhường nhịn của cô bị Giang An nghĩ lầm là yếu đuối. Tình trong như đã mặt ngoài còn e. Giang An thật sự thích sự yếu đuối của Vệ Tân, khiến anh ta nóng lòng không dừng, lại điều tra không ra Vệ Tân có thân phận gì phía sau. Mặc dù Vệ Tân có một người bạn tốt, Tống Nhất Phàm là con gái của Tống Chiêu Độ. Nhưng Tống Chiêu Độ là bí thư tỉnh ủy Cát Giang, quản không được, cũng quản không đến tỉnh Tây. Cậu ta bí quá hóa liều, hơn nữa cậu ta cho rằng, thân thể của người phụ nữ trời sinh là chuẩn bị cho đàn ông, có thể xem là việc gì lớn. Cùng lắm cậu ta dùng tất cả tiền xử lý công bằng. Trong nhà cậu ta có 5 mỏ, T, R, U, I, E, N,
Y-I-C-O-M. Công tử năm mỏ Giang An đang muốn tìm ra kế sách tỉ mỉ khiến vệ tân tự động lên giường của cậu ta, không ngờ quen Lôi Tiểu Minh. Nói đến công tử năm mỏ Giang An mặc dù trong nhà có tiền nhưng không có quyền. Còn Lôi Tiểu Minh mặc dù không phải là người tỉnh Tây, nhưng trong nhà ở tỉnh Tây cũng có mỏ quặng, hơn nữa còn có 7 mỏ quặng, nhưng trực tiếp kinh doanh không giống với Giang An. Lôi Tiểu Minh là khống chế cổ phần một công ty, là kinh doanh phía sau hậu trường. Để so sánh, anh ta văn minh hơn Giang An nhiều. Chủ yếu nhất là cha của Lôi Tiểu Minh, Lôi Trị Học là bí thư tỉnh ủy tỉnh Tây. Riêng là bí thư tỉnh ủy tỉnh Tây thì không tính làm gì. Dù sao đi nữa thì Tống Nhất Phàm bản thân chính là thiên kim của bí thư tỉnh ủy, còn thì hạ tưởng mà nói, bí thư tỉnh ủy quen biết cũng rất nhiều. Nhưng Lôi Trị Học là người phi thường. Không chỉ bởi vì ông ta là bí thư tỉnh ủy tỉnh Tây kiêm chủ tịch hội đồng nhân dân, hơn nữa còn bởi vì ông ta rất trẻ. Lôi Trị Học năm nay 49 tuổi. Lôi Trị Học đồng niên với Cổ Thu Thật, cũng là một con ngựa ô trên chốn quan trường. Lúc 43 tuổi thì đảm nhận chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, năm đó cũng gây chấn động một thời. Nếu ông ta so với Hạ Tưởng thì có chút không bằng, lúc ông ta nhậm chức Phó Bộ trưởng là 39 tuổi. Lớn hơn lúc Hạ Tưởng nhậm chức Phó Bộ trưởng vài tuổi. Nhưng nếu tìm hiểu lý lịch của Lôi Trị Học thì sẽ phát hiện, lịch trình thăng tiến của Lôi Trị Học đơn giản đến kinh người, 02 năm Phó Bộ trưởng, 06 năm cấp chính bộ, 09 năm trước vẫn chưa ra, 09 năm đầu ra thì từ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp giáng xuống làm Bí thư tỉnh ủy. Trên thực tế, trong lịch sử, vị trí Tống Chiêu Độ đã ngồi chính là vị trí của Lôi Trị Học bây giờ. Nhưng lịch sử thay đổi rồi. Tống Chiêu Độ xuất thế ngang trời, đoạt trước một bước vị trí bí thư tỉnh ủy Cát Giang. Nhưng dưới sự mạnh mẽ của quán tính lịch sử, sự gia tăng thế lực của Lôi Trị Học hầu như không giảm, vẫn đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy ở tuổi 46. Lý lịch của Lôi Trị Học trong sạch, thân phận không thể điều tra. Nhưng Hạ Tưởng rất rõ ràng, nếu nói phe đối lập đẩy Châu Hồng Cơ ra, là để giữ cân bằng với hắn. Như vậy Lôi Trị Học chính là đối thủ của Cổ Thu Thật. Đương nhiên, lúc này Hạ Tưởng còn không biết sắp có một lần gặp gỡ bất ngờ giữa hắn và Lôi Trị Học, cũng không biết công tử năm mỏ Giang An và Lôi đại soái Lôi Tiểu Minh mới quen như đã thân, ăn nhịp với nhau, đang ấp ủ hành động săn người đẹp. Hạ Tưởng lúc này mới trở về Dương Thành thì nghe được tin có liên quan đến biến động nhân sự Lĩnh Nam. Đối với việc Hạ Tưởng và nhà họ Quý đã tìm được tiếng nói chung, Trần Hạo Thiên cảm thấy vô cùng vừa lòng. Kỳ thực trước khi Hạ Tưởng đến nhà họ Quý, Trần Hạo Thiên đã đoán được phần nào thái độ của nhà họ Quý, biết được trong vòng một khoảng thời gian khá dài sau này, nhà họ Quý và Hạ Tưởng sẽ bắt tay nhau cùng tiến. Đối với việc Hạ Tưởng mới đến Lĩnh Nam không lâu mà đã đạt được quan hệ hợp tác với nhà họ Quý, Trần Hạo Thiên nói không hâm mộ là lừa mình dối người. Kỳ thực lúc ông mới tới Lĩnh Nam, cũng muốn đạt được sự đồng nhất với nhà họ Quý, chỉ tiếc, cuối cùng lại không thành công. Cũng không phải bởi vì ông không có năng lực bằng Hạ Tưởng. Nếu cứ muốn nói rõ một nguyên nhân ra, ông thà nói là ông không trẻ tuổi anh Tuấn bằng Hạ Tưởng. Tuy nhiên, nói vậy cũng chỉ là Trần Hạo Thiên muốn đùa với Hạ Tưởng một chút mà thôi, ông rất muốn được nhìn thấy Hạ Tưởng và nhà họ Quý hỗ trợ lẫn nhau, chủ yếu vẫn là nhà họ Quý sẽ ủng hộ đề xuất cải cách chính trị của ông, điều này khiến ông như được uống một viên thuốc an thần thật lớn. Có sự ủng hộ mạnh mẽ của nhà họ Quý, đồng nghĩa với việc tam hệ ở Lĩnh Nam sẽ đoàn kết một lòng xoay chung quanh tỉnh ủy. Nội bộ Lĩnh Nam đồng tâm hiệp lực, khiến ông không cần buồn phiền việc trong nhà, có thể tập trung tinh lực đối phó với áp lực ở bên ngoài. Mà trên thực tế, Hạ Tưởng cũng đã thay ông giảm bớt không ít áp lực ở bên ngoài, Hạ Tưởng đã để ý mà chuyển lời giúp đến nhà họ Quý, khiến cho áp lực ở bên ngoài chuyên nhằm vào ông được giải quyết dễ dàng. Cũng bởi vì điều này, Trần Hạo Thiên dưới điều kiện tiên quyết bên ngoài không áp lực bên trong không cần suy nghĩ mà chính thức đưa ra đề xuất cải cách chính trị. Nếu bên ngoài có sự mẫn cảm cao trong chính trị, thì từ việc y dám hai tay nâng cao lá cờ kêu gọi cải cách chính trị, cũng đủ rút ra kết luận có người nhất định phải có kết cục thất bại. Phải nói rằng, sau khi Hạ Tưởng đến Lĩnh Nam không lâu, đã từ ngoại đến nội thay ông dẹp yên rất nhiều gian nan khổ cực. Nếu như nói ai đó ở trong giới quan trường được thần linh trợ giúp, như vậy ai có được sự trợ giúp của Hạ Tưởng, người đó sẽ có được những gì họ muốn. Trần Hạo Thiên vỗ vỗ bả vai Hạ Tưởng. Hạ Tưởng, cậu là hướng tới Đông Bắc, Tây Nam, hay là Tây Bắc đây? Bóng đêm nhẹ nhàng, Hạ Tưởng và Cổ Ngọc chậm rãi đi dạo trên đường phố Dương Thành,
tâm trạng thoải mái như những đám mây trên bầu trời. Cổ Ngọc líu díu nói không ngừng, nói cô ở Dương Thành đã thấy cái gì, nói những chuyện thú vị của cô ở Dương Thành, nói cô lại thích một chiếc xe mới, trong lúc kích động thiếu chút nữa đã mua, sau đó nghĩ lại còn phải lái về Bắc Kinh, trời ạ, phải cách đến mấy ngàn cây em, cô liền không còn tâm trạng để mua nữa. Cổ Ngọc mải mê tự thuật, Hạ Tưởng vẫn chăm chú lắng nghe, cảm thấy nhiều năm đã trôi qua rồi, Cổ Ngọc vẫn giống như đứa nhỏ, làm ra vẻ trong lòng không có chút yêu thương nào, sự náo nhiệt và hồn nhiên của cô rất dễ dàng cuốn hút những người bên cạnh cô. Không giống như Quý Như Lan, tính tình giống như thung lũng hoa lan âm u và tĩnh mịch, tình yêu giống như hoa chỉ nở rộ một lần, nhưng một lần là mãi mãi. Nhưng lại luôn đắm chìm trong bi thương của chính mình, bản thân giống như bị nhốt trong lồng chim không chịu đi ra. Mỗi người đều tự trói mình ở một mặt nào đó, chỉ có điều bản thân không tự biết mà thôi. Hạ Tưởng khó có được thời gian rảnh rỗi mà đi dạo cùng với Cổ Ngọc, hắn cũng không quan tâm tới công việc nữa. Vứt bỏ mọi việc chính trị, đi bên trái Cổ Ngọc, thoải mái đi dạo không mục đích với cô. Người con gái có thể được hưởng thụ sự đãi ngộ Hạ Tưởng đặt sang một bên tất cả để đi dạo cùng, cũng không có mấy người. Cổ Ngọc cũng biết Hạ Tưởng rất bận, liền rất trân trọng hạnh phúc hiếm hoi này, thỉnh thoảng nắm chặt tay Hạ Tưởng, lắc qua lắc lại, giống như bé gái ham chơi. Kể xong cảm nhận của cô về Dương Thành hiếu khách, ăn ngon, chơi vui như thế nào, Cổ Ngọc lại đột nhiên nhớ nhà. Tôi muốn quay về Bắc Kinh, thời tiết ở Dương Thành ẩm thấp quá, khiến cho cả người tôi khó chịu. Hơn nữa, vào mùa xuân, ông nội tôi thường bị ho khan, tôi muốn quay về chăm sóc ông. Lòng hiếu thuận chính là thứ đáng quý, Hạ Tưởng đồng ý. Tôi cùng đi Bắc Kinh với cô. Hay quá, hay quá. Cổ Ngọc vui mừng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, tuy nhiên lập tức nghĩ ra cái gì, không còn vui mừng nữa nói. Không đúng, chắc chắn không phải là vì anh muốn theo tôi về, mà là muốn đến tìm mấy cô tình nhân của anh ở Bắc Kinh, ví dụ như Vệ Tân, Tống Nhất Phàm. Một khi Cổ Ngọc nhắc tới những người phụ nữ của Hạ Tưởng, liền rất thích giơ ngón tay ra đếm, trông buồn cười cực kỳ. Hạ Tưởng mỉm cười. Cô hiện giờ càng lúc càng hay ghen, tôi đến Bắc Kinh là có chuyện quan trọng, muốn gặp lão Cổ, muốn gặp thủ tướng, còn muốn gặp bộ trưởng Ngô, cô đúng là như trẻ con, toàn suy nghĩ linh tinh bậy bạ. Trước mặt anh tôi chính là trẻ con, thỉnh thoảng tôi còn nghĩ, có phải tại tôi ngày nào cũng coi mình là trẻ con nên mới chưa sinh em bé được. Cổ Ngọc vừa nói vừa xoa xoa bụng mình, trông vô cùng buồn cười. Hạ Tưởng vui vẻ mỉm cười, tính tình của Cổ Ngọc và Quý Như Lan gần như là hoàn toàn tương phản. Nếu Quý Như Lan có được một nửa sự tinh khiết của Cổ Ngọc, cô sẽ không lúc nào cũng ưu sầu. Đúng rồi, ông nội nói muốn tổ chức một cuộc gặp gỡ, tổ chức ở tại thành phố Yến, còn nói muốn điều anh quay lại Bắc Kinh, có đúng không? Lối suy nghĩ của Cổ Ngọc thay đổi cũng thật mau. Anh nhanh quay về Bắc Kinh mới tốt, tôi không muốn thấy anh chạy khắp nơi trên cả nước. Bắc Kinh nhiều bộ như vậy, tùy tiện làm một bộ trưởng là được. Cổ Ngọc quả thực là quá coi trọng hắn. Tùy tiện có thể lên làm một bộ trưởng. Cả nước có biết bao nhiêu cán bộ cấp phó tỉnh, có mấy người có thể nhận được sự trợ giúp mà ngồi vào các chức vụ quan trọng. Tuy nhiên từ lời nói của Cổ Ngọc hắn cũng nghe ra chút manh mối, lão Cổ muốn đưa hắn quay lại Bắc Kinh. Hắn quả thực là chưa nghe được tin tức này, tin đồn cũng không có. Lẽ nào, Ngô Tài Dương cố ý áp chế đề cử Diệp Thiên Nam, thực ra là có ý trải đường cho bước tiếp theo của hắn. Bình tĩnh mà suy xét thì, nếu bây giờ Hạ Tưởng bước vào cánh cửa của bộ, trong lòng hắn cũng có chút bất an. Dù sao bây giờ hắn còn quá trẻ, nếu một bước đã đặt chân vào bộ, quả thực quá mức chói mắt, dễ dàng bị người ta dùng kính lúp soi xét để bắt bẻ. Còn một vấn đề nữa là, cho dù có được chuyển đến các bộ và ủy ban trung ương ở Bắc Kinh đảm nhiệm chức vụ bộ trưởng, hay là đảm nhiệm chức vụ chủ tịch tỉnh ở các địa phương, đều sẽ khó tránh khỏi giới truyền thông vẫn luôn yêu thích theo đuổi tin tức. Truyền thông trong nước thì không sao, chứ truyền thông nước ngoài chắc chắn sẽ đưa tin rộng rãi. Thật ra Hạ Tưởng là một người rất thích sự khiêm tốn. Nếu vừa muốn gia nhập vào chính bộ, vừa muốn khiêm tốn, thì vị trí tốt nhất chính là Bí thư Trung ương Đoàn thứ nhất. Nhưng Bí thư Trung ương Đoàn thứ nhất do Thủy Thiên mới nhậm chức không lâu, không có khả năng nhường vị trí, quan trọng là hiện giờ chưa có cơ hội để đuổi Thủy Thiên đi. Nên đến Bắc Kinh một chuyến. Dù sao hắn cũng sắp tham dự Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc ở đó. Cho dù hắn bị điều đi đâu, chắc chắn sẽ được thông báo sau Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc,
cũng là sau khi Tào Vĩnh Quốc bị cách chức. Cha, nghĩ cái gì mà nghĩ đến mức xuất thần thế? Thành thật khai ra, có phải là nghĩ đến cô gái nào không? Cổ Ngọc bĩu môi, đẩy nhẹ Hạ Tưởng một cái. Hạ Tưởng cười hắc hắc. Tôi đang suy nghĩ đêm nay cô sẽ cùng tôi như thế nào. Cổ Ngọc bị vẻ mặt của Hạ Tưởng dọa sợ, một tiếng nhảy sang một bên. Tôi sợ anh rồi, được chưa? Ban đêm, gió xuân đắm say. Thời điểm gần sáng, Hạ Tưởng nhìn đồng hồ thấy còn sớm, liền tính toán định làm chút khởi động, thế nhưng Cổ Ngọc lại sớm đứng dậy đi tắm rửa. Nghe được tiếng nước ào ào truyền đến, nhớ tới gió xuân đêm qua, hắn nhất thời hơi mê loạn. Cũng không phải do tối hôm qua Cổ Ngọc phong tình vô hạn, mà là bỗng nhiên hắn lại cảm thấy mấy ông cụ cũng vậy, lão Cổ cũng tốt, thậm chí còn bao gồm cả Ngô Tài Dương, dường như đối với việc thúc đẩy hắn tiến vào bộ đặc biệt nhiệt tình. Hắn cũng mơ hồ đoán được sắp tới sẽ có đại biến. Nhưng sau khi xảy ra đại biến, cách nhiệm kỳ mới còn đến mấy tháng, vì sao hiện tại lại muốn dùng hết sức đẩy hắn tiến về trước một bước? Lại có mục đích chính trị gì trong đó đây? Hiện tại lĩnh Nam về cơ bản đã gió êm sóng lặng, bước vào thời kỳ yên bình, hơn nữa cũng dự đoán được trong tương lai, sẽ không có biến cố gì phát sinh nữa. Tam hệ ở lĩnh Nam đã quy thuận, đã loại trừ được Ngô Hiểu Dương, mối họa ở bên ngoài của Trần Hạo Thiên về cơ bản đã được giải trừ. Nếu dựa theo các phương diện trên mà suy xét, thì các nhiệm vụ của hắn ở lĩnh Nam, quả thực đã hoàn thành xuất sắc. Tuy nhiên những việc ở lĩnh Nam, không thể trở thành tiền đề cho việc hắn mới 36 tuổi mà đã được bước vào bộ. Hạ Tưởng từ trên giường xoay người ngồi dậy, trước mắt đột nhiên sáng lên, có lẽ là do mấy ông cụ lo lắng đêm dài lắm mộng, cho nên mới khẩn cấp muốn dìu hắn lên vị trí cao. Hoặc là còn có nguyên nhân sâu xa nào đó mà hắn không được biết. Nghĩ như vậy, Hạ Tưởng từ trên giường nhảy dựng lên, hướng phía Cổ Ngọc kêu. Đặt vé máy bay, lập tức đi Bắc Kinh. Thời điểm máy bay hạ cánh ở sân bay Bắc Kinh, Hạ Tưởng vừa mới mở điện thoại, liền nhận được một cuộc gọi, không ngờ lại là cuộc gọi của Tống Chiêu Độ. Hơn nữa giọng nói của Tống Chiêu Độ còn rất dồn dập, vừa bắt đầu đã nói. Đều tại tôi, Hạ Tưởng, nhanh đến giúp tôi. Đây là lần đầu tiên Hạ Tưởng nghe thấy giọng nói hoảng sợ và khẩn trương như vậy của Tống Chiêu Độ, cũng rất sửng sốt. Bí thư Tống, đã xảy ra chuyện gì, đừng vội, cứ từ từ nói. Tiểu Phàm xảy ra chuyện rồi. Cái gì? Hạ Tưởng kinh hoàng không hiểu. Đã xảy ra chuyện gì? Con bé không chịu nói, gọi điện thoại tới thì chỉ thấy khóc. Tôi hỏi nó mãi, nó chỉ nói là bị Lôi Tiểu Minh ức hiếp. Lời nói của Tống Chiêu Độ tràn đầy sự phiền muộn. Tại tôi quá quan tâm đến nó, luôn cảm thấy nó nên thu xếp việc trung thân đại sự rồi, đúng lúc đó Lôi Chị Học lại giới thiệu Lôi Tiểu Minh với Tiểu Phàm, tôi vì nể mặt nên cũng đồng ý. Cứ nghĩ rằng tốt xấu gì thì Lôi Tiểu Minh cũng là du học sinh ở nước Anh, ai ngờ. Ngắt cuộc gọi của Tống Chiêu Độ, trong lòng Hạ Tưởng như có lửa đốt, lập tức lấy điện thoại gọi cho Tống Nhất Phàm, không ngờ điện thoại của cô lại tắt máy. Nghĩ đến việc Tống Nhất Phàm ở chung với Vệ Tân, lại lấy điện thoại gọi cho Vệ Tân, không ngờ cũng tắt máy. Sao lại đều tắt máy chứ? Cổ Ngọc tuy rằng ghen với Vệ Tân và Tống Nhất Phàm, nhưng khi vừa nghe thấy Tống Nhất Phàm xảy ra chuyện, cũng lo lắng vô cùng, lập tức cùng đi với Hạ Tưởng đến công ty của Vệ Tân. Hạ Tưởng vốn không muốn để Cổ Ngọc phải chứng kiến những đau khổ của cuộc sống bên ngoài, nhưng Cổ Ngọc lại kiên quyết muốn đi, hắn cũng không miễn cưỡng, lái xe thẳng hướng chạy đến công ty Vệ Tân. Đi được nửa đường thì nhận được điện thoại của Liên Nhược Hạm. Vệ Tân đã xảy ra chuyện, anh có biết không? Câu nói đầu tiên của Liên Nhược Hạm lại khiến cho Hạ Tưởng kinh ngạc. Tôi vừa mới xuống máy bay, đang đi đến công ty của Vệ Tân, rốt cuộc làm sao vậy? Trong lòng Hạ Tưởng lại một lần nữa nóng như lửa đốt. Tôi cũng không rõ ràng lắm, chỉ nghe người khác nói con trai của một chủ hầm mỏ tên là Giang An theo đuổi Vệ Tân, nhưng không thu được kết quả gì. Vì vậy đã dùng thủ đoạn lừa Vệ Tân. Đúng rồi, Tống Nhất Phàm cũng đi theo, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tôi vừa nghe được tin tức đã gọi điện thoại cho Vệ Tân, nhưng mà không gọi được. Đúng lúc anh đã đến rồi, anh xử lý mọi chuyện cho tốt đi. Dừng lại một chút, Liên Nhược Hạm cắn răng nói. Nếu có người thực sự muốn hại Vệ Tân, anh đừng có nương tay, ít nhất cũng phải làm cho nửa đời về sau của y không thể tự lo liệu cuộc sống được nữa. Quen biết Liên Nhược Hạm đã lâu, đây là lần đầu tiên Hạ Tưởng nghe được lời nói kiên cường như vậy của Liên Nhược Hạm.
vừa mới ngắt điện thoại với Liên Nhược Hạm, ô tô đã đứng dưới lầu công ty vệ tân. Cổ Ngọc cũng vừa mới gọi điện thoại xong, cô hỏi một câu. Ông nội nói, cho anh một binh đoàn, có đủ hay không? Hóa ra Cổ Ngọc trực tiếp gọi điện thoại là để xin viện binh, nhìn thấy vẻ mặt tức giận hai mắt phun lửa của Cổ Ngọc, rất ít khi nhìn thấy Cổ Ngọc tức giận, Hạ Tưởng cũng không khỏi sửng sốt. Cổ Ngọc mà tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, quân đội thì chưa cần thiết, dù sao vẫn còn chưa biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đã trực tiếp điều động quân đội, sẽ tạo ra huyên náo rất lớn. Lần này Hạ Tưởng đến Bắc Kinh, vốn là muốn gặp Ngô Tài Dương trước, sau đó mới gặp mặt Lão Cổ, sau cùng còn muốn bàn bạc thảo luận thật tốt mọi chuyện với Ngô Tài Dương, v.v. Hành trình đã được sắp xếp rất chặt chẽ, hơn nữa, Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc sắp diễn ra, hắn sẽ tranh thủ hoàn thành mọi việc của mình, sau đó sẽ chờ nhóm người ở tỉnh ủy Lĩnh Nam đến tụ hợp lại ở Bắc Kinh, tham gia Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc. Không ngờ mới xuống máy bay, lại có phiền toái, xuất hiện chuyện của Tống Nhất Phàm và Vệ Tân. Cho dù là Tống Nhất Phàm hay Vệ Tân đều có tác động đến tâm của Hạ Tưởng, dù cho Tống Chiêu Độ không có thỉnh cầu, chỉ cần hắn biết được, hắn cũng không thể bỏ mặc. Hạ Tưởng và Cổ Ngọc một mạch chạy lên phòng làm việc của Vệ Tân ở trên tầng. Không có Vệ Tân. Hạ Tưởng nghĩ một chút, Vệ Tân sao lại có khả năng ở văn phòng chứ? Đúng là gấp quá mà mắc phải sai lầm, vội vàng cùng Cổ Ngọc đi xuống hướng đến chỗ ở của Vệ Tân. Đi được nửa đường thì nhận được điện thoại của Tống Chiêu Độ. Hạ Tưởng, Tiểu Phàm và Vệ Tân không ở trong nội thành, căn cứ theo máy định vị, hiện tại đang ở trên đường Nam Hạ, hình như muốn đến Yến Báo. Yến Báo là đại bản doanh của Hạ Tưởng, toàn bộ Bắc Kinh đều được bao bọc xung quanh bởi Yến Báo, trừ phi là máy bay, còn lại bất luận là phương tiện giao thông gì khi ra khỏi Bắc Kinh, đều bị sự theo dõi của Yến Báo. Muốn chạy đường quốc lộ ra khỏi Yến Báo, trong lòng Hạ Tưởng thầm cười lạnh, được, cho mày chạy đằng trời. Kỳ thực với cấp bậc và mạng lưới quan hệ của Hạ Tưởng, hoặc là lấy cấp bậc và lực ảnh hưởng của Tống Chiêu Độ, có thể ngay lập tức điều động cảnh sát thực hiện các hoạt động bí mật. Nhưng cân nhắc trên tất cả các khía cạnh, vẫn là không thể làm ầm ĩ chuyện này lên được, dù sao nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, sẽ không phải việc tốt. Và lại, cũng phải kiêng dè đến ảnh hưởng chính trị. Giang An là người ra sao, Hạ Tưởng không thể biết được, giờ phút này cũng không còn thời gian đi tìm hiểu về lai lịch của Giang An, biểu hiện hôm nay của Cổ Ngọc thật không tầm thường. Cô yên lặng ở một bên thay Hạ Tưởng tra ra lai lịch của Giang An, tên của Lôi Tiểu Minh, thực ra Hạ Tưởng đã nghe qua một hai lần. Dĩ nhiên, Hạ Tưởng đã chạm trán với nhiều người trong đám con ông cháu cha, nên cũng đã nghe qua về Lôi Tiểu Minh, cũng không có hứng thú. Nhưng đối với Lôi Trị Học, thì đã sớm có tìm hiểu. Lôi Trị Học giống với Cổ Thu Thật ở những điểm là đều còn trẻ, khiêm tốn, phong cách làm việc chín chắn và thận trọng, từng bước ổn định. Mỗi một việc anh ta làm đều khiến cho người khác có ấn tượng sâu sắc, không gây sức ép, không làm ầm ĩ, làm việc vô cùng chừng mực và là một lực lượng hậu bị gần như không chê vào đâu được. Cũng là đối thủ mạnh nhất của Cổ Thu Thật. Lúc đầu nghe nói Giang An sẽ gây bất lợi đối với Vệ Tân, Hạ Tưởng cho dù có lo lắng, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Nhưng Tống Chiêu Độ liên tiếp gọi hai cuộc điện thoại đến thông báo, đã mất liên lạc với Tống Nhất Phàm, không ngờ Lôi Tiểu Minh cũng tham dự vào. Hắn lập tức có nhiều phỏng đoán. Ngắt điện thoại của Tống Chiêu Độ, Hạ Tưởng lập tức gọi cho Khâu Tự Phong. Tự Phong, nhanh chóng liên lạc với cảnh sát thành phố bảo, cần phải chặn lại hai xe ô tô có giấy phép đăng ký ở Bắc Kinh trên đường cao tốc. Đối với Khâu Tự Phong thì không cần phải khách sáo, cũng không cần phải giải thích gì, chỉ cần đưa ra yêu cầu công việc với ông ta là được. Dù sao tốt xấu gì Khâu Tự Phong cũng là ủy viên thường vụ tỉnh ủy Yến Báo, phó chủ tịch tỉnh. Được, tôi sẽ lập tức thông báo điều này với thành phố bảo. Quan hệ giữa Khâu Tự Phong và Hạ Tưởng, đã không cần bất cứ lời nói dư thừa nào, ông biết Hạ Tưởng sẽ không vô cớ làm những chuyện không đâu. Khâu Tự Phong đã từng giữ chức thị trưởng ở thành phố bảo hiện giờ có rất nhiều cán bộ cấp trung từng là cấp dưới của ông. Là một thành phố cấp y ở phía nam Bắc Kinh, thành phố bảo bình thường không thể hiện gì rõ ràng, thực tế lại có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng. Có rất nhiều tinh binh đóng quân ở đó. Sau đó Hạ Tưởng mới nói sơ qua nguyên nhân mọi chuyện với Khâu Tự Phong, Khâu Tự Phong vừa nghe xong cũng có chút giật mình. Có cần dùng các công nghệ an ninh của quốc gia, để xác định vị trí chính xác không? Chưa cần thiết, mọi chuyện cần phải được kiểm soát trong một phạm vi nhất định.
nếu Tống Chiêu Độ đã bí mật định vị vị trí của Tống Nhất Phàm, thì Hạ Tưởng cũng không cần lại phải làm điều thừa, hắn cũng tin tưởng Tống Chiêu Độ đã có những suy xét nhất định. Được, nếu có bất cứ chuyện gì, thì phải lập tức gọi điện thoại cho tôi. Ở phạm vi của Yến Báo, đừng ai mong có thể gây ra chuyện gì. Khâu Tự Phong rất kiên quyết ủng hộ Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng không khách sáo với Khâu Tự Phong, đặt điện thoại xuống, cùng Cổ Ngọc lái ô tô chuyển đến đường cao tốc Nam Hạ, một mạch đuổi theo. Mới chuyển đến đường cao tốc, điện thoại lại vang lên, vừa thấy là số điện thoại lạ, Hạ Tưởng không quan tâm, nhấn nút từ chối. Không ngờ số đó lại gọi lại. Hạ Tưởng rất bực mình, lại từ chối nghe, ai dè đối phương lại giống như không hiểu lễ phép, lại lập tức gọi lại. Hạ Tưởng nổi giận, vừa ấn nút nghe đã không khách khí nói luôn. Ai đó, tốt nhất là có việc quan trọng, chỉ cho anh thời gian là một phút thôi. Phó Bí Thư Hạ, là tôi Lôi Chỉ Học. Trong điện thoại, truyền đến giọng nói trầm thấp của một người đàn ông, bên trong giọng nói ấy có sự trầm ổn, hữu lực và nắm tất cả tự tin trong tay. Hạ Tưởng sửng sốt, Lôi Chỉ Học đích thân gọi điện tới, khiến cho Hạ Tưởng rất bất ngờ. Hắn vẫn nghĩ rằng trong một khoảng thời gian ngắn nữa hắn và Lôi Chỉ Học sẽ chưa phải chạm trán với nhau, không ngờ, lần đầu tiên trò chuyện lại bất ngờ như thế này, hơn nữa còn là dưới tình huống xung đột. Nghĩ đến vừa rồi liên tiếp từ chối hai cuộc điện thoại của Lôi Chỉ Học, còn nói chuyện rất thiếu lễ phép. Tin chắc với thân phận hiện tại của Lôi Chỉ Học, sẽ hiếm có chuyện bị người ta từ chối điện thoại và bị quát lớn như vậy. Bí thư Lôi, xin chào. Giọng nói của Hạ Tưởng không toàn hoàn niềm nở nhưng cũng chẳng đến mức lãnh đạm. Tôi đang vội, có việc gì anh cứ nói. Lôi Chỉ Học sau khi bị từ chối hai cuộc điện thoại, lại bị Hạ Tưởng không quá khách sao trực tiếp chất vấn, lại không hề có chút dấu hiệu tức giận nào, vẫn như cũ bình tĩnh nói. Thật ngại, phải làm chậm mất một, hai phút của Phó Bí Thư Hạ. Là thế này, Tiểu Minh và bạn nó là Tống Nhất Phàm, nghe nói có chút mâu thuẫn gây nên ầm ĩ nhỏ, theo tin tức mà tôi nghe được. Nó lái xe đưa Tiểu Phàm đến Yến Báo, nói là muốn tìm chút lãng mạn, thanh niên bây giờ, thực sự là thích làm ồn ào. Nghe giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ của Lôi Chỉ Học, Hạ Tưởng hiểu được, Lôi Chỉ Học là muốn nắm giữ quyền chủ đạo trước, anh ta muốn can thiệp vào chuyện của Lôi Tiểu Minh, thiết lập nên các chướng ngại vật. Tôi cũng biết Phó Bí Thư Hạ coi Tống Nhất Phàm như em gái, vô cùng quan tâm đến an nguy của Tống Nhất Phàm, nếu Phó Bí Thư Hạ gặp được Tiểu Minh, thay tôi giáo huấn nó một chút. Cứ coi như là bậc cha chú của nó mà tùy ý đánh mắng. Hiện giờ tôi không liên lạc được với Tiểu Minh, chuyện này, phải nhờ vào Phó Bí Thư Hạ rồi. Lôi Chỉ Học này đúng là thông minh hơn người. Hạ Tưởng thầm tán thưởng một tiếng, Lôi Chỉ Học vừa không bào chữa, cũng không bao che khuyết điểm cho Lôi Tiểu Minh, mà là trực tiếp giao toàn quyền xử lý mọi chuyện cho hắn. Đúng là xử lý việc khó một cách dễ dàng, thủ đoạn cao minh, khiến hắn vừa phải e dè thể diện của Lôi Chỉ Học. Lại phải chú ý tới thân phận của bản thân. Như vậy, nếu hắn làm đúng theo lời dặn dò chính trọng của Lôi Chỉ Học, thì sẽ không thể ra tay cho Lôi Tiểu Minh một trận nên thân. Tin rằng Lôi Chỉ Học đã nghiên cứu qua về sơ yếu lý lịch của hắn, biết hắn khi tức giận mà ra tay khẳng định sẽ là một đòn sấm sét. Lôi Chỉ Học đủ thông minh, đủ kịp thời, đủ nhận biết tình thế. Lần đầu tiên liên lạc, khiến cho hiểu biết của Hạ Tưởng về Lôi Chỉ Học, lại nhanh chóng tăng thêm một bậc. Quả là một người vô cùng khôn ngoan. Bí thư Lôi nói quá lời rồi, quả thực tôi rất quan tâm đến Tống Nhất Phàm. Lúc nãy Bí thư Tống cũng đích thân gọi điện thoại tới, nhờ tôi bảo vệ tốt Tiểu Phàm. Tiểu Phàm là em gái mà tôi dõi theo từ lúc bé đến lúc trưởng thành, nếu con bé xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không tha cho kẻ đó. Hạ Tưởng nói rất hàm xúc, không phải không có ý nghĩa ám chỉ ở trong đó. Giọng nói Lôi Chỉ Học vẫn bình tĩnh thong dong như cũ. Tâm tình của Phó Bí Thư Hạ, tôi có thể lý giải, Tiểu Minh và Tiểu Phàm đang yêu nhau, mà những người trẻ tuổi trong tình yêu, cãi nhau một chút là dễ sinh tức giận, rất bình thường. Hôm nay làm ầm ĩ ngày mai lại tốt đẹp, cũng bình thường thôi. Hơn nữa tôi cũng rất quý Tiểu Phàm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Tiểu Phàm có lẽ sẽ thành con dâu nhà họ Lôi. Ngụ ý của Lôi Chỉ Học chính là cho dù Tống Nhất Phàm và Lôi Tiểu Minh cãi nhau gay gắt như thế nào. Hay là Lôi Tiểu Minh làm gì với Tống Nhất Phàm, cũng chỉ là đùa giỡn ồn ào giữa những người tuổi trẻ yêu nhau, liên quan gì đến Hạ Tưởng chứ? Nếu Hạ Tưởng cứ nhúng tay vào, về sau nếu chẳng may Tống Nhất Phàm được gả cho Lôi Tiểu Minh, hắn sẽ không được coi là người thân nữa. Hạ Tưởng cười ha ha.
Bí thư Lôi quả thực là chưa hiểu rõ về cảm tình giữa tôi và Tiểu Phàm rồi. Chưa nói đến chuyện Tiểu Phàm muốn lập gia đình, chỉ là muốn giao du cùng với ai, cô ấy đều xin ý kiến của tôi trước đã, nếu như cửa ải của tôi được thông qua, thì cô ấy mới có thể nói chuyện với bạn trai. Cho nên với việc Bí thư Lôi nói Lôi Tiểu Minh là người yêu của Tiểu Phàm, tôi có chút hoài nghi. Nghe thấy Hạ Tưởng một bước cũng không nhường, cẩn thận đánh trả, trong lòng Lôi Trị Học ngoại trừ giật mình còn có khâm phục. Hạ Tưởng quả nhiên giống như lời đồn, không dễ sống chung, bao che khuyết điểm của bản thân nhưng lại không tha cho người khác. Tuy nhiên, anh ta cũng không chút nhượng bộ. Nếu Phó Bí Thư Hạ gặp được Tiểu Minh và Tiểu Phàm, mong anh chuyển lời hộ tôi. Tối nay tôi sẽ đến Bắc Kinh, nếu tiện, muốn mời Phó Bí Thư Hạ bữa cơm. Đối với lời mời ăn cơm của Lôi Trị Học, Hạ Tưởng không đồng ý cũng không phản đối, chỉ lập lờ ậm ừ đáp lời. Sau khi ngắt điện thoại, Cổ Ngọc bất mãn nói. Mặc kệ y là Lôi Trị Học hay Điện Trị Học, để ý đến y làm cái gì? Nếu là tôi thì đã trực tiếp ngắt điện thoại của y rồi. Một bí thư tỉnh ủy mà ngay cả con trai mình cũng không dạy dỗ cho tốt, nên cách chức đi cho rồi. Đối với việc của Vệ Tân và Tống Nhất Phàm, hiếm khi thấy Cổ Ngọc tức giận và căm phẫn như vậy, khiến cho Hạ Tưởng cũng phải giật mình. Cổ Ngọc thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hạ Tưởng thì cười nhạt. Nhìn cái gì chứ, nói cho anh biết. Tôi chính là nữ hiệp tượng trưng cho chính nghĩa. Không tin à, cứ chờ xem. Không ngờ Cổ Ngọc đúng là nói được làm được. Hạ Tưởng dùng một chiếc Volvo U có động cơ cao nhất, động cơ T, động lực mạnh mẽ, tốc độ cao, tăng tốc độ đến 100 km/h. Từ Bắc Kinh đến thành phố Bảo, tổng cộng khoảng 100 km, Hạ Tưởng thật lâu không có chạy nhanh như vậy. Đến khi tốc độ lên tới 100 km/h, Cổ Ngọc còn nói chậm, còn thúc giục hắn chạy nhanh hơn nữa. Nửa giờ sau, khi Hạ Tưởng chỉ còn cách thành phố Bảo vài cây em thì nhận được điện thoại của Khâu Tự Phong. Phó Bí Thư Hạ, đã chặn lại được 2 chiếc ô tô, 1 chiếc BMW, 1 chiếc Land Rover, nhưng mà, trên xe chỉ có một mình Tống Nhất Phàm, còn Vệ Tân thì, không thấy đâu cả. Tạm thời vẫn chưa hỏi được điều gì, còn đang chờ cậu đến giải quyết. Còn có việc này cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ở trên chiếc BMW thấy có rất nhiều máu. Trong giọng nói của Khâu Tự Phong có kiềm nén sự căm phẫn. Có cần gọi cảnh sát thành phố Bảo đến không? Lòng Hạ Tưởng bỗng nhiên trầm xuống. Chẳng lẽ Vệ Tân đã gặp phải điều bất trắc? Vệ Tân vẫn luôn là nỗi đau thương trong lòng Hạ Tưởng, sự yếu đuối và đau khổ của cô khiến hắn khó có thể tiêu tan được. Hiện tại Giang An và Lôi Tiểu Minh đã bị bắt, Tống Nhất Phàm tạm thời không sao, nhưng lại không thấy Vệ Tân đâu. Chỉ có vết máu, khiến hắn nhất thời máu nóng bốc lên, suýt chút nữa đã không điều khiển được ô tô. Hạ Tưởng vội vàng dừng xe lại ở chỗ đỗ xe, trên đường cao tốc mà không khống chế được là rất nguy hiểm, sau khi hắn dừng xe lại mới nói. Được rồi, lệnh cho cảnh sát thành phố Bảo bất cứ lúc nào cũng phải sẵn sàng đợi lệnh, có điều, đừng hành động vội, chờ tôi hỏi rõ tình hình trước rồi mới sau nói. Được. Khâu Tự Phong cũng không nhiều lời. Hãy cẩn thận. Nếu ai hại Vệ Tân, tôi tuyệt đối không tha cho y. Cổ Ngọc trợn hai mắt lên, tức giận đến mức khó mà kiềm chế bình tĩnh được, nói. Tôi sẽ bảo ông nội điều động quân đội của thành phố Bảo. Nửa giờ sau, Hạ Tưởng ở thành phố Bảo nhìn thấy 2 chiếc xe BMW và Land Rover đang bị giữ lại, cũng nhìn thấy Tống Nhất Phàm đang khóc như mưa. Tống Nhất Phàm vừa thấy Hạ Tưởng, liền nhào vào trong lòng ngực của hắn khóc không thành tiếng. Anh Hạ, chị Vệ. Phía sau Tống Nhất Phàm là Giang An với vẻ mặt thờ ơ, còn Lôi Tiểu Minh thì có chút xấu hổ. Mẹ nó, đã bị cảnh sát bao vây rồi, mà vẫn còn vênh váo tự đắc gọi điện thoại, lúc thì nói muốn dùng mấy chục triệu để xử lý, lúc lại nói muốn gọi quân tiếp viện từ Bắc Kinh đến đây, lúc sau lại nói phải mời luật sư tốt nhất ở Bắc Kinh, còn uy hiếp cảnh sát ở đây, ai dám động vào một đầu ngón tay của gã, gã sẽ bảo luật sư kiện chết người đó. Lôi Tiểu Minh thì trái lại hơi cúi đầu. Tuổi còn trẻ mà trên mặt đã có chút kiêu ngạo, hơi hơi hổ thẹn, cũng không biết là giả vờ hay là thật tâm. Dù sao dưới bề ngoài thân sĩ của cậu ta, cử chỉ quả thực nhã nhặn hơn so với Giang An. Phải nói rằng, Lôi Tiểu Minh và Giang An đứng cùng một chỗ với nhau thì thật lạ, rõ ràng không phải là cùng một loại người. Tục ngữ nói hổ không kết bạn với chó, Lôi Tiểu Minh tốt xấu gì cũng là một người có thân phận, sao lại ở cùng một chỗ với Giang An? Em có bị làm sao không? Đã xảy ra chuyện gì với Vệ Tân?
Hạ Tưởng cố gắng không để ý đến Giang An và Lôi Tiểu Minh, mà hỏi thăm Tống Nhất Phàm trước. Tống Nhất Phàm lắc đầu. Em không sao, không sao, không sao. Nói ba lần liên tiếp, không sao, chứng tỏ tinh thần vẫn chưa được ổn định. Chị về có chuyện rồi. Tống Nhất Phàm sợ hãi không ít, không nói rõ ràng được. Không người nào ngờ tới Cổ Ngọc bình thường chẳng động chạm gì đến ai, hôm nay lại đột nhiên trở nên hung bạo. Cô vừa xuống xe đã bước đến trước mặt Lôi Tiểu Minh, hai hàng lông mày dựng thẳng lên. Anh là Lôi Tiểu Minh. Lôi Tiểu Minh cũng thành thật, gật đầu thừa nhận. Tôi là Lôi Tiểu Minh, có gì muốn chỉ bảo? Trả lời cậu ta chính là một cái tát vang dội. Dám động vào Nhất Phàm, đánh cậu là thay ba cậu giáo dục tốt cho cậu về đạo lý đối nhân xử thế. Nếu việc Cổ Ngọc đánh người đã là bất ngờ, thì lời cô thốt ra lại càng làm cho người ta phải giật mình, thật là có khí thế hiên ngang lẫm liệt. Không ngờ khi Cổ Ngọc tức giận lên, phong cách chẳng những đặc biệt đẹp mà còn vô cùng động lòng người. Cổ Ngọc đánh Lôi Tiểu Minh không có đề phòng, bị đánh thì ngây ra, sau đó lui ra đằng sau một bước. Lúc này Giang An cũng đã gọi điện thoại xong, Lôi Tiểu Minh còn chưa trả đòn, gã lại tiến lên trước một bước, giơ tay bắt lấy tay của Cổ Ngọc. Cô là người phụ nữ điên ở đâu, tự dưng xông lên đánh người. Cổ Ngọc né tránh nên Giang An không có bắt được, lúc này Giang An mới nhìn rõ diện mạo của Cổ Ngọc. A, à, một tiếng vừa thốt ra, gã liền nheo mắt lại. Chà, hóa ra là một người đẹp, còn là một người đẹp độc ác, tôi lại càng thích. Nói cho người đẹp biết, nhà tôi có 5 hầm mỏ. Nói xong, y còn vươn tay ra định sờ lên mặt của Cổ Ngọc. Lôi Tiểu Minh thấy tình thế không ổn, tiến lên ngăn cản. Cổ Ngọc lại đang bực không có chỗ phát tiết, liền nhấc chân lên đá một cái. Cô vốn là định đá Giang An, hơn nữa còn dùng hết sức, ai ngờ Lôi Tiểu Minh lại xui xẻo bước lên một bước chắn trước người Giang An nên vừa vặn bị Cổ Ngọc đá trúng. Hơn nữa không biết may mắn thế nào mà Cổ Ngọc lại đá trúng vào chỗ hiểm của Lôi Tiểu Minh. Một cú đá này, Cổ Ngọc làm Lôi Tiểu Minh bị đau. Một cú đá này, Lôi Tiểu Minh đau đớn khó nhịn, phong độ thân sĩ hoàn toàn biến mất, hai tay ôm chỗ đó, vẻ mặt vặn vẹo, chỉ kịp hô lên một tiếng. Cô! Liền bịch một cái, ngã xuống đất. Cổ Ngọc ngây người, không ngờ công phu của cô lại vô địch như vậy. Chủ yếu là cô cũng quá ngây thơ, không biết đàn ông lại dễ gục ngã như vậy. Hạ Tưởng cũng chưa từng bảo cho Cổ Ngọc biết thật ra đàn ông rất dễ bị thương, khiến cô nhất thời bất ngờ, nhìn chằm chằm vào Lôi Tiểu Minh đang nằm dưới đất. Đang khó hiểu nghĩ, sao gã lại dễ bị khuất phục bởi một cú đá như vậy. Giang An thấy Cổ Ngọc dùng độc thủ, không, phải nói là độc chân, liền giận tím cả mặt. Lôi Tiểu Minh là công tử gã mới quen biết, là một gốc cây đại thụ có thể ôm chặt lấy, lại bị Cổ Ngọc đánh, lúc này chính là cơ hội cho gã thể hiện. Gã tiến lên một bước, hai tay liền hướng về phía Cổ Ngọc, định bắt lấy cô. Đàn ông bị ổi khác với đàn ông bình thường ở chỗ. Người đàn ông bình thường cho dù nổi điên, đánh phụ nữ cũng chỉ đánh ở những vị trí bình thường, ví dụ như mặt, còn đàn ông bị ổi mà đánh phụ nữ, thì sẽ ra tay ở những vị trí đặc biệt, vừa được đánh lại vừa được sờ, một công đôi việc. Cho nên nanh vuốt ma quỷ của Giang An đã định mượn cơ hội dừng ở trên đôi bầu ngực ngạo nghễ của Cổ Ngọc. Cổ Ngọc nào đã từng gặp qua người vô sỉ như vậy, hơn nữa cô còn đang kinh ngạc đến ngây người khi thấy Lôi Tiểu Minh phải chịu thương tổn bất ngờ. Nhất thời sơ ý, suýt chút nữa bị Giang An động vào. Đôi mắt và bàn tay của Giang An đang dừng trên bầu ngực chắn nõn mới chỉ bị một người sờ đến của Cổ Ngọc. Thậm chí gã còn có thể cảm nhận được sức đàn hồi và sự mềm mại của bầu ngực người đẹp này, đột nhiên trước mắt chợt lóe lên, một người đứng chắn trước mặt Cổ Ngọc. Tay của Giang An không kịp thu lại, vừa vặn bị người đột nhiên xuất hiện trước mắt giơ tay bắt lấy. Người đó nắm lấy hai tay của gã, bẻ ngược ra phía sau. Gã đau đến mức chỉ kịp kêu lên một tiếng. Con mẹ mày! Lời vừa nói ra đã bị đối phương đột nhiên kéo xuống phía dưới, Giang An làm sao còn giữ vững được, đầu liền cúi thấp xuống, sau đó có một vật bay tới trước mặt, đụng trúng giữa ánh mắt gã. Cho dù Giang An không thể nói là khí phách hiên ngang, nhưng bộ dạng cũng không xấu, mà bây giờ, bị một đầu gối đánh trúng, độ mạnh lớn đến kinh người, Giang An chỉ cảm thấy đầu óc như nổ vang một tiếng. Sau đó cái mũi liền giống như có chai ngũ vị đổ vào, chua ngọt đắng cay cái nào cũng có, sự đau đớn khó mà nói được. Mày, mày, mày. Khác với Lôi Tiểu Minh ngã thẳng cẳng trên mặt đất, Giang An thì vẫn ngồi xổm xuống, kiên trì không có ngã xuống.
Con mẹ mày dám đánh tao, nhà tao có 5 hầm mỏ. Còn chưa nói xong, lại bị người đó đá cho một cái trúng mặt, ngã ngay tại chỗ trên mặt đất. Đá gã không phải ai khác, chính là Cổ Ngọc tự xưng nữ hiệp hóa thân vì chính nghĩa. Sau khi Cổ Ngọc bừng tỉnh, mới ý thức được vừa rồi suýt chút nữa đã trúng phải độc thủ của Giang An, vừa tức vừa giận, không chút khách khí bay lên tung một cước, hơn nữa còn trực tiếp đá thẳng vào mặt Giang An. Xem như là đã chút được giận. Cổ Ngọc vừa ra tay, Lôi Tiểu Minh thì ngã xuống đất, Giang An thì suối quẩy, quả thực rất có phong cách hiệp nữ. Đám cảnh sát đem Giang An và Lôi Tiểu Minh giữ lại đều sợ đến ngây người, lớn như vậy mà đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi xinh đẹp nhưng ra tay không chút lưu tình như vậy. Mà bộ dạng của Cổ Ngọc lại còn khá dịu dàng, ôn nhuận như ngọc, tuyệt không hung hãn, điều này càng làm cho người khác phải trợn mắt há mồm. Một đối một, Lôi Tiểu Minh và Giang An đều đồng thời ngã xuống đất, lần đầu tiên song kiếm hợp bích giữa Hạ Tưởng và Cổ Ngọc, sức chiến đấu quả nhiên là dũng mãnh. Trong lúc Lôi Tiểu Minh và Giang An đau đớn khó nhịn, ngã trên mặt đất kêu cha gọi mẹ, thì Tống Nhất Phàm cũng đứt quãng kể lại mọi chuyện cho Hạ Tưởng. Chấm, thời điểm hết giờ làm việc, Lôi Tiểu Minh và Giang An cùng đứng dưới tầng 1 của công ty, muốn mời cả Tống Nhất Phàm và vệ tân cùng đi ăn cơm, nói là bữa cơm cuối để chào tạm biệt. Giang An còn trịnh trọng hứa hẹn, sau bữa cơm hôm nay, nếu gã và Lôi Tiểu Minh vẫn không chiếm được trái tim của Tống Nhất Phàm và vệ tân, gã và Lôi Tiểu Minh sẽ chịu thua, từ nay về sau vĩnh viễn không quấy nhiễu vệ tân và Tống Nhất Phàm nữa. Vệ tân và Tống Nhất Phàm nghe xong, đều tin là thật, nhận lời mời của Giang An và Lôi Tiểu Minh. Hai người vốn định lái xe của mình đi, kết quả Lôi Tiểu Minh lại đứng ra, rất có phong độ thân sĩ mời hai người lên xe, nói là nếu để phụ nữ lái xe thì sẽ làm mất thể diện của người đàn ông, hy vọng hai người có thể nể mặt y một chút. Cuối cùng vệ tân và Tống Nhất Phàm đều lên xe của Lôi Tiểu Minh ngồi. Bữa cơm này ăn thật sự rất tẻ nhạt và vô vị, Lôi Tiểu Minh dùng những lời ngọt ngào, ý đồ làm rung động Tống Nhất Phàm. Tống Nhất Phàm vẫn bất động. Nói là cô đối với y quả thực không có cảm giác, nếu cứ miễn cưỡng giao du với nhau, sẽ khiến cả hai bên đều khó xử, không bằng cắt đứt quan hệ, không nên qua lại nữa. Mà Giang An thì lại đặc biệt nhấn mạnh với vệ tân nhà gã giàu có như thế nào, tự xưng là nhà gã giàu số 1 ở tỉnh Tây, những nữ minh tinh hạng nhất hạng 2 hạng 3 theo đuổi gã nhiều đến mức có thể xếp từ Thiên An Môn đến Trung Nam Hải, gã đều cảm thấy kinh tởm, chỉ có tình ý với mỗi một mình vệ tân. Hơn nữa nhà gã còn có 5 hầm mỏ, đều là mỏ lớn, than đá lấy từ mỏ than của nhà gã mỗi ngày cung ứng một định mức nhất định cho một số tỉnh. 5 hầm mỏ, biết không, là 5 hầm mỏ đấy. Giang An nói đến độ nước miếng tung bay, bàn tay còn không dừng duỗi mở 5 ngón tay, lúc ẩn lúc hiện ở trước mặt vệ tân, ghê tởm đến mức độ vệ tân thiếu chút nữa thì phun lên mặt gã. May mắn, vệ tân vẫn nhịn xuống được. Một bữa ăn này ăn mất gần một tiếng. Đương nhiên cuối cùng cũng không thu được kết quả gì. Sau khi ăn xong, vệ tân đưa ra tối hậu thư với Giang An, yêu cầu y không được đến công ty tìm cô nữa, nếu không hậu quả tự chịu. Hiện tại vệ tân đối với như cũ là phiền chán đến cực điểm, cô đã quyết tâm đưa ra quyết định nếu Giang An lại đến làm phiền cô sẽ áp dụng thủ đoạn cần thiết. Tống Nhất Phàm cũng đưa ra ranh giới rõ ràng đối với Lôi Tiểu Minh, từ nay về sau đường ai nấy đi, không còn dính dáng gì nữa. Không ngờ, Giang An và Lôi Tiểu Minh sau khi trao đổi ánh mắt với nhau, đều gật đầu đồng ý. Nhưng thời điểm đi về, lại đưa ra một yêu cầu cuối cùng, đó là vệ tân thì lên xe BMW ngồi còn Tống Nhất Phàm thì lên xe Land Rover. Vệ tân và Tống Nhất Phàm bàn bạc với nhau, cũng đồng ý. Dù sao người ở Bắc Kinh, lại giữa ban ngày ban mặt, Giang An và Lôi Tiểu Minh dám làm gì chứ? Mỗi người một xe thì mỗi người một xe, chẳng làm sao cả. Kết quả đúng là có làm cái gì thật. Vừa lên xe liền thấy không bình thường, đây không phải đường về công ty, mà là đi ra bên ngoài thành phố, tiến về phía nam để đi lên đường cao tốc. Vệ tân rất bực mình, yêu cầu Giang An lập tức dừng xe lại, Giang An lại không đồng ý, cợt nhả nói muốn đưa vệ tân đến thành phố Yến dạo chơi, muốn chuẩn bị cho vệ tân một tình huống vô cùng lãng mạn ở chính quê hương của vệ tân để cầu hôn cô. Vệ tân sao có thể tin lời của gã? Từ ánh mắt và vẻ mặt của Giang An, cô có thể nhìn ra đối phương không có ý tốt, là muốn cưỡng bức cô để cô phải tuân theo sự chi phối và điều khiển của gã. Xe vừa ra khỏi Bắc Kinh không lâu, mới chạy ở trên đường cao tốc được khoảng 10 mấy km, vệ tân vì quá tức giận mà bệnh tim đột nhiên tái phát. Nếu lúc này Giang An quay xe lại,
kịp thời đưa vệ tân đến Bắc Kinh chữa trị, có lẽ gã sẽ không thực sự chọc giận Hạ Tường. Hạ Tường từ sau khi tiến vào phó bộ, rất ít khi tức giận, thứ nhất là có thêm kiềm chế, thứ hai là việc khiến hắn có thể tức giận không nhiều. Nếu là người khác, theo quan vị càng lên cao, rất nhiều dân sinh khó khăn cũng rất khó đập vào mắt lọt tới tai, đi xuống thăm hỏi cũng là tiền hô hậu ủng, đã trước an bài chu đáo mọi chuyện, chắc chắn tiếp xúc không được thực tế. Rốt cuộc Hạ Tường tuổi trẻ, cũng là hắn trong lòng ôm ấp tình cảm bình thường không thay đổi, thời điểm xuất phát không phô trương, như vậy ngay cả hắn ở phía trên vị trí phó bí thư tỉnh ủy, quyền cao chức trọng, tầm mắt cao rất nhiều, bình thường nếu chăm họ oan khuất và dân sinh khó khăn, nếu không phải hắn tận tâm tìm tòi tra cứu, sẽ không dễ dàng truyền tới tai hắn. Cho nên tương đối mà nói, Hạ Tường hiện tại có nhiều chú ý đến chỉ đạo của cấp trên và bề mặt chính sách, không còn nhúng tay vào sự vụ kinh tế, nhiều lắm hỏi đến một chút. So với thị trưởng trước kia, thì khi đảm nhiệm bí thư thành ủy, ít làm việc cụ thể hơn, mà nghiên cứu nhiều hơn. Cũng là điều tất nhiên sau khi nâng cao cấp bậc. Cũng bởi vì thế này, sau khi tiến vào phó bộ, Hạ Tường chẳng những sẽ không dễ tức giận, lại càng không tự ra tay, nhưng hôm nay hắn lại tự mình động thủ, hơn nữa còn đột nhiên giận dữ. Không chỉ bởi vì Giang An vào lúc sau khi vệ tân phát bệnh, không kịp thời đưa về Bắc Kinh cứu chữa, mà chỉ đưa vệ tân đến bệnh viện địa phương thì bỏ mặt, không quan tâm sự nguy hiểm của vệ tân sau khi nôn ra máu thì hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa Giang An còn cổ động Lôi Tiểu Minh tiếp tục nam hạ thành phố Yến, đem Tống Nhất Phàm gạo nấu thành cơm. Giang An sở dĩ điên cuồng như thế, một mặt là vì trong nhà lúc nào cũng có tiền, về phương diện khác, bình thường y được chiều chuộng tác oai tác quái đã quen, không xem việc sống chết của vệ tân là việc lớn gì, theo y, trên thế giới không có chuyện gì mà tiền không giải quyết được. Hôm nay sau vài thập cải cách mở cửa, đời sống vật chất đất nước được nâng cao rất nhiều, nhưng nếp sống tinh thần văn minh thì ngược lại, lạc hậu nhiều lắm. Không có tin ngưỡng, không cầu tiến, không lý tưởng, duy nhất chỉ tiền bạc là tối cao, tạo nên bao nhiêu kẻ con nhà giàu mới nổi vô công rồi nghề. Dù cho rất nhiều gia đình không giàu có, khi bồi dưỡng con cái lấy học tập làm tối thượng, không có giáo dục tư tưởng phẩm đức, không hề động tay bồi dưỡng năng lực, sau đó tạo ra kết quả lớn lao, tất cả đều là nô lệ của điểm số, ngoại trừ học để thi, cái gì cũng không biết. Chính sách quốc gia đối với xây dựng tinh thần văn minh, không có hướng dẫn đường lối gì nhiều, mà là rất bất công. Hoặc là không tự tin mà đóng cửa và che chắn, hoặc tuyên truyền giáo dục với hình thức giả dối giống tuyết, một quốc gia không có tin ngưỡng có lẽ không là gì, nhưng một quốc gia không có tinh thần không có lý tưởng, cuối cùng sẽ có nỗi lo vong quốc. Hạ Tường không ý thức được chính là, cách Giang An đem vứt bỏ vệ tân ở bệnh viện địa phương, đối với quan niệm chính trị không hỏi khó khăn dân tình chỉ theo phương hướng lớn cùng phương diện chính sách dẫn đường của hắn sau khi vào phó bộ, nảy sinh kích động không thể lường, từ đó đã thay đổi quan niệm chấp chính ở trình độ nhất định đến quan niệm chấp chính của hắn, khiến trong con đường làm quan sau này của hắn, làm ra rất nhiều việc lớn khiến cho nhiều người không ngờ đến. Rất nhiều lúc, việc nhỏ không thể nhỏ hơn, có thể ảnh hưởng sâu sắc đến ý tưởng cá nhân. Nếu nhân vật bị ảnh hưởng này là một người tay nắm đại quyền có thể quyết định vận mệnh hướng đi quốc gia, thì việc sản sinh ra hiệu ứng hồ điệp, coi như là thúc đẩy có ý nghĩa tích cực. Hạ Tường khi nghe được vệ tân ở Trác Châu sau khi bệnh phát, bị Giang An ném vào bệnh viện địa phương, mà Tống Nhất Phàm vừa khóc vừa náo, muốn ở lại chăm sóc vệ tân, lại bị ép lên ô tô, lửa giận của hắn hừng hực rực cháy trong lồng ngực. Mặc kệ Lôi Tiểu Minh là con ai, cũng không quản trong nhà Giang An có mấy nhà xưởng, Hạ Tường bước nhanh tiến lên, đá lên một cước, đá trúng cái mũi Lôi Tiểu Minh, lập tức khiến Lôi Tiểu Minh vốn đã đau đớn khó nhịn này càng máu me bê bết. Còn chưa xong, hắn lại xoay người đi tới trước mặt Giang An, một cước tung bay, trúng ngay giữa ngực Giang An, chỉ nghe, răng rắc, một tiếng, xương sườn Giang An đã gãy. Hẳn là sau khi Hạ Tường tiến vào cấp thứ trưởng, đây là lần đầu tiên bất chấp thân phận mà Red Eye đánh đập. Làm mọi người tại đó hết sức kinh ngạc. Mọi người, bao gồm Tống Nhất Phàm và Cổ Ngọc, cũng bao gồm tất cả cảnh sát ở đây. Hạ Tưởng vừa mới dạy dỗ một thằng con nhà quan một thằng con nhà giàu mới nổi, điện thoại đúng lúc vang, vừa thấy dãy số, không khỏi cười lạnh, lại là Lôi Trị Học. Lôi Trị Học quả nhiên lợi hại, tin rằng y luôn luôn tính toán thời gian. Cái muốn chính là khi hắn và Lôi Tiểu Minh chạm mặt thì gọi điện thoại, dụng ý không nói mà rõ. Hạ Tường hơi do dự, vẫn là nhận nghe điện thoại nói. Bí thư Lôi, có chỉ thị tinh thần gì? Lôi Trị Học khẽ cười một tiếng.
Bí thư Hạ nói đùa, tôi chỉ là gọi điện cá nhân, đâu dám có chỉ thị tinh thần gì. Bất chợt dừng lại, mới nói. Tôi chỉ là hỏi một chút, hiện tại anh và Tiểu Minh đã gặp mặt đúng không? Gặp rồi, chẳng những gặp mặt, còn xảy ra sự việc rất không thoải mái. Hạ Tường không chút nào che giấu lửa giận. Bí thư Lôi, tôi đã thấy không ít con nhà quan, thậm chí cả nha nội cũng từng giao tiếp vô số lần. Lôi Tiểu Minh không phải là con nhà quan đầu tiên chọc tôi, cũng không phải người cuối cùng. Tôi muốn mời anh quản chó tốt người bên cạnh mình, đừng để một số sự việc vô vị ảnh hưởng đến đại cục. Sau khi bị Hạ Tường mạo phạm sặc cho một câu, cho dù Hạ Tường không phải là phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Tây, nhưng phép tắc quan trường không thể bỏ, Hạ Tường ở trước mặt Lôi Trị Học chính là cấp dưới. Lôi Trị Học thanh âm vẫn bình tĩnh như cũ, không có một tia tức giận. Nếu Tiểu Minh làm việc có lỗi, tôi thay nó nhận lỗi với bí thư Hạ. Tôi cũng nói qua, mời bí thư Hạ thay tôi giáo huấn Tiểu Minh, là đánh là mắng với nó đều là bảo vệ, tôi không có ý kiến. Hay cho một Lôi Trị Học làm người ta thán phục, Hạ Tường gần như phải âm thầm trầm trồ khen ngợi Lôi Trị Học. Lôi Trị Học trước khí thế hùng hổ dọa người của hắn, không chút nào bực tức, cũng không xuất ra quyền uy bí thư tỉnh ủy để đè hắn, quả thực đáng quý. Càng đáng quý hơn chính là, dưới tình hình nghe được hắn ám chỉ đã giáo huấn Lôi Tiểu Minh, vẫn có thể nói ra như thế, khiến cho Hạ Tưởng phải vô cùng khâm phục Lôi Trị Học. So sánh với nhau, năm đó Diệp Thiên Nam tuy rằng trí tuệ chính trị hơn người, hành sự trầm tĩnh, nhưng đúng là vì bao che khuyết điểm quá mức mới đưa y đến thất bại bỏ chạy ở tỉnh Tương. So sánh với Diệp Thiên Nam, Lôi Trị Học trẻ hơn vài tuổi thủ đoạn chính trị đã mài giũa tới mức độ cao. Thật không chê vào đâu được. Hạ Tưởng hơi trầm ngâm, hỏi một câu. Bí thư Lôi thư còn có gì phải chỉ thị không? Ý tứ của hắn là thăm dò Lôi Trị Học bao che khuyết điểm đối với Lôi Tiểu Minh tới trình độ nào, muốn nghe xem Lôi Trị Học rốt cuộc có truy đến cùng sự việc hiện tại náo tới bước nào rồi. Không ngờ Lôi Trị Học rất rõ ràng mà đáp lại. Hết rồi, tôi sắp lên máy bay, tới Bắc Kinh, tôi tự mình ra mặt xin lỗi bí thư Hạ. Không đơn giản, lần gặp thứ hai, khiến Hạ Tưởng phải có nhận thức hoàn toàn mới với Lôi Trị Học. Sau đó, Hạ Tưởng gọi điện cho Liên Nhược Hạm, nói cho cô hay bệnh tình vệ tân tái phát, Liên Nhược Hạm kinh hãi, ngay tức thì từ Bắc Kinh lên đường, thẳng hướng Trác Châu mà đi. Tới bệnh viện Trác Châu đón vệ tân vẫn đang hôn mê bất, đem vệ tân tới bệnh viện tốt nhất Bắc Kinh tiến hành cứu chữa. Lúc này Hạ Tưởng đã để Cổ Ngọc đưa Tống Nhất Phàm lên Volvo, hắn lại gọi điện cho Tống Chiêu Độ, báo bình an. Tống Chiêu Độ yên tâm, bảo Hạ Tưởng săn sóc tốt cho Tống Nhất Phàm. Ông ta sáng mai đến Bắc Kinh. Hạ Tưởng nói về hai lần so chiêu gián tiếp cùng Lôi Trị Học. Tống Chiêu Độ nghe xong, im lặng một lúc lâu. Lôi Trị Học đối nhân xử thế sâu không lường được, anh đừng để vẻ ngoài y mê hoặc. Thế này đi, trước bắt giữ Lôi Tiểu Minh và Giang An, chờ tôi đến Bắc Kinh tự mình cùng Lôi Trị Học nói chuyện. Hạ Tưởng bằng lòng, trong lòng lại nghĩ, Tống Chiêu Độ trầm ổn, bình tĩnh, Lôi Trị Học sâu không lường được. Cuộc so chiêu giữa hai cao thủ lớn, xoay quanh chuyện của Lôi Tiểu Minh và Tống Nhất Phàm, rốt cuộc ai thắng ai thua đây? Ai thắng ai thua hắn mặc kệ, dù sao phải đem người khống chế trong tay rồi tính sau. Hạ Tưởng truyền lệnh cho đám cảnh sát bao vây Lôi Tiểu Minh và Giang An. Trước đem người giam giữ lại, chờ người phía Bắc Kinh tới sẽ chuyển giao. Cảnh sát không biết Hạ Tưởng là người ra sao. Tuy nhiên đều bị chấn kinh bởi khí thế mới vào liền ba quyền hai cước của hắn đánh cho Lôi Tiểu Minh và Giang An lăn lộn trên đất, thấy hắn uy thế mạnh mẽ mà hạ lệnh, một người trong đó cẩn thận hỏi một câu. Xin hỏi vị lãnh đạo này là? Hắn là Hạ Tưởng. Tống Nhất Phàm lúc này đã nín khóc mỉm cười, cô thấy Lôi Tiểu Minh bị Cổ Ngọc đá trúng chỗ hiểm, mà Giang An bị Hạ Tưởng đá gãy xương sườn, cuối cùng trong lòng không còn đau khổ, lại vui vẻ. Nếu anh chưa nghe nói qua Hạ Tưởng là ai, anh có thể từ chức về nhà đi. Nói đùa, người trong quan trường tỉnh Yến, ai không nghe nói qua Hạ Tưởng bí thư Hạ quan viên cấp thứ trưởng trẻ tuổi nhất tỉnh Yến năm đó, cảnh sát vừa nghe, mấy người đồng thời ưỡn ngực, cùng lúc mà cúi chào trang trọng, tất cả đồng thanh nói. Xin chào bí thư Hạ. Bên trong âm thanh, tràn ngập cung kính và tự hào. Bí thư Hạ là niềm tự hào tỉnh Yến, càng là niềm kiêu hãnh thành phố Bảo. Bởi vì cha vợ bí thư Hạ từng là bí thư cũ của thành phố Bảo, trong thành phố Bảo ai mà không biết đại danh bí thư Tào và bí thư Hạ. Cảnh sát quét nhìn Lôi Tiểu Minh, Lôi Tiểu Minh cũng là cố gắng cứng rắn, tuy rằng khuôn mặt đầy máu, lại vẫn hướng Hạ Tưởng khẽ gật đầu. Thua trong tay bí thư Hạ,
tôi không khuất phục. Giang An còn không thức thời, xương sườn gãy, đau muốn chết được, còn tại hô to. Nhà của tao có 5 nhà xưởng, lấy tiền đập chết các người. Mới nói xong, đã bị một gã cảnh sát một quyền nện vào bụng trên, thắt lưng y bị đau không đứng thẳng dậy được. Cảnh sát cười lạnh một tiếng. Ở thành phố bảo, nhà anh có 10 nhà xưởng cũng là vô dụng, trừ phi ba anh là Lý Cương. Đừng nói, ba tên Giang An thật đúng là Giang Cương, đáng tiếc là sai một chữ, vẫn không cứu được Giang An. Chờ sau khi người phía Bắc Kinh tới đem Giang An và Lôi Tiểu Minh mang đi, Cổ Ngọc thật đúng là khiến lão Cổ xuất động một tốp binh lính, áp giải Lôi Tiểu Minh và Giang An đi, tin tưởng rơi vào trong tay quân đội. Lôi Trị Học dù có quyền thế, cũng phải thông qua con đường bình thường hơn nữa, phải được Hạ Tưởng gật đầu mới có thể giải cứu Lôi Tiểu Minh. Hạ Tưởng lái xe chở Tống Nhất Phàm và Cổ Ngọc, chạy nhanh về Bắc Kinh. Trên đường, Tống Nhất Phàm nhớ tới bệnh tình Vệ Tân, khuôn mặt vừa mới lộ ra một tia tươi cười lại biến thành u ám mặt đầy. Cô và Vệ Tân tình như chị em, rất lo lắng cho Vệ Tân thân thể vẫn luôn khỏe mạnh, làm sao lại đột nhiên hộc máu. Tới Bắc Kinh rồi. Hạ Tưởng và Cổ Ngọc, Tống Nhất Phàm đến bệnh viện thăm hỏi Vệ Tân, đã được bác sĩ cứu chữa, bệnh tình Vệ Tân có xu hướng bình ổn, tạm thời không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chưa tỉnh lại. Khi màn đêm buông xuống, Lôi Trị Học gọi điện, là lần thứ 3 gọi đến. Trong vòng một ngày, Hạ Tưởng chẳng những nhận được 3 lần điện thoại của Lôi Trị Học, hơn nữa hắn còn sắp cùng Lôi Trị Học lần đầu đối mặt ngồi cùng một chỗ. Người muốn chăm sóc lo lắng cho Vệ Tân, có Liên Nhược Hạm, có Cổ Ngọc, có Tống Nhất Phàm. Vệ Tân vẫn tự nhận rất là cô đơn, nếu cô biết một mình cô tác động đến vô số người, cũng lấy làm vui mừng rồi. Chẳng qua cô hiện tại, đôi mắt đẹp nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt, như là chìm trong trạng thái vô tri vô giác. Có lẽ với cô ấy mà nói, giờ này khắc này mới là thời gian hạnh phúc thực sự. Hạ Tưởng nhận được điện thoại Lôi Trị Học mời hắn ăn cơm, chần chừ một lát, hắn đáp ứng lời mời Lôi Trị Học. Trước khi đi hắn dặn dò Liên Nhược Hạm, nếu bệnh tình Vệ Tân ở trong nước không thể khống chế, thì chuyển tới bệnh viện nước ngoài. Liên Nhược Hạm liếc mắt lườm Hạ Tưởng một cái. Còn cần anh nói, chuyên cơ đã chuẩn bị xong, chỉ xem điều kiện sức khỏe Vệ Tân có cho phép hay không thôi. Tuy nhiên chuyên gia nói, Vệ Tân kỳ thực chưa nghiêm trọng, đây là trước đó mệt mỏi quá sức, cấp hỏa công tâm, mới nôn ra máu. Hạ Tưởng yên tâm, liền giải thích Tống Nhất Phàm vài câu. Không cho cô chạy loạn khắp nơi, lại một phen dặn dò Cổ Ngọc, mới xoay người rời đi. Hạ Tưởng vừa đi, Vệ Tân mở mắt, tỉnh lại, sau khi cô tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy là Tống Nhất Phàm, vui sướng nói. Tiểu Phàm, em không có việc gì là tốt rồi, làm chị sợ muốn chết. Vệ Tân tỉnh lại vốn là chuyện tốt, cô nói một câu lại khiến Tống Nhất Phàm khóc òa. Chị Vệ, chị mới làm em sợ muốn chết. Chị sau đó không nhúc nhích bất động liền nôn ra máu hôn mê, muốn hôn mê cũng để em hôn mê chứ. Lời nói Tống Nhất Phàm, ngược lại khiến mấy người đều bật cười. Vệ Tân cũng cười. Em nói cái gì thế, Tiểu Phàm, không nên nói bậy nữa. Đúng rồi Lôi Tiểu Minh và Giang An đâu. Cổ Ngọc ló đầu ra, ngạo nghễ nói. Bị tôi đánh thảm hiện tại phỏng đoán đều đứng không nổi. Lần sau để tôi gặp được, còn phải đánh đến chết. Vệ Tân không phải tôi nói cô, phụ nữ phải kiên cường một chút, đừng nhuyễn như quả hồng, phải như con nhím kẹp đâm vào tay bọn đàn ông xấu. Lần sau tôi dạy cô mấy chiêu đảm bảo đánh cho Giang An thảm hại không chịu được. Vệ Tân chung quy không phải tính tình mạnh mẽ, cười gượng. Tôi không thể đánh được ai cũng không có sức lực, về sau tránh xa người xấu là được. Liên Nhược Hạm thương tiếc nói. Vệ Tân, em chính là quá yếu đuối mới khiến đàn ông cảm thấy em dễ bắt nạt. Phụ nữ nên cố gắng tự lập, khiến đàn ông không an phận đối với em cảm thấy em không dễ chọc, bọn họ mới không dám động vào em. Đợi em khỏe, chị dạy cho mấy chiêu phòng thân. Còn nữa Tiểu Phàm cũng phải theo chị học cách phụ nữ tự bảo vệ bản thân, không cần toàn bộ dựa vào đàn ông. Liên Nhược Hạm cố ý đem từ, đàn ông, nhấn mạnh đương nhiên là đặc biệt chỉ một cá nhân nào đó. Cổ Ngọc cũng nói, đàn ông có khi cũng không đáng tin cậy. Chủ yếu là hắn không có toàn bộ thời gian ở cạnh cô, hắn có rất nhiều chuyện phải làm. Hắn trăm công ngàn việc, gánh nặng đảm nhiệm trên vai, thân là phụ nữ không nên cho hắn thêm phiền toái, cho nên tôi đề nghị, chúng ta thành lập liên minh phụ nữ. Ai trong đó bị ức hiếp chính là ức hiếp tất cả chúng ta. Người đàn ông Cổ Ngọc nói càng là chỉ Hạ Tưởng.
Một người ngay thẳng cùng lãnh đạm như cổ ngọc, đột nhiên cũng trở nên mạnh mẽ, tuy nhiên đừng nói đề nghị của cô là thật có vài phần khả thi, cũng phải thừa nhận, cô thật sự đúng là tốt với Hạ Tường, khắp trốn đều suy nghĩ cho cảm xúc của Hạ Tường. Nói phải. Liên Nhược Hàm tỏ ý tán thành, lại oán giận Vệ Tân nói. Vệ Tân em cũng thật là, nói em cứ không nghe. Chị vẫn luôn bảo em đi theo bên chị, em lại không chịu, tại sao không nghe lời như vậy? Tính tình của em lạnh nhạt một chút, nhưng chị, Cổ Ngọc, Tiểu Phàm, đều là chị em còn thân hơn cả chị em người thân, em không ở cùng bọn chị, muốn ở cùng ai hả? Vệ Tân mặt đỏ lên, chưa nói được lời nào. Em biết tâm tư chị Vệ. Tống Nhất Phàm thấy Vệ Tân không ngại, cũng khôi phục tính tình hoạt bát. Lần trước có người vụng trộm cùng chị hẹn hò, sợ em biết, lén la lén lút, đúng ngay lúc em mộng du, liền cố tình gặp được, kết quả không được gì. Không được nói. Vệ Tân mặt đỏ như máu. Tiểu Phàm, em mà nói, chị sẽ không để ý tới em nữa. Tống Nhất Phàm thè lưỡi không nói gì nữa. Liên Nhược Hạm và Cổ Ngọc đều đã hiểu ý mà mỉm cười. Mấy người phụ nữ đơn giản mượn sự kiện lần này, đem rất nhiều sự tình trong lòng bộc lộ ra, nói cho cùng đều quay chung quanh một Hạ Tường. Liên Nhược Hạm có lẽ những năm gần đây đặt nhiều tinh lực ở kinh doanh và nguyên do con cái, cũng thoáng với Hạ Tường rất nhiều, biết Hạ Tường tuy rằng phụ nữ có thêm mấy người, nhưng hắn nói cho cùng không phải là một người đàn ông đa tình, lại thêm vẻ ngoài mạnh mẽ, kỳ thực bên trong cũng rất nhu nhược, vâng chịu quan niệm chính là. Phụ nữ tội gì làm khó phụ nữ? Phụ nữ cũng không dễ dàng, nhất là Vệ Tân, Cổ Ngọc và Tống Nhất Phàm đều có thân thế hiển hách, Vệ Tân có cái gì? Cái gì cũng không có, cô chỉ có Hạ Tường. Cho nên đối với việc Vệ Tân tình nguyện một chỗ, tình nguyện làm một người ở sau lưng cố chấp mà chờ đợi Hạ Tường. Liên Nhược Hạm trong lòng biết rõ ràng, chỉ có điều không nói ra thôi. Vừa lúc này đây mượn sự việc bất ngờ, không bằng nói trắng ra. Cũng là lần đầu tiên cô dũng cảm mà đối diện với sự thật trước kia từng không muốn đối mặt thậm chí không muốn suy nghĩ đến. Nếu chúng ta yêu cùng một người đàn ông. Liên Nhược Hạm vừa nói lên xong, Vệ Tân liền thẹn thùng vô hạn, choáng váng. Cổ Ngọc cũng cảm thấy bất ngờ, không ngờ tới Liên Nhược Hạm sẽ thản nhiên đối mặt. Lại nói tiếp mấy người bên trong, Liên Nhược Hạm tuy rằng cùng Hạ Tưởng không có hôn nhân pháp lý, nhưng có hôn nhân mặc nhận, nếu ở cổ đại, Liên Nhược Hạm coi như là vợ cả. Tuy nhiên, Cổ Ngọc cũng là tấm lòng trong sáng, cô không như tâm tư tinh tế của Vệ Tân, hơn nữa mọi chuyện suy nghĩ rất thoáng, tinh thần chỉ hơi sửng sốt, sau đó lại khôi phục như thường. Tống Nhất Phàm lại không có suy nghĩ gì, gật đầu nói. Đúng, em cũng rất yêu anh Hạ. Liên Nhược Hàm ốm lấy Tống Nhất Phàm vào lồng ngực. Đúng là bởi vì em ở bên hắn nhiều năm, hắn vẫn đối đãi em như em gái ruột thịt, không làm mấy chuyện xấu. Chị mới cảm thấy hắn là một người đàn ông thực sự. Nói xong, cô lại nhấn mạnh giọng nói. Vậy chị nói một việc, nếu mọi người đều nhận người chị này, thì về sau đều nghe lời của chị. Chúng ta yêu hắn, thì phải khiến hắn không buồn phiền chuyện nhà, để hắn toàn lực đi ứng phó từng đối thủ, đừng để chuyện phụ nữ nhỏ nhặt làm phiền hắn, các em nói đúng không hả? Vệ Tân đánh bạo ló đầu ra. Em nghe lời chị Liên. Em cũng nghe. Cổ Ngọc thật ra cùng Liên Nhược Hạm quan hệ bình thường, lui tới không nhiều lắm, đối với Liên Nhược Hạm cũng thiếu sự hiểu biết đầy đủ, hiện tại cô bỗng chốc cảm thấy Liên Nhược Hạm thân thiết như chị gái, từ nhỏ cô một mình lớn lên, bỗng nhiên khi đó có được tình cảm chị em, cảm thấy ấm áp, tiến lên ôm lấy một cánh tay của Liên Nhược Hạm. Em từ nhỏ không có chị Liên, chị về sau là người chị thân thiết của em. Liên Nhược Hạm vui mừng quá đỗi. Các em đều là em ngoan của chị. Từ thời gian sớm nhất, khi Tào Thù Lê ở trong nhà Hạ Tưởng tại Đan Thành, mọi việc đều thuận lợi, luôn được cha mẹ Hạ Tưởng yêu quý, Liên Nhược Hạm hạ quyết tâm, cô tuy rằng không có ý định cùng Tào Thù Lê phân cao thấp, nhưng không muốn trên việc đối nhân xử thế thua cô ấy một bậc, Tào Thù Lê là hiền thê của Hạ Tưởng, cô cũng vậy. Nếu có thể thay Hạ Tưởng xử lý tốt tất cả buồn phiền ở nhà, quản lý được quân đoàn phụ nữ phía sau Hạ Tưởng, cô ở giữa cầm đầu, bày ra uy nghi mẫu nghi thiên hạ. Thì so với việc Tào Thù Lê vẫn tránh ở phía sau thay Hạ Tưởng phân ưu, càng có ý nghĩa thực tế hơn. Hôm nay, mượn việc Vệ Tân, Liên Nhược Hạm rốt cuộc bước đầu thực hiện lý tưởng trong lòng, cô vui không tự kìm được. Cổ Ngọc dịu dàng hồn nhiên, Tống Nhất Phàm tinh khiết đơn thuần, Vệ Tân nhã nhặn lịch sự, khiến Liên Nhược Hạm từ nhỏ đến lớn đều chỉ có một mình, trong lòng nhộn nhạo với cảm giác hạnh phúc vô cùng,
liền ngay cả Hạ Tưởng cũng không dự đoán được chính là, sự việc Vệ Tân và Tống Nhất Phàm, nếu nói sự việc Tống Nhất Phàm dẫn phát lần giao thủ đầu tiên giữa hắn và Lôi Tiểu Minh, cùng với việc lần đầu tiên gặp mặt giữa hắn và Lôi nghiên cứu học vấn, như vậy sự việc Vệ Tân khiến các phụ nữ phía sau hắn lần đầu tiên ngồi lại với nhau. Mặc dù không phải toàn bộ các phụ nữ chân thành bàn luận công bằng về đề tài của hắn, hơn nữa còn thành lập quân đoàn phụ nữ Hạ Tưởng. Toàn bộ là được Liên Nhược Hãm ban tặng, quân đoàn phụ nữ phía sau Hạ Tưởng, lần đầu tiên hình thành quy mô và hiệu ứng, sắp được tiếp tục chính quy hóa. Hạ Tưởng lúc này vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, hắn được xe chuyên dụng mà Lôi Trị Học vấn phái tới đón đi, tới một câu lạc bộ. Lôi Trị Học tự mình hiện thân ở cửa đón chào, đối với hắn lễ ngộ 10 phần. Với thân phận và cấp bậc của Lôi Trị Học, vốn không cần phải lễ ngộ như thế với Hạ Tưởng, nhưng ông ta cố tình làm vậy, hơn nữa tin rằng ông ta lúc này đã biết được tin tức Lôi Tiểu Minh bị Hạ Tưởng hành hung một trận và giam giữ, thế mà vẫn có thể thản nhiên như cũ, quả thật là một người cực tỉnh táo hiếm có mà Hạ Tưởng theo chính trị tới nay gặp được. Lôi Trị Học hiện thân ở đây, không chỉ một mình, phía sau ông ta còn có một người, béo lùn, hói đầu, và lại hình tượng vụn vặt, vừa nhìn chính là nô tài mà không phải là thư ký. Bí thư Hạ đồng ý gặp mặt, tôi rất vinh hạnh. Năm nay Lôi Trị Học 40 tuổi, dáng người tiêu chuẩn, khuôn mặt trắng nõn, thể hiện sự trẻ trung, vô cùng có khả năng cao đứng phía trước, mang đến cho người ta cảm giác không phải uy thế kinh người, mà là gió mát quất vào mặt. Nhân vật có thể ngồi vào địa vị cao như bí thư tỉnh ủy, còn có thể làm cho người ta cảm giác như gió mát quất vào mặt, nhưng so với bí thư tỉnh ủy Tê Đồng cấp quan uy 10 phần mà nói, ông ta đã làm được hạn chế khí thế, đạt tới cao độ bất động thanh sắc. Hạ Tưởng chỉ liếc mắt nhìn Lôi Trị Học một cái, liền trong lòng nhảy dựng, lập tức cho ra kết luận, quả nhiên là đối thủ hữu lực mạnh nhất của Cổ Thu Thật, ánh mắt phái phản đối, cũng biết nhìn người chứ nhỉ. Sự tình bên ngoài, còn cần phải làm dáng bộ, Hạ Tưởng cũng nhiệt tình mà cung kính đáp lại. Bí thư Lôi nói quá lời, có thể cùng bí thư Lôi ngồi cùng một chỗ, cũng là vinh hạnh của tôi. Lôi Trị Học giơ tay mời. Mời vào bên trong nói chuyện. Sau đó không để ý thân phận bí thư tỉnh ủy, tự mình đi phía trước dẫn đường cho Hạ Tưởng. Hạ Tưởng liền theo sát sau đó, cũng không đến người đàn ông trung niên một câu. Có ý tứ, thái độ Lôi Trị Học đối với của người đàn ông béo lùn, có hơi cân nhắc. Rõ ràng y đứng ở phía sau Lôi Trị Học, khẳng định trước đó chiếm được sự ngầm đồng ý của Lôi Trị Học, nhưng Lôi Trị Học đối với y thấy như không thấy, cũng không giới thiệu y là ai, Hạ Tưởng liền nhiều ít đoán được chuyện gì. Tới phòng rồi, Hạ Tưởng thấy hết thảy đã an bài thỏa đáng, cũng liền không nói gì, liền chờ Lôi Trị Học chủ động mở miệng đề cập sự kiện Lôi Tiểu Minh. Không ngờ Lôi Trị Học mở miệng nói ra câu đầu tiên, cũng không phải Lôi Tiểu Minh, cũng không phải Tống Nhất Phàm, mà là Tào Vĩnh Quốc. Chỉ sợ Hạ Tưởng và Lôi Trị Học đều thật không ngờ chính là, lần giao thủ đầu tiên giữa bọn họ, đặt ra kết cấu chính trị trong một thời gian tương đối dài sau này. Tào Vĩnh Quốc đi vào Bắc Kinh, đã là ngày hôm sau. Việc Hạ Tưởng đến Bắc Kinh, ông ta tạm thời vẫn chưa biết được, vừa chạm đất, liền đoàn tụ cùng người nhà, cũng không liên hệ với Hạ Tưởng. Tào Thù Lê tới đón Tào Vĩnh Quốc, Hạ Đông cũng gặp được ông ngoại, hơn nữa vợ chồng Tào Thù Quân cố ý từ thành phố Yến tới, ngoại trừ Hạ Tưởng, người một nhà xem như đoàn tụ. Căn nhà của Tào Thù Lê ở Bắc Kinh hơn 100 m², mặc dù không lớn, cũng đủ ở. Trước khi Tào Vĩnh Quốc đến Bắc Kinh, một tuần trước Vương Vu Phân cũng đến Bắc Kinh. Là vì cùng Tào Thù Lê làm quen hoàn cảnh Bắc Kinh, vì Tào Vĩnh Quốc có khả năng điều đến Bắc Kinh, làm tốt công tác giai đoạn đầu. Đối với Vương Vu Phân mà nói, chăm sóc cuộc sống Tào Vĩnh Quốc là một trọng trách nặng nề, cuộc sống của phụ nữ hiện tại thật sự thư thái, không cần bà quan tâm, con trai tuy rằng thành tích không lớn, nhưng thỏa mãn vui vẻ, cũng khiến bà vô cùng an tâm. Vợ chồng thiếu niên làm bạn đến già, hiện tại tâm tư của bà chỉ nằm trên Tào Vĩnh Quốc, chỉ cầu lão Tào thân thể khỏe mạnh. Mọi chuyện hài lòng là được, cái gì đãi ngộ cấp phó quốc, cái gì phó chủ tịch mặt trận tổ quốc, đối với bà ấy mà nói có và không có đều giống nhau. Lão Tào có phải lãnh đạo cấp phó quốc hay không, ở trong mắt bà, đều giống nhau là một lão già cần bà săn sóc. Tuy nhiên theo Vương Vu Phân thấy, lão Tào có thể đi vào mặt trận tổ quốc, chỗ tốt duy nhất chính là có thể sống ở Bắc Kinh, hơn nữa còn có thể nhàn hạ hơn. Sống ở Bắc Kinh, có thể cùng con gái ở cùng một chỗ. Cũng có thể gặp cháu ngoại, hơn nữa cách thành phố Yến cũng gần, muốn nhìn cháu trai cũng có thể trở về bất cứ lúc nào.
Còn nữa, lão Tào từ chức bỏ bớt trọng trách bí thư tỉnh ủy, ít đi sự vụ, ít đi phiền não, còn có thể sống lâu vài năm. Là chuyện tốt, tuyệt đối là chuyện tốt. Cũng đúng là người một nhà, đối với việc Tào Vĩnh Quốc có đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy hay không, cũng không yêu cầu, khiến Tào Vĩnh Quốc đối với chuyện sắp từ chức bí thư tỉnh ủy, có cách nhìn thoáng hơn. Đương nhiên còn có một nguyên nhân trọng yếu nhất là, nhà họ Tào từ chức bí thư tỉnh ủy, còn có thể phủ chính một cán bộ cấp bộ trưởng. Hơn nữa phủ chính cán bộ cấp bộ trưởng so với từ chức bí thư tỉnh ủy, tiền đồ xa lớn hơn. Tào Vĩnh Quốc sau khi vào Bắc Kinh, chuyện thứ nhất chính là đi gặp Ngô Tài Dương. Trước kia, Tào Vĩnh Quốc và Ngô Tài Dương cũng đã gặp mặt, tuy nhiên là ở văn phòng ban tổ chức trung ương, là gặp giải quyết việc chung, tổng cộng cũng chưa nói được mấy câu. Nhưng lần này gặp mặt, là Ngô Tài Dương cố ý an bài, hơn nữa địa điểm gặp cũng an bài ở tại một câu lạc bộ tư nhân. Hoàn toàn là tính chất gặp tư nhân. Bí thư tỉnh ủy âm thầm lén gặp trưởng ban tổ chức trung ương, không phải không có, nhưng cũng sẽ không nhiều, nhất là trưởng ban tổ chức trung ương sẽ không lên giọng thành lập quan hệ tư nhân chặt chẽ cùng quan lớn biên giới, dễ dàng phạm đại kỵ, hai là Ngô Tài Dương thân phận tự cao, cũng sẽ không dễ dàng cùng đến gần bất cứ bí thư tỉnh ủy nào, y không phải là ủy viên thường vụ bộ chính trị, nhưng là ứng cử viên đã định. Cho nên đối với việc gặp tư nhân với Ngô Tài Dương, Tào Vĩnh Quốc vẫn là hơi hơi hưng phấn, còn một nguyên nhân chính là, không chỉ vì Ngô Tài Dương là người cầm lái tương lai của nhà họ Ngô đứng đầu bốn đại gia tộc, còn bởi vì Hạ Tường, còn bởi vì giữa Hạ Tường và nhà họ Ngô có quan hệ phức tạp. Cuộc gặp Ngô Tài Dương rất thuận lợi, nói một số đề tài cá nhân, hàn huyên thời tiết và cuộc sống Bắc Kinh, trọng điểm cuối cùng rơi vào bước tiếp theo của Tào Vĩnh Quốc, Ngô Tài Dương chỉ điểm. Tôi đang ở khắp nơi làm thông công tác. Tào Vĩnh Quốc liền trong lòng biết rõ. Gặp xong Ngô Tài Dương, Tào Vĩnh Quốc lại gặp mặt Cổ Thu Thật. Lời nói Cổ Thu Thật và Ngô Tài Dương cơ bản giống, tuy nhiên ông ta so với Ngô Tài Dương nói hàm xúc hơn, ám chỉ ông ta sẽ tận khả năng cố gắng nhiều mặt, nhất định sẽ cho Tào Vĩnh Quốc câu trả lời vừa lòng, không để Tào Vĩnh Quốc cả đời vì nước vì dân lại cảm thấy bị đảng và quốc gia bạc đãi. Đồng thời, Cổ Thu Thật cũng hàm xúc truyền đạt lời an ủi của Tổng Bí Thư đối với Tào Vĩnh Quốc. Tào Vĩnh Quốc yên tâm trong lòng. Sau khi trở về, cẩn thận suy tưởng mới không khỏi âm thầm lắc đầu, Ngô Tài Dương cũng tốt, Cổ Thu Thật cũng tốt, đồng ý kiên nhẫn cùng ông gặp mặt còn giải thích, kỳ thật đều là nhờ vào mặt mũi của Hạ Tường. Đem con gái gả cho Hạ Tường là quyết định sáng suốt nhất mà ông ta làm ra trong kiếp này. Nhưng mà, khiến Tào Vĩnh Quốc không ngờ chính là, tiếp sau Ngô Tài Dương và Cổ Thu Thật, Thủ tướng thông qua thư ký truyền tin tức đến, muốn an bài một cuộc gặp mặt với ông ta. Hơn nữa còn là gặp với tính chất cá nhân. Trong lòng không yên, thấp thỏm không giải thích được, Tào Vĩnh Quốc và Thủ tướng âm thầm gặp mặt, là ở một câu lạc bộ Thủ tướng yêu thích nhất, ở bên trong không khí thoải mái hiền hòa, Thủ tướng tỏ vẻ an ủi và quan tâm đối với ông ta. Vạch rõ để ông ta lui xuống trước thời hạn, không phải là phủ định đối với ông ta, tương phản. Là Trung ương đối đang khẳng định và cổ vũ ông ta, hy vọng ông ta ở cương vị mới, tiếp tục lấy nhiệt tình vì đảng và quốc gia mà cống hiến. Cuối cùng, Thủ tướng còn luôn dặn dò Tào Vĩnh Quốc, phải chú ý sức khỏe, Bắc Kinh mùa xuân bão cát lớn, khô hanh dễ tức giận, bảo ông ta an tâm ở lại Bắc Kinh. Nếu nói Thủ tướng chỉ là dạy bảo đã khiến Tào Vĩnh Quốc cảm nhận được sự ấm áp và quan tâm, vào lúc rời đi, Thủ tướng chẳng những tự mình đưa ông ta xuống lầu. Còn nắm tay của ông ta, trịnh trọng nhắc tới Hạ Tường. Đồng chí Hạ Tường là một người trẻ tuổi rất ưu tú, tôi rất thích tấm lòng vì nước vì dân của hắn. Tôi cho rằng, nên cho đồng chí Hạ Tường thêm trọng trách, quốc gia cần có hắn, nhân tài như vậy càng phải được đi lên ở cương vị công tác trọng yếu hơn. Tào Vĩnh Quốc liền trong lòng càng thêm chắc, lời nói Thủ tướng, cho ông ta lời cổ vũ và an ủi lớn lao, một là nói cho ông ta biết, đãi ngộ cấp phó quốc của ông ta có hy vọng giải quyết. Hai là cánh cửa chính bộ của Hạ Tường, sắp mở ra. Tào Vĩnh Quốc cũng biết Thủ tướng đồng ý tha thiết mà tiếp kiến ông ta, nguyên nhân là vì Thủ tướng yêu thích Hạ Tường, nhưng không rõ ràng lắm, Thủ tướng hiện tại đối với Hạ Tường không chỉ là thích và coi trọng, hơn nữa ở trên một số sự việc, còn phải nương tựa Hạ Tường. Đúng vậy, Thủ tướng muốn đạt được cải cách chính trị của ông ta cũng tốt, hoặc là mục đích khác cũng tốt, nếu không có Hạ Tường từ giữa truyền lời mở ra cục diện, sẽ rất khó như ý. Tầm quan trọng của Hạ Tường ngày càng lộ ra. Hạ Tường lúc này vẫn chưa biết cha ở Bắc Kinh được đãi ngộ vượt quy cách, hắn lần đầu tiên cùng Lôi Trị Học mặt đối mặt ngồi cùng một chỗ,
cảm nhận được dưới khí chất bình tĩnh thong dong của Lôi Trị Học chôn giấu một khí tiết khó thấy, tuy rằng không phải là áp lực đập vào mặt mà đến, cũng là làm cho người ta cảm thấy sâu vô cùng không lường được. Tống Chiêu Độ hình dung Lôi Trị Học sâu không lường được, hạ tưởng mới gặp, chỉ gặp lần đầu liền nhận ra kết luận của Tống Chiêu Độ đối với Lôi Trị Học. Phó Bí Thư Hạ, kỳ thật đã sớm muốn gặp anh, chỉ có điều vẫn không có cơ hội. Hôm nay có thể ngồi cùng một chỗ, cố nhiên là có nguyên nhân của Tiểu Minh, cũng là thời cơ chín mùi. Lôi Trị Học bưng lên một ly nước trà. Trước lấy trà thay rượu, kính Phó Bí Thư Hạ một ly. Không dám, tôi kính Bí Thư Lôi. Lễ tiết bế ngoại không thể thiếu, hạ tưởng trước cạn vì kính. Tôi cũng đã sớm nghe đại danh như sấm bên tai của Bí Thư Lôi, ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay vừa gặp, Bí Thư Lôi quả nhiên phong thái không tầm thường. Ha ha, Phó Bí Thư Hạ quá khen, ở trước trẻ tuổi và tinh thần phấn chấn của anh, tôi là cảm thấy áp lực. Lôi Trị Học tươi cười, có 3 phần chân thành 4 phần khiêm tốn, tóm lại, làm cho người ta cảm giác rất hòa ái rất có thành ý, tuyệt không làm ra vẻ. Nói thật, tôi sau khi đến tỉnh Tây, cảm nhận được hoài niệm của nhân dân tỉnh Tây đối với đồng chí Tào Vĩnh Quốc, liền vẫn rất sùng bái Bí Thư Tào, cũng muốn giáp mặt lãnh giáo một số vấn đề với Bí Thư Tào, chỉ tiếc, thời cơ không đúng dịp. Hôm nay mời Phó Bí Thư Hạ đến đây, một là, nhận thức một chút, đi sâu tìm hiểu, thứ hai, muốn nhờ Phó Bí Thư Hạ thay tôi hướng Bí Thư Tào truyền lời, chính là Lôi Trị Học muốn thỉnh giáo mấy vấn đề với ông ta về phát triển sau này của tỉnh Tây. Lôi Trị Học là lời nói thật tâm hay là giả bộ tạm thời không nói đến, ít nhất thái độ y cực nghiêm chỉnh, ở trước mặt hạ tưởng, vừa không có sự ngạo nghễ của quan lớn tuổi trẻ cấp bộ trưởng nổi danh cùng Cổ Thu Thật, lại không có sự tự đắc của lực lượng hậu bị của một phe phái, thậm chí kiều cách của một gã bí thư tỉnh ủy nên có cũng không thấy, như ông chú bình thường bên nhà. Hơn nữa bày ra cũng là thái độ đối thoại bình đẳng với hạ tưởng. Còn nữa, Lôi Trị Học cũng không nói đến hiện trạng của Lôi Tiểu Minh, khiến cho hạ tưởng càng khâm phục sự chịu đựng của y. Được, lời của Bí Thư Lôi, tôi nhất định truyền đạt. Thái độ của hạ tưởng, ôn hòa, không xa không gần, rất có chừng mực, nếu Lôi Trị Học không chủ động đề cập Lôi Tiểu Minh, hắn cũng không đề, dù sao hắn không vội. Theo sau, còn nói một loạt chuyện không đâu, Lôi Trị Học chẳng những không nhắc lại việc Lôi Tiểu Minh, liền người đàn ông béo lùn ở một bên không ngừng lau mồ hôi dường như cũng quên đi, không giới thiệu gã là ai. Người đàn ông béo lùn vài lần muốn nói lại thôi, nhưng âm thầm nhìn Lôi Trị Học vài lần, thấy Lôi Trị Học không có bất cứ ám chỉ gì, chung quy không dám mở miệng. Hạ tưởng cũng dường như không có việc gì tiếp Lôi Trị Học nói hết nửa giờ nhàn thoại, mắt thấy sắc trời không còn sớm, liền lên đồ ăn, lấy rượu, hạ tưởng lại chỉ uống một ngụm nhỏ, liền lấy lái xe làm lý do, không uống rượu nữa, Lôi Trị Học cũng không miễn cưỡng. 9 giờ tối, tụ hội chấm dứt. Lôi Trị Học tự mình đưa Hạ Tưởng lên xe, thẳng đến khi Hạ Tưởng ngồi vào xe, y mới tùy tay chỉ người đàn ông béo lùn vẫn ở cùng phía sau. Giang Cương, phụ thân Giang An. Giang Cương cuối cùng nghe được Lôi Trị Học nhắc tới tên của gã, vội cúi đầu khom lưng tươi cười với Hạ Tưởng. Phó Bí Thư Hạ, tôi là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty khai thác An Đạt tỉnh Tây Mỏ, xin chiếu cố nhiều hơn. Hạ Tưởng tùy tay tiếp nhận danh thiếp của Giang Cương, đặt trên xe, cũng không nói. Một chân nhấn ga, lái xe chạy mất. Giang Cương sững sờ tại chỗ, nhìn Hạ Tưởng nhanh chóng mất hút sau ánh đèn, đột nhiên nhổ ra một ngụm nước miếng, hung tợn mắng. Một phó bí thư tỉnh ủy, ngông cuồng cái gì chứ? Mẹ nó, lần sau xuất ra 10 triệu đập mày, không tin mày không đưa ra một khuôn mặt tươi cười. Vừa quay đầu lại, nhìn thấy Lôi Trị Học vẻ mặt sắc mặt không hài lòng, gã tự biết nói sai, vội cười theo. Bí thư Lôi. Lôi Trị Học không kiên nhẫn mà khoát tay. Giang Cương, anh đi về trước. Giang Cương còn muốn nói cái gì nữa, Lôi Trị Học cũng không quay đầu lại mà xoay người đi rồi, vứt gã ở lại, sau một lúc lâu không hề động đậy. Lôi Trị Học sau khi trở lại phòng, một người tĩnh lặng trong chốc lát, liền có người đẩy cửa tiến vào, người này tự nhiên mà ngồi ở trước mặt Lôi Trị Học, nói. Bí thư Lôi, ông cũng thật có kiềm chế, đến một câu chính sự cũng không nhắc đến, nếu là tôi thì đã trực tiếp đưa ra điều kiện trao đổi với Hạ Tưởng. Lôi Trị Học khẽ lắc đầu, ngẩng đầu liếc mắt nhìn người tới một cái, nói. Nhà nội, Hạ Tưởng nói, hắn và anh qua vài lần giao tiếp đều thắng lợi, anh hiện tại có thể làm gì được hắn nào? Một câu kích tướng bất động thanh sắc, nhà nội bỗng nhiên tức giận. Bí thư Lôi không cần kích tôi,
món nợ của tôi và Hạ Tưởng, lập tức sẽ thanh toán. Hạ Tưởng cũng không biết là, trước khi Lôi Chỉ Học gặp hắn, đã gặp mặt nha nội, hơn nữa cùng với nha nội bàn bạc khẩn cấp để đưa ra những quy tắc xử lý với sự kiện Tiểu Minh. Sau đó mới định lại thần khí gặp mặt hắn một lần. Nếu để Hạ Tưởng biết rằng trước khi Lôi Chỉ Học và hắn gặp mặt đã làm tốt bài tập, hắn sẽ không thể lại một lần nữa khâm phục tính chắc chắn và yên ổn của Lôi Chỉ Học. Lôi Chỉ Học đã âm thầm nhờ người khác thăm dò hiện trạng của Lôi Tiểu Minh. Người khác cũng không phải là ai khác, chính là nha nội. Lôi Chỉ Học là người như thế nào? Y biết rõ lực lượng giữ cân bằng bên trong của quan trường. Càng biết rõ ân oán giữa Hạ Tưởng và nha nội, có thể mượn bàn tay của y gây áp lực với Hạ Tưởng. Từ đó đạt đến mục đích vây ngụy cứu Triệu, là diệu kế không thể tốt hơn. Cùng Hạ Tưởng gặp mặt, chủ yếu cũng là muốn chính diện tiếp xúc một chút với hắn. Cần có một hình ảnh trực quan với Hạ Tưởng, tai nghe mắt thấy mới thật. Người khác hình dung Hạ Tưởng như thế nào chỉ là sự thật của người khác. Y chỉ tin vào ánh mắt của chính mình. Y chỉ không đề cập tới Lôi Tiểu Minh, Hạ Tưởng cũng chỉ đành không đề cập tới. Hơn nữa Hạ Tưởng cũng không những không hỏi tới Giang Cương ở ngay bên cạnh, ngay cả kiếc mắt nhìn cũng không, khiến cho Lôi Chỉ Học không thể không khâm phục cảm tính có chừng mực của Hạ Tưởng. Quả nhiên là thanh niên rất có tiềm lực. Lôi Chỉ Học cũng không ý thức được là, đối thủ trực tiếp của y là Cổ Thu Thật. Hiện tại y lại tự hạ thân phận, cho rằng mình và Hạ Tưởng ngang bằng nhau, là chính y tự hạ thân phận. Nhưng y có lẽ là bởi vì Lôi Tiểu Minh bị giam giữ, lại có lẽ là vì trước đây nghe thấy quá nhiều tin đồn. Vô hình chung, Hạ Tưởng bị y nâng cao tới vị trí ngang bằng nhau. Hiện tại Tiểu Minh và Giang An đang ở trong tay quân cánh phải, rất khó giải quyết. Lôi Chỉ Học rất thông minh không tiếp lời của nha nội. Lần thanh toán cuối cùng giữa Hạ Tưởng và nha nội, cùng y dường như không có liên quan gì, nhưng thực ra liên quan rất lớn. Tuy nhiên y không thể nói công khai, chỉ có thể dẫn đường cho nha nội chủ động làm việc gì. Nha nội lắc đầu nói. Hạ Tưởng quả thật rất xảo quyệt, muốn để hắn thả người, sợ không quá dễ dàng. Bí thư Lôi, anh cần chuẩn bị tốt tâm lý. Lôi Chỉ Học cho rằng nha nội đã chuẩn bị đối phó với Hạ Tưởng. Không ngờ giọng điệu của nha nội chuyển từ cao xuống nhẹ nhàng, nghĩ thầm rằng nha nội cuối cùng cũng bị Hạ Tưởng đánh cho sợ. Hạ Tưởng cũng không phải là người cố tình gây sự, chờ hắn nguôi giận, nhất định sẽ thả người. Lại nói, sự tình của Tiểu Minh cũng không to, chẳng lẽ Hạ Tưởng vẫn có thể bắt luôn không tha? Nếu hắn lại làm loạn không để yên, tôi sẽ mời Chủ tịch Quốc hội ra mặt phân xử. Nha nội khẽ mỉm cười. Sắp tới Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc rồi, làm cho tất cả ổn định đi. Dường như là một câu nói vô nghĩa, nhưng câu kế tiếp y lại động tới vấn đề chính. Hiện tại sự kiện Ngô Hiểu Dương vẫn chưa kết thúc, có người chỉ trích Hạ Tưởng, Phó Bí Thư Hạ và quân đội có bí mật qua lại, bị Phó Bí Thư Hạ diễn cảnh phiền não tránh được một kiếp nạn. Nhưng nếu ở trong Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, đột nhiên có người nhắc lại Phó Bí Thư Hạ vì ghen tức mà dùng quân đội lùng bắt một gã con nhà giàu mới nổi, sự việc còn có gì tốt đẹp nữa? Lại nếu chẳng may trên phương tiện tin tức truyền thông thông báo Phó Bí Thư tỉnh ủy trẻ tuổi nhất, vì người con gái đẹp phẫn nộ xuất quân. Xe cảnh sát dẫn đường binh lính xuất động, uy thế lớn, vì để tranh một mỹ nhân. Một chuyện nhỏ cũng có thể để cho nha nội nâng cao thành sự qua lại thân thiết của các quan lớn ở địa phương với quân đội. Nha nội dùng thủ đoạn hại người, quả nhiên cao minh, Lôi Chỉ Học ngầm đồng ý, cũng không nói tiếp, dường như chuyển vấn đề. Xin chuyển cáo tới Chủ tịch Quốc hội, ngày mai tôi đi thăm hỏi ông ấy. Nha nội gật đầu. Giang Cương làm thế nào? Lôi Chỉ Học khẽ mỉm cười. Giang Cương và anh trong kinh doanh có khả năng có tiếng nói chung. Nha nội kéo cổ áo mà mỉm cười. Vậy trước tiên cảm ơn Bí Thư Lôi, nghe nói Giang Cương vừa mới là phú hào tỉnh Tây, không biết có làm nên trò trống gì không? Tôi cảm thấy không có. Lôi Chỉ Học nói. Mỗi chủ mỏ than của tỉnh Tây, thực sự rất nhiều tiền, rất thích kết giao qua lại với các quan lớn quyền quý. Nghe xong lời nói đầy hàm ý và ám chỉ mãnh liệt của Lôi Chỉ Học, nha nội cười vui vẻ. Không có sự việc nào vui bằng mang tiền trong tay người khác chuyển vào trong tay mình. Sau khi y cười mấy tiếng, đứng dậy. Tôi có người bạn đúng lúc quen với Bộ trưởng quân đội giam giữ Tiểu Minh, chờ tôi gọi điện thoại, hỏi một vài tình huống cụ thể. Lôi Chỉ Học khẽ gật đầu, cười mà không nói. Y và nha nội cuối cùng cũng đạt tới nhận thức chung, đúng theo như yêu cầu.
Đi nửa đường Hạ Tưởng nhận được một cuộc điện thoại, được biết Vệ Tân đã tỉnh lại đồng thời bình yên vô sự, liền thở phào nhẹ nhõm. Vốn định tiếp tục giam giữ Giang An và Lôi Tiểu Minh vài ngày, nhưng nếu Vệ Tân không có chuyện gì, Tống Nhát Phàm cũng không sao. Hơn nữa Lôi Chỉ Học giữ thể diện, mọi người nể mặt nhau, chủ yếu có qua có lại mới toại lòng nhau mới phù hợp với tình trạng thường thấy ở quan trường. Hạ Tưởng liền gọi một cuộc điện thoại nói. Trước tiên là thả Lôi Tiểu Minh. Dù sao Lôi Tiểu Minh cũng đã bị đánh thê thảm, tin rằng sau khi Lôi Chỉ Học nhìn thấy, không cẩn thận nhìn, phỏng chừng cũng không nhận ra đây là con của y Lôi Hiểu Minh. Đương nhiên, tất cả sự trừng phạt Lôi Hiểu Minh nhận được, không đủ để hoàn lại tất cả những cái y đã làm với Tống Nhất Phàm. Không sao, Tống Triệu Đô sắp bay tới Bắc Kinh, cùng với Lôi Chỉ Học nói chuyện trực tiếp. Mắt sẽ đại hội toàn quốc sắp diễn ra, các quan chư hầu và các quan lớn ở địa phương cũng đều tới tập trung ở Bắc Kinh. Đó là một phong vân tế hội có ý nghĩa thực sự. Trong lòng Hạ Tưởng vẫn luôn mong đợi. Hai hội, Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc không thể ảnh hưởng tới sự kiện trọng đại của cục diện chính trị, nhưng có lẽ sẽ công bố một sự việc ảnh hưởng tới cục diện chính trị. Vào đến trong nhà, đang chuẩn bị bước vào cửa, lại nhận được điện thoại của Tống Triệu Đô. Hạ Tưởng, tôi đã tới Bắc Kinh rồi trước, vừa mới nhận điện thoại của Lôi Chỉ Học, ngày mai gặp mặt y. Giọng của Tống Triệu Đô bình tĩnh hơn nhiều, lấy lại tất cả tự tin đang nắm giữ. Tạm thời Tiểu Phàm kính nhờ anh, nó nghe lời của anh nhất, đừng để nó lại chạy loạn nữa. Hạ Tưởng bằng lòng. Tống Triệu Đô còn nói. Còn hai ngày nữa sẽ bắt đầu đại hội, nghe nói ngày mai anh phải về thành phố Yến một chuyến sao. Ngày mai trở về thành phố Yến, là tụ hội quân đội được lão cổ bố trí. Vốn dĩ định sau đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc lại tụ họp, nhưng Hứa Quan Hoa nhiệt tình thúc đẩy, mà Triệu Minh Khắc cũng đã hoàn thành việc bố trí trước rồi. Lão cổ liền quyết định, có thể mời dự họp trước Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc. Thừa dịp sự chú ý của mọi người bị điều kiện có lợi của Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc thu hút, lần đầu tiên chính thức mời lực lượng quân đội đại duyệt binh. Không thể không đi. Hạ Tưởng biết rằng Tống Triệu Đô nghe được một vài tin tức cũng không có gì lạ, vốn dĩ cũng không định giấu Tống Triệu Đô. Đi cũng được, có khi lộ răng nanh, cũng là chuyện tốt. Tránh khỏi một số người luôn cảm thấy có quyền lực là có thể đi. Tống Triệu Đô tỏ vẻ kiên định với Hạ Tưởng. Tôi hy vọng anh có thể đi một đường khác, không cần đợi tới khi mọi việc được bố trí, quay người lại mới phát hiện ra, không có cảm giác nắm binh quyền trong tay là người bị khống chế cỡ nào. Lời của Tống Triệu Đô khiến Hạ Tưởng hơi giật mình, so sánh với tác phong bình tĩnh thiết thực trước kia, bây giờ Tống Triệu Đô dường như thay đổi khéo léo hơn một chút. Chẳng lẽ là bởi vì biến cố bất ngờ sắp xảy ra khiến Tống Triệu Đô không kiềm chế được kích động trong lòng ư? Cũng không phải, y đã chìm nổi trong quan trường, về cơ bản sẽ không dễ lộ ra vẻ vui giận ấy. Khi về tới nhà ở Bắc Kinh, đã là hơn 10 giờ tối, mọi người đều vẫn chưa ngủ. Rõ ràng vẫn đang kiên nhẫn chờ sự quay trở về của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng vừa vào tới cửa đã bị một đứa nhỏ bám vào, là Hạ Đông. Lại nói tới giai đoạn trưởng thành của trẻ con, mỗi giai đoạn đều có thay đổi. Lúc trước Hạ Đông không quá thích thân thiết với Hạ Tưởng, bây giờ lớn hơn một chút, đột nhiên có chút gần gũi với bố. Bố, bố đã trở về rồi, con nhớ bố đến chết mất. Hạ Tưởng thấy con béo hơn một chút, nét mặt vô cùng đáng yêu. Hạ Tưởng liền nắm lấy tay Hạ Đông, nhìn mọi người trong nhà đều đoàn tụ cùng một chỗ, bố vợ, mẹ vợ, Tào Thù Lê còn có vợ chồng Tào Thù Quân. Đều mỉm cười thân thiết đối với Hạ Tưởng. Vốn dĩ là người thân, mỉm cười cũng là thật tình. Hạ Tưởng đã lâu không gặp Vương Vu Phân, vừa bước lên liền gọi một tiếng. Mẹ! Vương Vu Phân liền tươi cười rạng rỡ, rõ ràng là vẻ mặt của mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng vui mừng. Hạ Tưởng lần lượt thăm hỏi Tào Vĩnh Quốc, Tào Thù Quân, sau khi ngồi xuống lại nói một mạch. Mới cùng với Tào Vĩnh Quốc một trước một sau vào thư phòng. Hai người cha vợ con dễ có chuyện cần nói. Mặc dù đã là đêm khuya, nhưng rõ ràng hai người đều nói chuyện rất hứng thú. Đầu tiên Tào Vĩnh Quốc nói về lần gặp mặt vừa rồi của ông ta với Ngô Tài Dương, cổ thu thật cùng với Thủ tướng. Vừa rất vui vẻ nói tới kỳ vọng của Thủ tướng, cảm thấy mỹ mãn nói. Về hưu thì hưu, có thể khiến mấy vị lãnh đạo nhà nước thân thiết với cha, cha cũng vui mừng rồi. Bản tính nhã nhặn của Tào Vĩnh Quốc vẫn không thay đổi. Nếu để ông về hưu trước, không vì tạo điều kiện phù chính cho Hạ Tưởng, có Ngô Tài Dương,
Cổ Thu Thật và thủ tướng ra mặt, tin rằng ông ta cũng có thể chấp nhận. Hạ Tưởng cũng biết rõ, ưu điểm lớn nhất cả đời của bố vợ là lương thiện. Nhưng bản thân là người trong quan trường mà nói, nếu áp dụng lương thiện không thích hợp, chính là khuyết điểm lớn nhất. Bất luận như thế nào, vẫn là có hắn ở khắp mọi nơi phối hợp. Bố vợ cũng không biết là, nếu không phải là hắn làm tốt công việc của nhà họ Quý không gật đầu. Cho dù Tổng Bí Thư đồng ý ông vào mặt trận Tổ quốc, cũng chưa chắc đã vào được. Tuy nhiên, bố vợ cả đời mọi chuyện đều thuận lợi, thì không cần để cho ông biết một vài chuyện không cần thiết. Hạ Tưởng thấy bố vợ hứng thú rất cao, liền nghe theo lời của ông nói. Tóm lại là con đường rộng lớn phía trước, mọi việc đều hài lòng, khiến cho Tào Vĩnh Quốc càng an lòng. Hạ Tưởng cũng là hơi hơi xúc động, bố vợ tâm tình như vậy, có thể nhìn xa trông rộng, tấm lòng ngay thẳng, nhất định có một tuổi già hạnh phúc. Buổi tối, Hạ Tưởng và Tào Thù Lê muốn hoàn thành việc tốt, liền có một đứa bé không gõ cửa mà xông vào. Không cần giải thích liền ngủ giữa hai người, còn thực sự muốn mỗi đêm cùng ngủ với bố, là tình thương của bố con. Hạ Tưởng đành không nói gì, nhìn khuôn mặt tròn mập của đứa con, không chịu được liền hôn con một cái. Nên giảm béo rồi, giảm ít mỡ béo. Hạ Đông không biết đã than thở câu gì, dù sao Hạ Tưởng cũng không nghe rõ, lúc muốn nghe cẩn thận, Hạ Đông đã ngủ rồi. Thật là một thằng nhóc nghịch ngợm, Hạ Tưởng lắc đầu, đành liếc mắt nhìn Tào Thù Lê một cái. Tào Thù Lê nhăn mặt với Hạ Tưởng, nói nhỏ. Đúng thôi, con của anh chính là con của Khắc Tinh. Ngày hôm sau trời sáng ngời, Hạ Tưởng liền cáo biệt mọi người, đi ô tô tới thành phố Yến, tham gia một cuộc họp phi chính quy. Cuộc họp tuy rằng không chính quy, nhưng có ý nghĩa trọng đại, là một sự sắp xếp quan trọng trong cuộc đời của hắn. Thành công, trước mắt sẽ bằng phẳng, đặt nền móng cục diện trong một đoạn thời gian tương đối dài sau này. Thất bại, có lẽ chính là một lần ngã quỵ của toàn bộ thế cục, nhưng nếu lão cổ đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, là núi đao hay là biển lửa, hắn đều phải bước nhanh xông lên trước. Tháng 3 ở Bắc Kinh, cuối cùng ánh nắng tươi sáng, chan chứa sắc xuân. Hai hội sắp tổ chức, quan lớn ở khắp nơi trên cả nước mỗi ngày tới Bắc Kinh, liên tiếp không ngớt, muôn hình vạn trạng. Người tới sớm mấy ngày như Hạ Tưởng, cũng không ít. Ví dụ như Cao Tấn Chu của tỉnh Yến, ví dụ như Diệp Thiên Nam của tỉnh Lĩnh Nam. Cao Tấn Chu tới trước một bước, cũng có nguyên nhân. Y vốn là dòng chính nhà họ Ngô, sớm vào Bắc Kinh gặp mặt nhà họ Ngô, cũng là có nghĩa để ứng phó. Diệp Thiên Nam tuy là nhân vật xếp hạng sau cùng của tỉnh Lĩnh Nam, nhưng cũng tới Bắc Kinh trước, ý đồ chắc cũng là vì bước tiếp theo của y. Mặc dù Hạ Tưởng từng đáp ứng ở giữa hỏi han, nhưng y không bao giờ có cách nghi ấu chỉ mang tính mạng của thân nhân giao cho người khác. Việc quan trọng vẫn là phải tự mình làm mới yên tâm. Diệp Thiên Nam tới Bắc Kinh so với Hạ Tưởng chỉ muộn hơn mấy tiếng. Không ngờ Hạ Tưởng sau khi tới Bắc Kinh, thì có sự việc liên lụy, hơn nữa vì sự kiện của Lôi Tiểu Minh, càng thêm phức tạp, lại ngồi cùng với Lôi Trị Học, nên cũng không lo được việc cùng Ngô Tài Dương gặp mặt nói chuyện của y. Diệp Thiên Nam cũng biết Hạ Tưởng không để ý chuyện của y, không tránh được sốt ruột, muốn cùng Hạ Tưởng trò chuyện, lại sợ thúc giục nhanh quá khiến Hạ Tưởng không vui, đành phải kiên nhẫn. Bản thân y cũng không nhàn rỗi, trước tiên tạo dựng mối quan hệ ở khắp mọi nơi, nghe ngóng ban tổ chức trung ương xem chức vụ chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Lĩnh Nam do ai tiếp nhận, tạm thời vẫn chưa nhận được tin tức gì. Vài phó trưởng ban đề cử Diệp Thiên Nam, báo cáo trong tay Ngô Tài Dương, Ngô Tài Dương để đấy không đưa ra. Mà cục diện chính trị cũng không chính thức thảo luận việc đó. Y thấy an tâm hơn một chút, sự việc bị chặn ở chỗ Ngô Tài Dương càng tốt hơn, chỉ cần Hạ Tưởng đồng ý thật lòng giúp y, Ngô Tài Dương nhất định sẽ giữ thể hiện cho Hạ Tưởng. Diệp Thiên Nam lại gặp mặt với Thủ tướng một lần nữa. Thủ tướng bảo y kiên nhẫn chờ một chút, nói tới là Ngô Tài Dương áp chế đề danh của y. Chưa chắc là có cách nghĩ gì đối với bản nhân y, mà đưa ra biện pháp chính trị cần thiết. Cụ thể là biện pháp chính trị cần thiết nào, Thủ tướng không nói rõ. Nhưng Diệp Thiên Nam có suy đoán, chỉ sợ là có liên quan đến bước tiếp theo của Hạ Tưởng. Nói thật, lúc biết Hạ Tưởng vô cùng có khả năng một bước tiến vào cửa lớn của chính bộ, trong lòng Diệp Thiên Nam nổi lên từng cơn đau xót. Năm đó khi ở tỉnh Tương, y là phó bí thư tỉnh ủy, Hạ Tưởng là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh ủy, Hạ Tưởng xếp hạng sau y. Mà khi ở Lĩnh Nam, Hạ Tưởng là phó bí thư tỉnh ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, y là chủ tịch mặt trận Tổ quốc, hầu như bị xa lánh khỏi bộ phận nòng cốt. Mà hiện tại,
khi y đang cố gắng tiếp cận bộ phận nòng cốt, Hạ Tưởng lại phải tiến thêm một bước. Dù ít hơn so với y vài tuổi, tốc độ thăng tiến kinh người sớm hơn vài năm so với y. Một bước tiến vào cửa của chính bộ, khiến ý tưởng xem Hạ Tưởng thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất của y không còn nữa. Hiện tại không nói Hạ Tưởng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Diệp Thiên Nam, bây giờ y và Hạ Tưởng đã không cùng một tầng lớp. Có lẽ đợi khi Hạ Tưởng nhậm chức bí thư tỉnh ủy, y có thể một lần nữa tiếp cận cửa của chính bộ đã là tốt lắm rồi. Cho dù lần này có thể đảm nhiệm chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh ủy thuận lợi, bước tiếp theo sẽ lại đảm nhận chức phó bí thư tỉnh ủy. Sau đó lại chức chủ tịch tỉnh, ít nhất cũng phải qua 6 năm rồi. Đau buồn, Diệp Thiên Nam cảm thấy mình giống như người đi bộ qua đường, nhìn Hạ Tưởng phi như bay mà đi. Diệp Thiên Nam ngoài thất vọng và bất lực, thì là bất đắc dĩ vô cùng. Ngoại trừ Diệp Thiên Nam cảm thấy bất lực ra, trước đêm tổ chức đại hội. Trong các chư hầu và các đại tướng vùng biên giới tới Bắc Kinh, còn có một người sau khi tới Bắc Kinh, trong lòng không phải cảnh tượng đối mặt với vô số các phóng viên phỏng vấn trong hai hội sắp tới, mà là một nỗi tuyệt vọng cực lớn. Chẳng qua sự việc cũng đã định, không có cách nào chuyển đổi được. Không ngoại giới biết chính là, trước khi mời dự họp đại hội, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương tiến hành một hội nghị bí mật. Vấn đề của Ngô Hiểu Dương chính thức tiến hành định tính. Trong hội nghị, Tổng Bí Thư vô cùng nghiêm túc chỉ ra tính chất cực kỳ ác liệt của sự kiện Ngô Hiểu Dương. Là khiêu chiến đối với sách lược của lãnh đạo của tất cả quân của Đảng. Yêu cầu mang sự kiện Ngô Hiểu Dương xác định là chống lại Đảng là phản quốc, bãi miễn đi tất cả các chức vụ, khai trừ khỏi đảng viên. Lúc biểu quyết, chiếm ưu thế tuyệt đối 8-1, liền đã được thông qua. Hội nghị còn quyết định, sau đại hội chính thức công bố sự kiện của Ngô Hiểu Dương ra bên ngoài, đồng thời khẳng định tác dụng mang tính chất quyết định của Hạ Tưởng trong sự kiện Ngô Hiểu Dương. Cho rằng đồng chí Hạ Tưởng là người bị hại trong sự kiện Ngô Hiểu Dương, theo lý nên được đãi ngộ công chính, công bằng. Cuối cùng, hội nghị còn thông qua một nghị quyết quan trọng liên quan tới chính trị. Khi biểu quyết cuối cùng, Tổng Bí Thư lấy sự kiện Ngô Hiểu Dương ra oai, nắm giữ chặt chẽ quyền chủ động. Lại thêm vào đó là lời nói bổ sung có tình có nghĩa của Thủ tướng. Cuối cùng cũng là chiếm ưu thế tuyệt đối 8-1, thông qua biểu quyết. Trước khi đại hội diễn ra, chướng ngại cuối cùng hoàn toàn được dọn sạch. Vận mệnh chính trị quốc gia sau đại hội, sẽ có một cục diện hoàn toàn mới. Sau đó, Tổng Bí Thư và Thủ tướng cố ý gặp gỡ, là trao đổi cách nhìn về sự việc Tào Vĩnh Quốc, giải quyết cấp phó quốc của đồng chí Tào Vĩnh Quốc, không phải là chiếu cố, mà là đãi ngộ Tào Vĩnh Quốc đáng được hưởng. Cuối cùng Tổng Bí Thư và Thủ tướng có chung quan điểm, từ đó xác lập quan điểm chủ yếu của một thời gian hợp tác lâu dài sau này. Sự kiện của Ngô Hiểu Dương không phải là sự kiện cô lập, là sự kiện mà bộ phận trong thế lực quân đội có ý trước nhiệm kỳ mới biểu thị lực lượng và sự tồn tại. Sở dĩ Phủ Uyên đứng ở sau thôi thúc một thời gian dài, vẫn không bắt lấy Ngô Hiểu Dương, đã chứng minh rằng có rất nhiều người ở bên cạnh bảo vệ y. Thậm chí sau khi Ngô Hiểu Dương xảy ra chuyện, bên quân đội vẫn có thể đổi trắng thay đen, ý đồ lợi dụng việc này để kích động Hạ Tưởng. Thật tâm rành rành. Tổng Bí Thư và Thủ tướng trong lòng chẳng lẽ lại không có tính toán? Kỳ thực từ khi Tổng Bí Thư cầm quyền tới nay, tác phong cầm quyền thiên hướng ôn hòa, đối với nhiệm vụ đối ngoại cứng rắn, đối với nhiệm vụ đối nội thì mềm mỏng. Luôn không muốn trong trận đấu ác liệt tốn nhiều sinh lực. Tất cả chỉ thị của lãnh đạo đảng không thể thay đổi, quân đội là quân đội của đảng, không phải là quân đội của riêng cá nhân nào. Tổng Bí Thư và Thủ tướng hiếm khi ngồi cũng một chỗ. Trao đổi nhiều quan điểm cũng vấn đề, tuy nhiên cũng không biết là sự việc của Thủ tướng quá nhiều tạm thời quên hết rồi, hoặc là cố ý quên không nói đến, tóm lại sự việc của Diệp Thiên Nam, Thủ tướng cũng không trực tiếp trưng cầu thái độ của Tổng Bí Thư. Nếu đồng chí Diệp Thiên Nam biết được, có cảm thấy bi thương không? Bắc Kinh cách thành phố Yến chưa tới 300 km. Hạ Tưởng lái chiếc Volvo XC60, xuống phía Nam, duy trì tốc độ 120 km. Sau 3 tiếng, liền tới địa điểm tụ họp một tòa cao ốc đồ sộ nằm bên cạnh sông Hạ Mã. Tòa cao ốc đồ sộ là sản nghiệp của Tề Á Nam. Thực sự lão cổ vẫn là có cảm tình nhất đối với thành phố Yến. Học viện quân sự của thành phố Yến không ít, đóng quân cũng nhiều, lão cổ cũng có tầm ảnh hưởng với khu vực quân đội đương nhiệm tại tỉnh Yến. Chủ yếu nhất là năm đó lão cổ và Hạ Tưởng quen nhau tại thành phố Yến. Từ đó về sau hai người thành bạn tri kỷ, mãi cho tới hôm nay. Trong nháy mắt mà đã 10 năm trôi qua rồi. 10 năm trước, Hạ Tưởng vẫn là một giám đốc sở.
10 năm sau, Hạ Tưởng đã là phó bí thư tỉnh ủy. Thời gian lưu chuyển, nhân tình vạn vật thay đổi lớn. Cái như xưa không đổi là lão cổ vẫn một lòng trân trọng Hạ Tưởng. Các quan quân tới tham gia họp mặt, ước chừng có hơn 450 người. Đại hội quy mô lớn như vậy, là sự việc trước kia không thể đoán tới được. Dù sao quan quân từ trước tới giờ đại đa số là quân hàm thượng tá trở lên, đều là nhân vật có ảnh hưởng cực lớn ở khắp nơi. Tập trung một chỗ, rất dễ xảy ra suy đoán và bàn luận ở bên ngoài, cũng có thể bị người bàn tán. Nhưng dưới cách bố trí tỉ mỉ của Triệu Minh Khắc, luân phiên từng tốp tới thành phố Yến. Có người lấy danh nghĩa tới thành phố Yến công tác, có người lấy lý do là tham gia đại hội, có người lấy việc tham gia phỏng vấn ở Học viện Lục quân ở thành phố Yến làm lý do, thậm chí có người lấy lý do giả là thăm người thân. Như thế dần dần, không phải trường hợp cá biệt, dù sao cũng không khiến bên ngoài liên tưởng tới, càng không thể khiến người quan tâm đến phát hiện ra khác thường. Không phải nói, Triệu Minh Khắc thực sự là một người có tài. Dưới sự chuẩn bị và sắp xếp tỉ mỉ của y, trong một thời gian ngắn toàn bộ buổi họp đã định ra thời gian và địa điểm, hơn nữa còn gần như giấu được tất cả mọi người, không đơn giản. Ngay cả Hạ Tưởng cũng thầm khen ngợi Triệu Minh Khắc mọi chuyện suy nghĩ chu đáo. Y cẩn thận hơn Hứa Quan Hoa, là một nhân tài thuộc dạng cố vấn. Bên bờ sông Hạ Mã, vùng đất hồi xuân, sóng gợn dập dềnh, ánh mặt trời rạng rỡ. Bên trong cảnh xuân, Hạ Tưởng cũng đón chờ một mùa xuân mới trong đời mình. Tất nhiên, cảnh xuân Hạ Tưởng đã trải qua rất nhiều. Nhưng chưa từng như mùa xuân năm nay khiến hắn ấn tượng sâu sắc, hơn nữa còn ảnh hưởng lớn với cuộc đời của hắn. Mãi tới nhiều năm sau nữa, trong vài lần đối mặt với chuyện nguy hiểm, y vẫn được lợi bởi buổi họp ngày hôm nay. Lão cổ giúp đỡ to lớn với hắn, không thế nào hình dung được. Có thể nói nếu không có sự giúp đỡ không vụ lợi của lão cổ, Hạ Tưởng cũng không thể một mình bước tới đỉnh cao của đời mình. Đúng là vì lão cổ thúc đẩy buổi họp ngày hôm nay, khiến cho Hạ Tưởng tự mở ra một con đường mới cho đất nước mà từ trước tới giờ tất cả mọi người không ai làm được, một con đường hoàn toàn độc nhất vô nhị. Nếu dùng lời bình của nhà sử học hình dung tự Hạ Tưởng khai mở, Trung Quốc cuối cùng vượt qua thời hoàng kim của nhà Hán, Đường. Hạ Tưởng của hiện tại, lại hoàn toàn không giác ngộ được gánh nặng sứ mệnh lịch sử trọng đại. Hắn xuống xe, bước chậm tới bờ sông Hạ Mã, lấy thân phận của một người du khách bình thường thưởng thức cảnh đẹp của sông Hạ Mã, không khỏi xúc cảm hàng ngàn hàng vạn lần. Trong nháy mắt đã 10 năm trôi qua rồi, cảnh tượng cơn lũ và sóng gió năm đó ở sông Hạ Mã, nhớ lại, y như tạc. Hạ Tưởng không phải là một người thích vắt óc suy nghĩ, nhưng hôm nay về lại chốn cũ, vẫn khó tránh được cảm xúc dâng trào, nhất thời thất thần. Phó Bí Thư Hạ, nếu đã đến đây, mời đi vào hội nghị, lão cổ và Quan Hoa cùng mọi người chờ đã lâu. Giọng của một người vang lên từ phía sau. Hạ Tưởng quay lại nhìn, phía sau không xa có một người cao lớn đang đứng, khoảng 45 tuổi, tinh anh tháo vát, trong ánh mắt lộ ra vẻ kính cẩn và ngưỡng mộ. Hạ Tưởng cũng không biết người này, nhưng lại nhớ tới một cái tên là Triệu Minh Khắc. Hạ Tưởng tự nhiên không thể dự đoán được sau này, lúc này hắn còn không biết, Triệu Minh Khắc ở ngay trước mắt, có thể trở thành một trong những trợ thủ đắc lực đi theo hắn cả đời, là người trung thành nhất, mấy lần vì kế sách của y, lập được nhiều công lao hiển hách. Nhưng lúc này, Hạ Tưởng và Triệu Minh Khắc mới quen biết nhau. Ấn tượng đầu tiên của hắn với Triệu Minh Khắc, cũng tạm tạm. Sau khi bắt tay, hàn huyên vài câu, liền đi vào tòa nhà. Nói đùa, ai cũng không biết số phận có thể mang hai người cùng gắn kết với nhau. Dùng lời của nhà sử học mà nói sông Hạ Mã 10 năm trước, nước lũ ngập trời, trước mặt hàng ngàn nông dân và anh em công nhân, hình tượng Hạ Tưởng xung phong chống lại cơn lũ, tạo lập nên tên tuổi Hạ Tưởng. Mà 10 năm sau, bên sông Hạ Mã trước đại hội, một lần hội nghị nhất định đưa vào sử sách, tạo lập nên một thành viên tổ chức khác của Hạ Tưởng, khiến cho Hạ Tưởng cuối cùng cũng hoàn thành việc tập trung lực lượng bước đầu. Nếu nói từ lúc Hạ Tưởng có nhận thức thành lập thành viên chính trị nòng cốt, tới thành viên chính trị nòng cốt đầy đủ quy mô. Ít nhất tiêu phí thời gian 5-6 năm rồi, mới hoàn thành sự sắp xếp của giai đoạn thứ nhất. Nói như vậy thành viên tổ chức kinh tế của Hạ Tưởng từ thời kỳ đầu bắt đầu hợp tác với Phùng Húc Quang. Đến bây giờ bước đầu có được khả năng nhất định hô mưa gọi gió, xấp xỉ cũng cần thời gian là hơn 10 năm. 10 năm trồng cây, trăm năm trồng người. Hạ Tưởng muốn để thành viên tổ chức chính trị và thành viên tổ chức kinh tế đạt tới mục tiêu mong đợi, dự đoán lạc quan, vẫn cần ước chừng 10 năm nữa. Đối với người ở trong quan trường 5 năm một nhiệm kỳ mà nói,
10 năm chính là thời gian của hai nhiệm kỳ. 10 năm nói dài cũng không dài, ngắn cũng không ngắn, nếu tất cả thúc đẩy thuận lợi, thì có thể gây dựng chính trị đi theo hướng của tương lai. Nếu có chút sai lầm, có lẽ sẽ trở thành việc sắp thành lại hỏng. Bởi vì không chỉ có Hạ Tưởng mạnh mẽ thúc đẩy tình thế theo hướng có lợi cho phương hướng phát triển của hắn. Lực lượng bên ngoài cũng mạnh mẽ thúc đẩy tình thế theo hướng phát triển trái ngược với Hạ Tưởng. Có thể nói, đều cùng một lúc tiến tới, đều đang gắng sức sắp đặt, đều đang bồi dưỡng tinh lực nhân tài hậu bị. Tuy nhiên, so với Cổ Thu Thật, ưu thế của Hạ Tưởng vẫn vô cùng nổi bật. Ưu thế của Hạ Tưởng không ở chỗ so về đối thủ bao nhiêu tuổi, mà ở chỗ bước đi của hắn bỏ ra so với bạn cùng lứa tuổi càng lớn, càng vững chắc. So với Cổ Thu Thật, tuổi bước vào phó bộ của hắn mặc dù chỉ trước 2 năm, nhưng so với cùng phe phản đối sớm đã nhằm vào bố cục của Cổ Thu Thật, phe phản đối mặc dù cũng có nhằm vào sự sắp đặt của hắn, nhưng rõ ràng, nếu so sánh với nhau thì thấy, Lôi Trị Học quả thật sẽ thành đối thủ cực kỳ mạnh của Cổ Thu Thật, mà Chu Hồng Cơ thân là lực lượng hậu phương được bồi dưỡng, hiện tại đã là rất sau hắn 2 bậc rồi. Nói đúng ra, Chu Hồng Cơ cho tới bây giờ, đã không còn là đối thủ tiềm năng chủ yếu của hắn. Lời càng to rộng hơn, mở mắt nhìn khắp trong nước, có lẽ phe phản ánh đối cố ý khiêm tốn, vừa có lẽ phản ánh đối với thực tế vẫn không tìm thấy đối thủ thích hợp cùng tuổi cùng tầng lớp với hắn. Tóm lại sau Chu Hồng Cơ, thế lực trưởng thành của Hạ Tưởng rất mãnh liệt. Một con đường thẳng với cao trào, không thể ngăn cản. Tất nhiên, Hạ Tưởng cũng không thể lạc quan mù quáng, cho rằng phe phản đối không thể bồi dưỡng một đối thủ đồng thời cùng hắn tiến bước như bồi dưỡng Lôi Trị Học. Bất luận là ở trong sáng hay tối, nhất định sẽ có lẽ có một ngày đợi lúc Hạ Tưởng bỗng nhiên chuyển mình thì sẽ phát hiện ra, không biết từ khi nào sau hắn có nhiều đối thủ cùng một cấp bậc cùng tuổi tác cùng một loại bình tĩnh. Nếu trở về mấy tháng trước, Hạ Tưởng có lẽ trong lòng sẽ không tự tin đối với kế hoạch vây đổ mà phe phản đối bố trí phía sau đối với hắn. Nhưng hôm nay, khi Hạ Tưởng đứng trước mặt Lão Cổ, đứng trước mặt đám người Triệu Minh Khắc và Hứa Quan Hoa, đứng trước mấy chục vẻ mặt nóng bỏng. Khi trước mặt binh sĩ khí ngất trời của quan quân, trong lòng không chỉ là tình cảm rào rạt, mà còn có nhiệt huyết sục sôi từ trước tới nay chưa từng có. Người lính, phong cách sống của người lính khá thẳng thắn, người lính sôi nổi, trong lồng ngực của người lính có chính nghĩa. Khi đứng trước mặt, tinh thần và sức lực tỏa sáng trên cơ thể quả nhiên rất khác biệt so với binh lính càn quấy. Trên bản thân họ, Hạ Tưởng cảm nhận được là nhiệt huyết và cống hiến, là tinh thần xung phong mà từ trước tới giờ chưa từng có, là sức mạnh vì non sông không sợ gian khổ. So sánh với tính quan liêu còn lưu lại trên người Ngô Hiểu Dương với khí chất tầm thường, hoàn toàn không thể giống nhau. Trong nháy mắt, Hạ Tưởng đã bị lực lượng và lòng nhiệt tình của họ nhen nhóm, cảm giác dũng khí cháy hừng hực trong lồng ngực có thể vượt qua tất cả khó khăn. Chẳng trách người nắm quyền trong quân đội, mới có khí thế du ngoạn sơn thủy, hóa ra sĩ khí vừa nói, quả thật có thể khích lệ ý chí chiến đấu của một người, nhất là người trẻ tuổi giống như Hạ Tưởng, nhiệt huyết vẫn chưa nguội lạnh. Hội nghị, ngoài dự đoán của mọi người do Lão Cổ tự mình chủ trì. Hạ Tưởng nguyên tưởng rằng hội nghị do Triệu Minh Khắc và Hứa Quan Hoa chủ trì thì còn có thể, không nghĩ là ông Lão lại tự mình ra trận, đủ thấy mức độ coi trọng hội nghị lần này của ông Lão. Hội nghị tương tự hội nghị bàn tròn, Lão Cổ ngồi chính giữa, Hạ Tưởng ngồi bên trái, Hứa Quan Hoa ngồi bên phải, Triệu Minh Khắc không ngồi, chịu trách nhiệm là nhân vật phối hợp ở giữa. Có thể thấy hắn ở trong cảm nhận của Lão Cổ, giống như vị trí của Bộ Tổng Tham Mưu. Mọi người đang ngồi, đều là thân tín do một tay Lão Cổ đề bạt. Không nói khoa trương chút nào, mỗi người tham dự hội nghị đều trung thành và tận tâm với Lão Cổ, tuyệt đối không hài lòng, người có hài lòng, cũng không thể xuất hiện tại hiện trường. Đương nhiên, mấy chục người đang ngồi cũng không phải là toàn bộ lực lượng của Lão Cổ. Lão Cổ chinh chiến cả đời, kinh doanh mấy chục năm, không thể chỉ có mấy chục thân tín. Những người không được mời hoặc là năng lực bản thân còn thiếu, hoặc là mức độ trung thành không đủ, hoặc là cấp bậc quá thấp, không có triển vọng phát triển. Tóm lại, mỗi người quan quân đủ khả năng tới hội trường, đều là lực lượng được Lão Cổ tán thành. Hoặc là nói cách khác, đều là lực lượng được Lão Cổ cho rằng có thể phụ giúp Hạ Tưởng thăng tiến lên địa vị cao hơn. Hôm nay mời mọi người tới đây, chính là để giới thiệu một người với mọi người. Lão Cổ trước mặt toàn bộ thuộc hạ, hoàn toàn không hiền hòa như lúc trước mặt Hạ Tưởng, mà là vẻ mặt uy nghiêm. Hai hội sắp sửa tổ chức, ở bề ngoài hội nghị không liên quan gì với mọi người, trên thực tế, cũng liên quan mật thiết tới vận mệnh bản thân của mọi người,
nhất là đại hội toàn quốc lần thứ 18 mấy tháng sau, càng là sự việc liên quan tới tính mệnh nhân thân của mọi người. Lời nói của lão cổ không phải là khoa trương, cũng không phải là lời nói ra vẻ khinh người. Đối với người quân dân có lý tưởng có khát vọng mà nói, là lúc cả đời sống trong hòa bình cùng nhau tính kế sống quãng đời còn lại, vẫn là đổ máu nơi chiến trường bảo vệ tổ quốc, thực sự là vấn đề trọng đại liên quan tới vinh dự. Lão cổ có nói, quan văn không tham tài, quan võ không sợ chết, quốc gia mới có thể hưng thịnh. Tình trạng hiện nay thì ngược lại, quan văn tham tài, quan võ càng tham tài, hơn nữa còn cực kỳ sợ chết. Dòng chính của lão cổ đều là phái trẻ, đều có chí hướng báo quốc, lại chỉ có thể vì nước nhỏ Nam Hải tàn sát bừa bãi mà lo lắng sốt ruột. Muốn để súng ra trận, ở bên tai lại luôn có người giảng cần giải quyết tranh chấp hòa bình. Kết quả lại là hòa bình được vài chục năm, đảo Nam Hải bị nước nhỏ phía Nam thâu tốn hầu như không còn. Cái gọi là giải quyết hòa bình, chẳng qua là tự lừa dối mình, không lừa dối được người mà thôi. Hội nghị ngày hôm nay, mọi người cần phải làm không lan truyền tin đồn, không tin các tin đồn, không thông qua tin đồn. Ai nói lung tung ra bên ngoài, bị tôi biết, tôi tự mình bắn chết người đó. Râu tóc lão cổ đều dựng lên, uy phong lẫm liệt. Nếu cảm thấy đi theo người khác có tiền đồ hơn, vậy bây giờ hãy lập tức rời đi, tôi không cưỡng ép. Nhưng nếu bây giờ không rời đi, sau này, vĩnh viễn không thể rời đi, có thể làm được hay không? Đừng xem lão cổ tuổi đã già, nhưng khí tiết 10 phần vẫn thế. Hét một tiếng, tựa như sét đánh. Gần như không có bất cứ lưỡng lự gì. Mọi người ở hội trường đều đồng thanh hô to. Có thể. Lão cổ hài lòng, gật gật đầu vui mừng. Mọi người đều là binh lính của tôi đã già rồi, không có con cái, chỉ có một cháu gái, rất nhiều người trong các anh, tôi luôn đối đãi giống như những người con của mình. Chỉ cần một ngày tôi chưa chết, thì tôi hy vọng mọi người đi càng xa hơn, đứng chỗ càng cao hơn. Đây là ước nguyện ban đầu của tôi hôm nay khi triệu tập mọi người cùng ngồi tại đây. Một câu tình sâu nghĩa nặng, khiến không ít người ở hội trường có ánh mắt ấm áp. Cũng quả thật cả đời lão cổ chinh chiến, mặc dù nghiêm khắc, nhưng ông luôn dùng tâm đối đãi với binh lính của ông. Những người đang ngồi ở đây không có mấy người không được ông đánh chửi, nhưng không có người nào không tôn trọng cách đối nhân xử thế của ông. Luôn kính lão cổ như bề trên. Một chính trị gia ưu tú, không những phải có đồng minh chính trị, tổ chức thành viên kinh tế, còn phải có một đám quân nhân đi theo sau bằng lòng vì hắn máu chảy đầu rơi. Năm nay Hạ Tưởng vị thế càng mạnh, cấp thứ trưởng. Không ngoài dự kiến, tôi và mấy người nữa muốn để cho hắn tiến một bước, khiến hắn năm nay tạo ra một sự kiện lịch sử. Tin rằng mọi người cũng hiểu rõ, với vị trí và tuổi tác hiện tại của Hạ Tưởng, còn có hắn là lực lượng trọng tâm của 4 gia tộc lớn. Là lực lượng dự bị được Tổng Bí Thư coi trọng nhất, còn là phái trẻ được Quan Viễn Khúc tin tưởng và dựa dẫm, cũng là bạn tâm đầu ý hợp của Cổ Thu Thật. Con đường đi của hắn sau này, nhất định là mênh mông vô tận. Tôi già rồi, người không thuận theo tuổi già không được, nói không chừng lúc nào đó sẽ có thể quy thiên. Tôi đi rồi, mọi người không được năm bè bảy mảng, không thể bị người khác tiêu diệt từng bộ phận. Trong quân đội, có thể có Hứa Quan Hoa và Minh Khắc phối hợp, nhưng muốn tiến xa hơn một bước, trung ương không có ai, nửa bước cũng khó đi. Cho nên nói, sau này có chuyện lớn gì phát sinh, lời nói của Hạ Tưởng, sẽ không khác nào lời nói của tôi. Vì sao phải để mọi người đi theo Hạ Tưởng, mọi chuyện nghe theo sự chỉ huy của Hạ Tưởng? Chỉ có một lý do, Hạ Tưởng tiến càng cao thì càng nhanh, lý tưởng của mọi người càng có khả năng thực hiện sớm. Mọi người đi theo Hạ Tưởng, không phải vì một mình Hạ Tưởng, cũng không phải vì bản thân mọi người, mà là vì tương lai của quốc gia và dân tộc. Trên mặt lão cổ tinh thần tràn trề từ trước tới nay chưa từng có. Vẻ mặt dứt khoát, ung dung hơn nữa đang nắm chắc tri thức quý báu. Vừa dứt lời, trong hội trường, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Ngay cả Hạ Tưởng cũng thừa nhận, bài phát biểu của lão cổ thực sự có tính chất huyền chuyển nhất định. Từ các góc độ để mọi người cân nhắc lợi hại, mà không phải là một mệnh lệnh đơn thuần truyền đạt xuống cấp dưới, hơn nữa còn có tình có lý, khiến mọi người vui lòng phục tùng. Ai nói lão cổ không có trí tuệ chính trị, trong tâm trí Hạ Tưởng luôn khâm phục thủ đoạn của lão cổ. Lão cổ có vô số người đi theo, tự nhiên ông cũng có chỗ hơn người. Phía dưới, xin mời Hạ Tưởng nói vài câu. Lời mở đầu của lão cổ thực sự đã đem toàn bộ vấn đề nói rất rõ ràng. Để Hạ Tưởng lên tiếng, Hạ Tưởng trực tiếp tiếp nhận là được, hoàn toàn không cần lo lắng.
cũng phải cảm tạ lòng quý trọng của lão cổ với hắn. Hạ Tưởng nhận micro, im lặng một hồi. Trong hội trường im lặng như tờ, ánh mắt mọi người đều dừng ở hắn, khiến hắn cảm nhận được áp lực uy nghi khó hiểu. Cũng phải, hắn thật sự chưa từng phát biểu trước mặt một đám tướng quân. Thực sự lão cổ đã nói hết những lời trong lòng tôi. Tôi hầu như không còn lời nào để nói, nhưng không nói vài câu, xem ra cũng không được. Vậy thì, tôi sẽ nói một câu. Hạ Tưởng tươi cười vẻ mặt ôn hòa, tuổi trẻ và tinh thần phấn chấn của hắn là tài sản lớn nhất. Trong chính trị, quan niệm của tôi là vì nước vì dân. Trong kinh tế, hướng suy nghĩ của tôi là dân giàu nước mạnh. Trong quân sự, ý nghĩ của tôi là... Hạ Tưởng bỗng nhiên dừng lại, nhìn thấy tất cả mọi người đều tĩnh tâm lắng nghe, vẻ mặt của hắn bỗng nhiên trở lên nghiêm khắc. Mượn thơ để phát biểu ước mong, 10 năm mài một kiếm, lưỡi đao chưa từng thử. Hôm nay đem chuyện quân ra bày tỏ, ai có chuyện bất bình. Hạ Tưởng vừa nói xong, hội trường liền truyền tới tiếng vỗ tay như tiếng sấm. Hay cho câu 10 năm mài một kiếm, trong quân đội mài kiếm đã rất lâu rồi, cứ thế mài tiếp, thì sẽ có công mài sắt có ngày nên kim. Hay cho câu ai có chuyện bất bình, những người trẻ đang ngồi đây, người nào không là chí lớn trong lòng. Tự nguyện theo làn sóng bất bình của Nam Hải, một kiếm xóa sạch nước nhỏ. Nếu nói lực lượng nòng cốt của thế lực gia tộc và lực lượng dự bị được Tổng Bí Thư nhận định là nền móng trong chính trị của Hạ Tưởng. Như vậy lấy Liên Nhược Hạm đứng đầu thành viên tổ chức kinh tế, là hắn có khả năng thiết kế cơ sở hạ tầng kinh tế. Mà bắt đầu từ hôm nay, hắn chính thức được lão cổ đề cử thành nhân vật lãnh đạo quân đội của thế lực quân đội. Từ đó đặt ra nền móng lực lượng quân đội phía sau con đường không giống bình thường của Hạ Tưởng. Đại hội bên sông Hạ Mã, kỳ thật ý nghĩa ảnh hưởng sâu xa, cùng với tác dụng thúc đẩy tích cực hướng đi cả đời của Hạ Tưởng, từ nay, luôn tiếp tục kéo dài nhiều năm về sau, không thấy suy giảm. Mà những người có liên quan tham gia hội nghị, dường như không có ai trên đường đi rời khỏi Hạ Tưởng, dĩ nhiên có nguyên nhân cần phải theo sát bước chân Hạ Tưởng. Cũng phải thừa nhận sức hút nhân cách của Hạ Tưởng đích thực cảm hóa được phần lớn mọi người, tất cả trở thành hậu thuẫn mạnh mẽ nhất phía sau Hạ Tưởng, cũng thực hiện kế hoạch lý tưởng cuối cùng trong tim vì Hạ Tưởng, tạo nên tác dụng không thể thiếu. Triệu Minh Khắc và Hứa Quan Hoa càng vì giấc mộng đại quốc của Hạ Tưởng, làm ra thành tích chói lọi không thể phai mờ. Đây là lời nói sau này, tạm thời không đề cập tới. Khi giữa trưa, bên sông Hạ Mã tiếng sóng vẫn như trước, tòa cao ốc Đế Hào ngừng kinh doanh với bên ngoài là vì bảo đảm đại hội sẽ tổ chức thuận lợi, ngừng kinh doanh trước 3 ngày, vừa đảm bảo đại hội tiến hành thuận lợi, cũng tiến hành các hạng mục an toàn đúng thời hạn. Làm nhân vật trung tâm của thành viên ban tổ chức kinh tế của Hạ Tưởng, Tề Á Nam làm việc, Hạ Tưởng rất yên tâm. Có thành viên ban tổ chức chính trị, Hạ Tưởng bước đi về sau sẽ vững chắc mà không dẫm vào khoảng không. Bước tiếp theo, hắn sẽ tiếp tục bố cục toàn quốc, bắt đầu quan sát để nhân lực các con đường tiếp tục bước lên trước, từ đó hoàn thành một lần nâng cao chỉnh thể. Có thành viên ban tổ chức kinh tế, Hạ Tưởng có thể dựa vào trình độ nhất định, hô phong hoán vũ ở thị trường tư bản, làm lực lượng hỗ trợ cho lực lượng chính trị, hoặc là trong tương lai không xa, vốn liếng của thành viên ban tổ chức kinh tế khi tăng lên đến quy mô nhất định, lực lượng về vốn hùng hậu đến trình độ nhất định, sức ảnh hưởng khủng bố của nó thậm chí có thể chi phối cục diện chính trị. Cho nên Hạ Tưởng lúc này không chỉ hoãn chí lớn đối với việc thành viên ban tổ chức kinh tế tiến một bước mạnh mẽ. Lý tưởng và mục tiêu của hắn là, trong vòng 5 năm, thực lực tổng hợp của thành viên ban tổ chức kinh tế lật lại tổng thể một lần nữa. Thực lực tổng hợp không chỉ là thực lực tiền vốn, còn có sức thao túng, sức ảnh hưởng đối với thị trường, cùng với sức quyết định của một ngành nghề nào đó. Khẩu vị của Hạ Tưởng rất lớn, hắn muốn đem mấy ngành nghề lớn liên quan đến quốc kế dân sinh toàn bộ nắm trong tay mình, không cho phép một vài giới tư bản bất lương nhập vào. Mà đến bây giờ chính thức thành lập thành viên ban tổ chức quân sự, tuy thành lập, nhưng sự không giống nhau với thành viên ban tổ chức chính trị và thành viên ban tổ chức kinh tế là, từ bên ngoài mà nói, thành viên ban tổ chức quân sự không tồn tại, nhưng từ ý nghĩa tượng trưng mà nói, tính trọng yếu của thành viên ban tổ chức quân sự sẽ tùy theo vị trí cao lên của hắn mà dần dần nổi bật, càng vì con đường từ này về sau của Hạ Tưởng, quét sạch chướng ngại vật cuối cùng. Phải nói, Hạ Tưởng dựa vào cấp bậc cấp thứ trưởng, đã có thành viên ban tổ chức chính trị và thành viên ban tổ chức kinh tế to lớn. Đồng thời tiếp nhận lực lượng quân sự mà ông cổ tổ chức mấy chục năm, hắn không những là người có 102 trong giai đoạn hiện nay, cũng là một người có con đường lên chức từ khi xây dựng đất nước đến nay độc đáo đồng thời đi vững chắc nhất.
Hạ Tưởng may mắn biết bao, trên chính chỉ có ông Ngô Khôn khéo hơn người dìu dắt hắn trên đoạn đường, trên kinh tế có Liên Nhược Phàm và Lý Thấm tương trợ, trên quân sự có ông Cổ Tận Lực giúp đỡ, đem cả tâm huyết một đời đưa ra giúp đỡ, hắn xem như biết đủ rồi. Kỳ thực Hạ Tưởng cũng biết rõ, ông Cổ Lý do tại sao lại phó thác lực lượng quân sự cho hắn, đều không phải là liều lĩnh, mà là căn cứ vào bố cục lâu dài, càng là từ trong vận mệnh chính trị cấp thiết trong nước mà được đưa ra quyết định anh minh. Từ đời thứ ba đến tổng bí thư là đời thứ tư, trên cơ bản đều cần ít nhất một khoảng thời gian nắm trong tay hoàn toàn quân đội, thời gian có thể làm mất đi nhiều cơ hội đối ngoại mạnh mẽ. Chế độ chính trị trong nước như thế, muốn thay đổi từ trên cơ bản cũng không thể. Nếu đã như thế, chỉ bằng áp dụng sách lược phu hồi, khiến Hạ Tưởng trước khi chưa nhòm ngó ngôi báu, trước hết xây dựng lực lượng đủ để chống đỡ hắn ra lệnh với quân đội. Cho dù dựa vào cấp bậc của Hạ Tưởng, nhúng tay quá sớm vào chuyện quân sự là điều tối kỵ, nhưng chính trị vốn dĩ chính là làm việc nguy hiểm, muốn đi đường lớn bằng phẳng thì sẽ không phải theo chính trị. Huống hồ ông Cổ sắp xếp cũng rất chu đáo và tỉ mỉ rồi, trong chuyện lớn thì có thể do ông Cổ chăm lo đồng thời ra lệnh đối ngoại. Chuyện bình thường có thể do Hạ Tưởng trực tiếp xử lý, truyền đạt thông qua Hứa Quan Hoa và Triệu Minh Khắc. Giống như là nói, Hạ Tưởng từ bây giờ trở đi, chính thức gia nhập chuyện trong quân sự. Ý nghĩa quan trọng nhất của chuyện hôm nay ở chỗ, chính thức xác lập địa vị Hạ Tưởng làm người kế tục của ông Cổ. Vốn dĩ rất nhiều người cho rằng ông Cổ giao việc quân sự vào trong tay của Hứa Quan Hoa hoặc Triệu Minh Khắc, không ngờ, lại giao vào tay Hạ Tưởng, khiến nhiều người tuy tiếp nhận nhưng vẫn có nghi vấn. Lẽ nào nói, Hạ Tưởng thật giống như là sự kỳ vọng của ông Cổ, cuối cùng cũng có ngày chính thức đảm nhận lãnh đạo quân ủy. Không phải là người quân nhân có thể đảm nhiệm phó chủ tịch quân ủy, chỉ có một người chính là người kế tục được các phương tán thành. Bây giờ người xếp danh đầu tiên chức phó chủ tịch quân ủy là Quan Viễn Khúc, Hạ Tưởng bây giờ mới chỉ là cấp thứ trưởng, cho dù là trẻ tuổi, nhưng hắn nhất định có thể đi đến vị trí người cao nhất. Buổi tối ở sông Hạ Mã, dưới ngọn đèn chiếu sáng, giống như một con rồng đèn, uốn lượn nhiều vòng. Hạ Tưởng và ông Cổ đang ở bên hồ, vẫy chào tiễn đưa từng người một, mạch nước ngầm bắt đầu chảy, sẽ hạ màn xuống trong màn đêm. Sau khi đợi tiễn đưa mọi người về hết, Hạ Tưởng và ông Cổ mới lên đường về Bắc Kinh. Hạ Tưởng tự lái xe, ông Cổ ngồi phía sau, hưởng thụ sự đãi ngộ lái xe của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Hứa Quan Hoa ngồi ghế phụ, Triệu Minh Khắc ngồi phía sau cùng ông Cổ. Trong xe có tổng cộng 4 người. Không có người ngoài, toàn là người được ông Cổ tín nhiệm lựa chọn. Về sau việc lớn trong quân sự, tất cả đều giao cho 3 người các cậu đây. Ông Cổ liếc mắt nhìn Hạ Tưởng đang chăm chú hết sức lái xe. Cậu lái chậm một chút, không cần vội, thời gian của cậu còn rất dồi dào. Ông Cổ một câu hai ý, Hạ Tưởng cười. Tôi đều cảm thấy vô cùng cấp bách, làm gì có dư giả thời gian. Ngài đặt trọng trách lớn như thế lên thân tôi có thể không vội sao? Triệu Minh Khắc cười. Phó Bí thư Hạ, ông Cổ trân trọng đối với cậu, khiến tôi và Quan Hoa đều ghen tị. Có điều ông Cổ cũng yêu cầu rất nghiêm với cậu, đem nhiều chuyện như thế phó thác dưới tay cậu làm sao được chiếu cố cho lại.